các hãng điện thoại di động hàng nội địa khác sẽ lấy Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa làm đại biểu. Lượng tiêu thụ điện thoại di động của hai xí nghiệp này trong năm nay đều sẽ đột phá 3 triệu máy, tổng sản lượng tiêu thụ của 12 hãng điện thoại di động hàng nội địa khác cũng sẽ đột phá 4 triệu máy, cũng ý nghĩa tỷ lệ nội địa hóa của thị trường điện thoại di động trong nước sẽ đột phá 40%. Tỷ lệ này đối với các cửa hàng điện thoại di động nước ngoài khác như Motorola, Nokia, Philips, Samsung, Sony, Ericsson mà nói, chỉ sợ là một số liệu rất khó chấp nhận. Chỉ sợ đợi mạng GPRS của China Mobile hoàn thành nâng cấp, đại chiến biển máy sẽ triệt để triển khai thôi. Dù sao tại mạng lưới thông tin GPRS, điện thoại di động có được ứng dụng càng muôn màu muôn vẻ hơn, lúc này là có thể hoàn toàn phát huy thực lực trên thiết kế cùng kỹ thuật của các hãng điện thoại di động hải ngoại. Hiện tại China Mobile đã tại nhiều thành phố trung tâm thăng cấp mạng lưới thông tin GPRS, cũng khai thông một số phục vụ có tính thử nghiệm. Thời gian toàn diện khai thông mạng GPRS đã không còn xa. Các hãng hải ngoại như Nokia, Motorola cùng với Samsung cũng đều sẵn sàng đưa ra điện thoại di động cao cấp ứng dụng cho mạng GPRS, chỉ chờ sau khi toàn diện thăng cấp sẽ thi triển quyền cước. Trương Khắc hầu như có thể tưởng tượng được sự tính tàn khốc đại chiến biển máy. Ở trong trí nhớ của y tại kiếp trước, tỷ lệ nội địa hóa điện thoại di động một dạo tiếp cận 56%. Tuy nhiên dưới chiến thuật biển máy của các hãng điện thoại di động hải ngoại, hầu như tạo thành thua lỗ trên toàn ngành của các hãng điện thoại di động trong nước, cũng khiến tỷ lệ này rơi xuống 30%. Cho dù tỷ lệ 30% cũng chỉ là hơi nước, bởi vì lúc đó rất nhiều hãng điện thoại di động trong nước căn bản không có năng lực sản xuất, chỉ là sau khi nắm được giấy phép điện thoại di động lại làm OEM cho các hãng điện thoại di động nước ngoài. Bộ phận linh kiện điện thoại đại thể vận chuyển đến từ hai nước Nhật Hàn, hai container. Một chứa thân máy, một chứa dây dợ, vận chuyển là lập tức có thể đưa lên quầy hàng, điện thoại di động sản xuất như vậy cũng gọi điện thoại di động nội địa. Cho dù tỷ lệ nội địa hóa năm nay đạt được 40%, tỷ lệ nội địa hóa linh kiện chính vẫn khá thấp, chủ yếu chính là chip băng tần cơ sở, cũng cung cấp cho China Anicom điện thoại di động định chế ISS có thể xưng là điện thoại di động nội địa chân chính. Thị trường điện thoại di động trong nước lấy khoảng dưới 2.500 tệ được phân loại là điện thoại tầm trung và thấp. Giá tiêu thụ thị trường điện thoại di động ISS của Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa là 1.200 đến 1.500 tệ. Giá cung cấp điện thoại di động định chế cho China Anicom từ 1.000 đến 1.200, có thể nói là điện thoại di động tầm thấp tuyệt đối tại thị trường trong nước. Nếu lấy số lượng tiêu thụ tính toán, điện thoại ISS sẽ chiếm khoảng 8% thị phần thị trường điện thoại di động trong nước, đây được coi như thành tích không tệ rồi. Nhưng nếu lấy kế hoạch doanh thu điện thoại di động ISS vẫn chiếm không đến 3% tổng ngạch tiêu thụ thị trường điện thoại di động trong nước. Có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngoại trừ Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa, Cẩm Hồ còn cung cấp chip băng tần cơ sở ISS cho Khoa Vương dùng cho sản xuất điện thoại di động bán ra nước ngoài. Mấy tháng qua Khoa Vương đã làm một số công tác có tính khai thác, rốt cuộc căn cứ vào điện thoại di động sản xuất từ chip băng tần cơ sở ISS có thể thực hiện hoàn toàn nội địa hóa, giá thành chế tạo rẻ, chất lượng có thể quá quan. Tại một số quốc gia cùng khu vực có tiềm lực thị trường kém hơn Trung Quốc một chút, tự nhiên cũng rất được hoan nghênh. Đến trung tuần 7 tháng, Khoa Vương đã tổng cộng xuất khẩu gần 20 vạn máy, thành tích thậm chí vượt xa các hãng điện thoại di động trong nước có thành tích trung bình. Máy nghe nhạc portable vào tương lai đều có xu thế tập trung vào điện thoại di động. Thông qua cố gắng mấy năm nay, bộ phận nghiên cứu phát triển điện thoại di động của Vườn Sồi đã thành công phát triển ra cơ cấu thiết bị điện thoại di động duo có từ chip băng tần cơ sở cộng thêm vi xử lý. Cũng trên cơ sở cơ cấu thiết bị này thành công tập hợp công năng của máy phát e-player lên điện thoại. Trên kỹ thuật màn hình STN đa màu sắc Vườn Sồi cũng có đột phá, không cần lo lắng thời đại màn hình màu điện thoại di động sẽ bị Nokia, Motorola bỏ qua. Chương 1287, Tiểu sư muội xinh đẹp. Sau khi gặp mặt với Dương Dung Bình, Trương Á Bình ở lại nói chuyện nghiệp vụ điện thoại di động định chế ISS cùng lãnh đạo của China Anicom. Trương Khắc cùng Trần Phi Dung trở về khu biệt thự tại Thành Nam trước. Y vốn có hẹn anh họ Lương Văn Giang cùng Vương Thải Linh, vị hôn thê của Lương Văn Giang cùng nhau ăn cơm tối. Khi họ trở lại biệt thự Thành Nam, Lương Văn Giang cùng Vương Thải Linh đều đã qua đây trước. Đi cùng họ còn có Vương Chí, anh của Vương Thải Linh. Anh cũng ở Bắc Kinh à? Trương Khắc nắm tay với Vương Chí, mời họ cùng nhau vào nhà. Thời tiết lúc này ở Bắc Kinh là mùa hè nóng bức, tuy nói mặt trời đã về Tây. Nhưng ngoài phòng vẫn còn nóng nực. Vương Chí đặc biệt ngồi máy bay từ Văn Châu về Bắc Kinh chỉ vì gặp mặt Trương Khắc. Hắn cười cười,
không có nói ra điều này, coi như là vừa lúc cũng ở Bắc Kinh. Trương Khắc đang suy nghĩ qua đoạn thời gian nữa sẽ bớt thời giờ đến Văn Châu một chuyến, đi bái phỏng Triệu Dương đã đến Chiết Đông đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy. Y nhớ kỹ Vương Chí đang công tác trong văn phòng chính phủ tỉnh Chiết Đông, có cơ hội có thể chính thức giới thiệu giúp họ một chút. Trước khi Trương Khắc đến Bắc Kinh, qua điện thoại đã thuận miệng đề cập việc này với Lương Văn Giang. Vương Chí học đại học ở Chiết Đông, sau khi tốt nghiệp không trở về Bắc Kinh, cùng bạn gái ở lại Văn Châu công tác, kết hôn sinh con. Mặc dù Vương Húc Sâm cha của Vương Chí tại bộ ủy coi như là quan liêu tương đối có cấp bậc, nhưng không thể giúp đỡ cho con công tác xa tại Văn Châu. Mấy năm nay Vương Chí công tác ở chính phủ tỉnh có phần không như ý, chỉ là sự nghiệp coi như có cơ sở nhất định. Lại nói vợ con đều quen cuộc sống ở phía Nam, cũng không thể kiên quyết về Bắc Kinh làm khởi đầu mới. Biết đâu Trương Khắc cho rằng giúp hắn giới thiệu cho Triệu Dương một chút là việc rất tùy ý, không được coi trọng bao nhiêu. Vương Chí lại hiểu được điều này với hắn mà nói là một kỳ ngộ hiếm có, cũng không để ý Trương Khắc vẫn chỉ ở trong điện thoại thuận miệng nói một chút với Lương Văn Giang. Em gái hắn Vương Thải Linh tiết lộ cho hắn chút tin tức, hắn liền quyết định về Bắc Kinh có thể gặp mặt Trương Khắc càng tốt hơn. Trước đó từng gặp mặt Trương Khắc một lần, nhưng cũng sợ lần đó để lại cho y ấn tượng không sâu sắc, thật sợ Trương Khắc chỉ tùy tiện nhắc tới việc giới thiệu, khi gần đến giờ lại quên mất hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể trông mòn con mắt tiếp tục hư hao tuổi thanh xuân tại Văn Châu. Mặc dù Cẩm Hồ vẫn không hiển lộ ở trước mặt công chúng, nhưng em gái hắn Vương Thải Linh cùng Lương Văn Giang đã đến tình trạng nói chuyện hôn nhân rồi, Vương Chí tự nhiên cũng có cũng đủ lý giải đối với Cẩm Hồ, biết Cẩm Hồ tại địa phương cùng với tại các ngành điện tử thông tin, tạo giấy có lực ảnh hưởng rất lớn. Dù Lương Văn Giang hiện tại ở trong ngành Internet trong nước cũng có lực ảnh hưởng tương đối rồi. Huống chi là Cẩm Hồ. Khi Cẩm Hồ thu mua xưởng Hương Tuyết Hải, đã có quan hệ mật thiết với Triệu Dương, chính là thời nhiệm bí thư thành ủy Huệ Sơn, sau đó Đông Hải khởi động chiến lược kỹ thuật cao tân mới, lúc đó Triệu Dương đã được coi là phái địa phương kiên định ủng hộ Cẩm Hồ. Triệu Dương điều đến tỉnh Chiết Đông đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, mặc dù chưa hẳn rất toại tâm nguyện của bản thân hắn, nhưng dù sao cũng là phó bí thư tỉnh ủy, trong mắt người bên ngoài là cao không thể với tới rồi. Nếu như nói Vương Chí có được quan hệ trực tiếp với công tác phân công quản lý của Triệu Dương, có lẽ cũng không cần chính thức giới thiệu, Triệu Dương là có thể giúp đỡ một phát. Then chốt cương vị công tác của Vương Chí là ở văn phòng chính phủ tỉnh, Triệu Dương cũng không có khả năng vô duyên vô cớ duỗi tay đến mảng chính phủ tỉnh giúp đỡ hắn. Vương Chí theo Vương Thải Linh cùng với Lương Văn Giang đến biệt thự Thành Nam ăn cơm, cũng sẽ không tận lực đi nói cái gì, chỉ là tiếp xúc sâu một chút, để cho Trương Khắc thỉnh thoảng đến Văn Châu càng không dễ quên mình. Bên biệt thự Thành Nam Trương Khắc cũng chỉ đến Bắc Kinh tới mới ở, có một khách sạn ngoài khu biệt thự cung cấp phái đầu bếp đem nguyên liệu nấu ăn đến tận cửa phục vụ, Trương Khắc vẫn thích tại biệt thự mời người khác ăn cơm. Trong nhà bếp đang chuẩn bị, Trương Khắc cùng Lương Văn Giang, Vương Chí ngồi trong thư phòng nói đến việc ngày hôm qua NASDAQ giảm. Lương Văn Giang nói, xem ra lần rơi xuống này lại khống chế không được tình thế rồi. Ngày hôm nay cổ phiếu Internet của hai thành phố Hỗ Thâm cũng rơi xuống theo. Tôi cũng quên chuyện này mất. Trương Khắc dựa lưng vào ghế, nói với Trần Phi Dung đang viết tài liệu trước bàn công tác ở phía sau, giá thị trường ngày hôm nay của khoa học công nghệ Hải Thúc thế nào. Trần Phi Dung vào website, xê dịch màn hình về hướng Trương Khắc để y trực tiếp nhìn đồ thị của khoa học công nghệ Hải Thúc, bắt đầu phiên giao dịch biên độ nhảy cầu tương đối sâu, song cả ngày đều có vết tích hỗ trợ rõ ràng. Giá cổ phiếu duy trì trên 36 đồng một cổ phiếu. Trương Khắc biết Hoành Tín, Tinh Điển còn ôm hy vọng với Tăng Phát, lòng tin cùng tham niệm không có khả năng một kích thì lui, y cười nói với Lương Văn Giang, mọi người không cần lo những việc của thị trường chứng khoán đâu, cứ lo kinh doanh Côn Đằng tốt là được. Cuối cùng giá cổ phiếu của Côn Đằng vẫn yêu cầu thành tích cùng hình thức thương nghiệp tốt chống đỡ. Nếu như tầng quản lý muốn tại lúc thung lũng tăng trị mở rộng tỷ lệ cổ phần, tôi thấy vẫn là phải đợi một đoạn thời gian mới động thủ cũng không muộn. Vương Chí cũng không phải chướng mắt với Lương Văn Giang. Lương Văn Giang là loại người say mê với kỹ thuật, làm cho người ta có ấn tượng luôn tương đối nặng nề. Khi đó hắn ở trên đường phá chuyện yêu đương giữa em gái và Lương Văn Giang, đã nghi em gái hắn là một cô gái nói nhiều như vậy, sinh sống cả đời với Lương Văn Giang, có thể cảm thấy buồn bực hay không? Khi đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến Lương Văn Giang còn trẻ đã có thành tựu như vậy. Nếu lấy giá đỉnh điểm của Côn Đằng trên thị trường giao dịch chứng khoán NASDAQ để tính toán, tài sản cổ phần danh nghĩa của Lương Văn Giang một dạo trên 40 triệu đô la Mỹ. Lương Văn Giang cũng rất thờ ơ với tài sản cá nhân. Nếu là vì tài sản cá nhân,
Trương Khắc đã sớm kiến nghị với hắn sau khi Côn Đằng đưa ra thị trường giao dịch liền lập tức từ chức vị ban quản trị, sau đó có thể tại nửa năm sau hoàn toàn giảm chỉ cổ phiếu nắm trong tay, đổi thành tài sản thực tại. Lương Văn Giang không có dao động gì, chỉ là thấy NASDAQ lại giảm mạnh, hắn nhịn không được nói đến việc này. Thăng 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 Vào ngày thứ ba khi Trương Khắc về kiến nghiệp, giá cổ phiếu Internet của Hỗ Thâm cùng với NASDAQ giảm mạnh cũng trở thành một trong những đề tài tiêu điểm để mọi người đàm luận. Trương Khắc trở lại kiến nghiệp, cũng chưa kịp nghỉ ngơi gì thì điện thoại của Đỗ Phi gọi đến, hỏi y có thời gian đến sáng vực Đông Hải một chuyến hay không. Trương Khắc chỉ coi như bọn Đỗ Phi vẫn đảm nhiệm tương lai của ngành Internet, mặc dù ngồi máy bay về kiến nghiệp hơi đau thắt lưng, nhưng ở cùng với bọn Đỗ Phi càng có thể giảm bớt mệt nhọc, y hỏi Trần Phi Dung, có đi cùng qua đó không? Trần Phi Dung cầm lấy một xấp tài liệu trong tay, thản nhiên cười nói, hiện tại mình đang làm việc, bạn có thể đi dạo khắp nơi, mình còn phải về phòng hành chính. Chương 1288, cảnh đẹp ở sân bay 1. Trương Khắc cụt hứng chép miệng, rồi lái xe đưa Trần Phi Dung đến dưới lầu Thế Kỷ Cẩm Hồ, lại lái xe đến sáng vực Đông Hải vừa mới rời vào trong thương quyển phía Đông Hồ. Xe vừa đến dưới lầu, vừa định tìm chỗ đậu xe thì thấy Đỗ Phi đang ở trạm dừng kế tiếp. Liền mở cửa xe cho hắn chui vào. Sao không đến địa bàn của mày, chuẩn bị đi đâu đấy? Trương Khắc hỏi. Họ đang ở phòng chụp studio của Phi Hồng, chúng ta qua đó. Đỗ Phi nói. Người mẫu trẻ tuổi xinh đẹp, đối với tao đã không còn lực hấp dẫn rồi. Vào trong đó làm cái gì? Trương Khắc hỏi. Đỗ Phi cũng không nói rõ, bảo Trương Khắc lái xe đưa hắn qua. Phòng chụp ảnh của quảng cáo Phi Hồng nằm trong cao ốc văn phòng phía Đông Hồ. Quẹo qua góc đường là tới. Trương Khắc đậu xe dưới lầu, rồi cùng Đỗ Phi đi vào phòng chụp studio. Phía bắc phòng studio treo đèn đủ loại kiểu dáng, cách hơi xa, chỉ nhìn thấy loang loáng cô gái trước ánh đèn trắng trẻo xinh đẹp, bị ngọn đèn chiếu hơi sáng, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, mặc đầm thắt dây đeo, nhìn qua thanh xuân đầy sức sống, thợ chụp ảnh cùng trợ lý ở bên ngoài giơ máy chụp liên tục, còn không ngừng điều chỉnh mức độ tia sáng. Trương Khắc thấy được Thời Học Bân, Linh Tiểu Yến đứng ở bên cạnh phòng studio, y cùng Đỗ Phi đi tới hỏi, sao mọi người đều rảnh hết thế này? Anh Trương Khắc, cô gái bị ánh đèn vây quanh nhìn thấy Trương Khắc cùng Đỗ Phi đi vào, liền hưng phấn gọi qua, giọng thanh thúy. Cô cũng không để ý bên kia đang chụp, liền khoát tay với thợ chụp rồi chạy nhảy tới bên này. Đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, như là động tác quá lớn, làm đứt khuy phía sau áo đầm, cô thò tay ra phía sau nắm lấy và gọi Đỗ Phi, Đỗ Phi. Váy của em đứt khuy rồi, mau tới giúp em đè lại. Đỗ Phi ngại ngùng bảo Linh Tiểu Yến đi qua hỗ trợ. Thời Học Bân ở một bên chế nhạo, có phải bị gọi một tiếng anh Trương Khắc làm tim yếu hết nửa, lúc này cảm thấy cứ gọi thẳng tên thì mới càng thân thiết hơn. Một tiếng Đỗ Phi này, thật tim cũng nát thành tương rồi. Đỗ Phi đấp Thời Học Bân một cái, lại sờ sờ mũi. Trương Khắc chỉ khẽ cười, lại không biết Chu Hiểu Lộ tới kiến nghiệp lúc nào. Nhớ tới đoạn tình duyên kiếp trước giữa Chu Hiểu Lộ cùng Đỗ Phi, y nghĩ thầm có lẽ có một số việc đã định trước sẽ xảy ra. Một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt, Chu Hiểu Lộ càng trở nên nảy nở xinh đẹp hơn, hình dạng càng ra thiếu nữ. Linh Tiểu Yến cùng nhân viên trong phòng chụp đã lấy kim băng cố định áo đầm lại. Chu Hiểu Lộ đi tới trước mặt Trương Khắc, hơi ngửa đầu nói, bộ đồ này có đẹp không? Cũng được, then chốt phải xem ai mặc nữa. Trương Khắc cười nói. Thấy bộ áo đầm Chu Hiểu Lộ mặc có vài phần showgirl của game online, mới quay đầu lại hỏi Đỗ Phi, sao mấy người để Chu tiểu muội tới thử ống kính hả? Trương Khắc cầm lấy điện thoại di động gọi cho Trần Phi Dung, hiện tại có cớ chuồn ra rồi đây, Chu tiểu muội đang ở kiến nghiệp, có cần mình lái xe qua đón không? Đỗ Phi kéo ống tay áo Trương Khắc, kéo y đến một bên nói chuyện, game của chúng ta dự định tìm một người phát ngôn, lần này Thời Học Bân theo tao trở về Hải Châu. Ở hai ngày, tùy tiện tìm Hiểu Lộ ra thử xem. Thời Học Bân để ý Tiểu Lộ, cảm thấy khí chất của em này thích hợp với yêu cầu người phát ngôn của chúng ta. Hiểu Lộ nó cũng thích, liền theo đến kiến nghiệp chơi luôn, dù sao thì cũng là nghỉ hè. Vậy để nó ở kiến nghiệp chơi vài ngày, kéo tao trốn qua một bên, ra vẻ thần bí, để cho người khác thấy lại tưởng thương lượng chuyện gì xấu. Trương Khắc nói, việc Hiểu Lộ làm người phát ngôn cho game. Đỗ Phi liếc quanh hai cái. Hắn kéo Trương Khắc đến một bên nói, người khác cũng sẽ không mất mặt đi theo. Hắn nghiêm mặt nói với Trương Khắc,
hay là mày giúp nói một tiếng với chị Tôn đi. Chu Hiểu Lộ thừa dịp nghỉ hè diễn show girl mấy ngày, việc này chỉ một câu nói của Đỗ Phi, cho dù sáng vực Đông Hải dùng Chu Hiểu Lộ trường kỳ đảm nhiệm người phát ngôn của game, cũng là một câu nói của Đỗ Phi, Trương Khắc hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Phi, y còn tưởng rằng Đỗ Phi chỉ là thừa dịp nghỉ hè dẫn Chu Hiểu Lộ chơi một chút, diễn show girl vài ngày, thật không ngờ hắn muốn an bài Chu Hiểu Lộ đi con đường này, thế là yêu cầu Thế Kỷ Hoa Âm giúp Chu Hiểu Lộ an bài một kế hoạch bồi dưỡng tường tận. Nhớ tới khi mới vừa vào phòng chụp studio, vẻ mặt tự nhiên của Chu Hiểu Lộ đứng ở trước màn ảnh, nhìn qua có chút hứng thú đối với phương diện này, Trương Khắc liền hỏi thẳng Đỗ Phi, cô Lý nghĩ sao? Chủ yếu là Hiểu Lộ cứ quấn lấy, tao cũng hết cách mới dẫn em ấy đến kiến nghiệp. Tao nghĩ nếu Hiểu Lộ do chị Tôn dẫn dắt, cho dù nó chơi chán hết hứng thú, cũng do nó chọn. Cô Lý cũng sẽ không lo lắng chúng ta hại Hiểu Lộ. Đỗ Phi nói, lời này của mày tao tin được mấy phần. Trương Khắc nghi ngờ nhìn Đỗ Phi, y lại nhìn Chu Hiểu Lộ đằng xa, nghĩ thầm cô nàng này cũng không phải loại người an phận, nếu cô ta muốn làm khổ mình thì kệ cô ta đi. Ngoài miệng Trương Khắc lại nói, tự mày đi tìm chị Tôn mà nói đi, mà không cần làm phiền chị ấy, gọi điện thoại là được rồi. Không phải là cảm thấy khó xử mới tìm mày đứng ra sao? Đỗ Phi nói, nhờ tao thì không khó xử. Trương Khắc nhếch miệng cười, biết Đỗ Phi không dám tự mình đưa Chu Hiểu Lộ vào Thế Kỷ Hoa Âm, là sợ tin tức truyền tới tai của Thịnh Hạ, nhưng y cũng không muốn ôm hết mọi chuyện lên người mình, cũng không muốn làm Chu Hiểu Lộ mất hứng, liền nói với Đỗ Phi, ngày mai Tôn Tĩnh Mông sẽ từ Hồng Kông về kiến nghiệp, nói với cô ấy một chút cũng được. Bởi vì việc Tôn Tĩnh Hương mang thai, Trương Khắc kéo Diệp Kiến Bân đi Singapore, Tôn Tĩnh Mông từng nói với y muốn sớm đến công ty giúp chị mình chia sẻ một số gánh nặng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tôn Tĩnh Hương phải nghỉ ngơi, càng cần Tôn Tĩnh Mông qua giúp. Đỗ Phi gãi gãi đầu, cũng được, sao lại quên mất vụ này nhỉ? Trần Phi Dung chạy tới, thấy Chu Hiểu Lộ đứng trước ánh đèn loang loáng, mới kinh ngạc nói, sao các anh lại gạt Hiểu Lộ qua đây làm người mẫu rồi? Sao lại nói là gạt, việc cô nàng này không thích làm, ai sai khiến được nó? Đỗ Phi nói. Trương Khắc cười cười, trong trí nhớ kiếp trước, lần đầu y nhìn thấy Chu Hiểu Lộ là lúc cô 24 tuổi, ăn mặc gợi cảm, vóc dáng xinh đẹp. Nhân sinh có thể đi thêm một vòng nữa, lần đầu thấy Chu Hiểu Lộ vẫn là lúc cô 12 tuổi, giống như một chú chó con rất dễ chịu tổn thương, rồi lại nhe răng nhếch miệng muốn bảo vệ hết mọi người. Lúc này cô đã 16 tuổi rồi, vóc dáng thướt tha, trên người dồi dào khí tức thanh xuân. Nghĩ thầm bản tính của cô chắc cũng không thay đổi bao nhiêu, sẽ không cam tâm một cuộc sống trôi qua quá bình thường. Vậy cũng sẽ theo cô thôi. Thấy được Chu Hiểu Lộ, Trương Khắc lại nghĩ tới Trương Tĩnh xuất hiện ban đêm một ngày trước tai nạn ô tô, cô gái có con mắt tương tự Đường Thanh, lúc này có lẽ cũng đã 15,16 tuổi, có thể càng nhỏ hơn. Trương Khắc nhéo nhéo mũi, nghĩ thầm thật là kỳ lạ, không nên có ấn tượng sâu đối với một cô gái chỉ gặp mặt một lần như vậy. Trương Khắc, Đỗ Phi còn có Trần Phi Dung chạy qua đây, thời học Bân, Linh Tiểu Yến đã đi trước. Nhóm Trương Khắc đợi Chu Hiểu Lộ quay chụp xong mới cùng nhau rời khỏi phòng chụp studio rồi tìm chỗ ăn cơm. Ban đêm còn cố ý dẫn cô đi dạo phố bên đường Tân Thị, sau khi trở về để cô ngủ cùng với Trần Phi Dung. Chương 1289, cảnh đẹp ở sân bay 2. Việc Tôn Tĩnh Hương mang thai cùng kết hôn với Diệp Kiến Bân kết, dù gì cũng phải giao phó với vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác, hai ngày trước Tôn Tĩnh Mông đi cùng chị mình còn có Diệp Kiến Bân về Hồng Kông. Buổi sáng, Trần Phi Dung vẫn muốn đến phòng hành chính, Đỗ Phi đi cùng Chu Hiểu Lộ đến phòng chụp studio tiếp tục quay chụp. Trương Khắc lái xe đi đến sân bay đón Tôn Tĩnh Mông. Trong đại sảnh đón khách rộng rãi, Tôn Tĩnh Mông đi tới chờ mong nhìn ra bên ngoài, không thấy Trương Khắc đứng ở bên tay trái cô. Nhìn Tôn Tĩnh Mông kiển chân nhìn ra bên ngoài, không chú ý tới mình, Trương Khắc lặng yên đi qua, tay dán lên cặp mông tròn trịa của cô, ngả ngớn vỗ hai cái, cảm giác thật là co giãn. Tôn Tĩnh Mông cứng đơ người, toàn xoay người tát cho kẻ háo sắc nào một cái thì thấy được khuôn mặt cợt nhả của Trương Khắc. Một bụng lửa giận tức thì tiêu tan, đưa tay véo y một cái, ban ngày ban mặt dám động tay động chân với con gái, muốn chết hả? Anh không sợ có ai đi cùng tôi sao? Quan sát một lúc rồi, Trương Khắc ưỡn mặt cười nói, rồi cầm lấy túi sách của Tôn Tĩnh Mông khoác lên lưng, nhìn con mắt trong trẻo của cô, đưa tay sờ sờ lên bờ má trơn như ngọc, mới ôm eo cô đi ra ngoài, về Hồng Kông có xảy ra chuyện gì không? Y cũng không để ý động tác thân thiết của hai người họ làm cho người chung quanh nóng mắt ghen ghét. Có thể xảy ra chuyện gì? Tôn Tĩnh Mông có vẻ xem thường, họ làm gian tặc đã mấy năm rồi,
nhưng tố chất tâm lý vẫn quá tệ. Nếu như họ có tố chất tâm lý bằng 1/10 của anh, tôi cũng không cần phải bị kéo về Hồng Kông một chuyến. Chán không thể tả. Lời này cũng không thể tùy tiện tiếp, Trương Khắc thụt tay về vuốt mũi cười gượng hai tiếng. Chột dạ rồi hả? Tôn Tĩnh Mông cười kéo cánh tay Trương Khắc, đắc ý nở nụ cười. Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài. Làm tặc chỉ gặp phải người. Trương Khắc cùng Tĩnh Mông đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi đại sảnh thì Lý Hinh Dư đang từ cầu thang đi lên. Bên ngoài rất nóng, không khí gần 40 độ. Lý Hinh Dư giơ tay che chán tránh ánh nắng vội vàng đi lên, thấy được Trương Khắc cùng Tôn Tĩnh Mông đi tới, tay y bị Tôn Tĩnh Mông kéo. Cô thoáng sửng sốt, chút nữa đạp hụt một chân, người hơi nghiêng về phía trước, thật vất vả mới giữ được thăng bằng không ngã, rồi đỏ mặt chào Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông, hai người cũng ở đây à? Ừ, cô ấy mới từ Hồng Kông trở về, tôi lái xe tới đón. Tôi về kiến nghiệp từ ngày hôm qua rồi. Trương Khắc sờ sờ mũi, Lý Hinh Dư đứng thấp hơn y một bậc thang, y có thể từ cổ áo vàng nhà thấy được khe vú trắng nõn, vừa mới đứng ổn định lại, bầu ngực đồ sộ của cô còn khẽ lắc lư, khuôn mặt như đào hồng của cô càng mê người. Trương Khắc nghĩ thầm thực sự là không khéo, lần trước đi cùng với Trần Tĩnh cũng bị cô bắt gặp. Tôn Tĩnh Mông làm bộ vô ý thả lỏng cánh tay Trương Khắc ra, hai tay hợp tại trước người hỏi Lý Hinh Dư, cô vội như thế, cũng đến sân bay đón người hả? Ừ. Lý Hinh Dư tay ôm ngực đi tới bên cạnh Tôn Tĩnh Mông, một người bạn cũng mới từ Hồng Kông qua đây, tôi nán lại chút thời gian, không nghĩ tới máy bay đến rồi. Cô lại nghiêng đầu nói với Trương Khắc, người bạn này của tôi, anh cũng gặp qua rồi đấy. Trương Khắc nhớ tới có một lần tại Bắc Kinh thấy cô gái Hàn Quốc đó, mới xuống máy bay dòng người rất nhiều, y cũng không có chú ý. Trương Khắc quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trong đại sảnh có một cô gái mặc áo hai dây màu rám nắng cùng quần jean tụt màu thủy lam. Một tay kéo vali ra màu rám nắng, một tay đang hưng phấn vẫy vẫy với bên này, nhìn qua hơi quen mắt. Chính là cô gái Hàn Quốc lần trước gặp tại khách sạn Wang Phu Dinh Bắc Kinh. Sao giờ mới tới? Cô gái Hàn Quốc kéo vali đi tới, dùng tiếng Hàn oán giận với Lý Hinh Dư, lại nhìn Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông, mới ghé đến bên tai Lý Hinh Dư nhỏ giọng nói mấy câu. Trương Khắc chỉ nhìn thấy Lý Hinh Dư khẽ mỉm cười, nhìn đôi mắt cô đang nhìn mình. Không biết cô gái Hàn Quốc nói với Lý Hinh Dư cái gì về mình. Lý Hinh Dư cũng tự mình lái xe đến đón bạn, chỉ có thể phân biệt ngồi hai chiếc xe cùng nhau về thành phố. Khi gần vào trong thành phố, Trương Khắc nhận được điện thoại của Lý Hinh Dư gọi tới từ trong xe của cô, đã hẹn trước với anh tại Thủ ăn cơm rồi, không thể cùng về ngõ học phủ được. Trương Khắc ừ một tiếng, lại hỏi, vừa rồi bạn cô ở sân bay lén lút nói cái gì vậy? Y biết người bạn Hàn Quốc của Lý Hinh Dư không nghe hiểu tiếng Hán. Liền thuận miệng hỏi một chút. Hình như bên Hàn Quốc cũng có một số lời đồn không tốt, thật là khiến người đau đầu. Anh yên tâm, ngày kia tôi sẽ về Seoul, sẽ giải thích rõ ràng, Trần Hiền thấy được anh trong đại sảnh động tay động chân với Tôn Tiểu Thư, nói anh là đàn ông không đứng đắn. Lý Hinh Dư bật cười, những lời này của cô ấy nói cũng không sai. Trương Khắc nghĩ thầm hẳn là sự kiện lưu học sinh lần trước khiến cho quan hệ giữa y và Lý Hinh Dư đã truyền khắp tổng bộ Samsung rồi, loại chuyện này thực sự khiến người đau đầu. Có chuyện tình gì muốn khoe khoang với tôi sao? Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khắc đặt đem điện thoại di động lên đồng hồ đo rồi hỏi. Đâu có, Trương Khắc nghiêng đầu cười nhìn Tôn Tĩnh Mông, đang nghĩ đến việc của chị cô và anh Diệp có thể thành, thật tình cũng vui thay họ. Anh nghiêm túc lái xe cho tôi một chút, đâu toàn chuyện không đâu. Tôn Tĩnh Mông lấy tay đẩy má Trương Khắc, để y chuyên tâm nhìn đường phía trước lái xe. Tôi nghĩ chuyện không tốt gì sao? Trương Khắc hỏi. Tôi cảm thấy hai chúng ta cùng một chỗ vẫn không được, không cho phép anh có chủ ý với tôi. Tôn Tĩnh Mông nói. Nghe Tôn Tĩnh Mông nói như vậy, Trương Khắc thiếu chút nữa đập đầu vào tay lái. Ngày hôm qua y còn bảo Đỗ Phi đợi đến buổi tối mới nói cho Tôn Tĩnh Mông việc của Chu Hiểu Lộ. Như vậy ban ngày y có thời gian đơn độc ở bên Tôn Tĩnh Mông. Không nghĩ tới đã bị hắt gáo nước lạnh ngay vào mặt. Cô thật biết hắt nước lạnh người khác. Trương Khắc đậu xe ở ven đường, y có chờ mong đối với lần trở về kiến nghiệp này của Tôn Tĩnh Mông, đuổi hết những người khác đi, muốn cùng cô có khoảng thời gian ở bên nhau, không nghĩ tới cô vẫn nói như vậy. Y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Tĩnh Mông, nhìn không ra có phải cô đang nói giỡn hay không, vì sao không được. Cảm giác chính là không được, Tôn Tĩnh Mông nói, nào có nhiều vì sao như vậy. Bản cô nương tính trước nghĩ sau, chung quy không thể cứ tiện nghi cho anh như vậy. Vậy quan hệ của chúng ta rút lui là có thể làm bạn rồi. Trương Khắc hỏi. Chương 1290, phục chế tịch nhược lâm.
Anh thật là vô sỉ, vấn đề này sao lại không biết xấu hổ đi hỏi con gái. Tôn Tĩnh Mông hơi nhếch môi lên, tự nhiên có vẻ không hài lòng đối với câu hỏi của Trương Khác. Mắt cô híp lại, giảo hoạt nói, chúng ta vốn cũng chỉ là quan hệ bạn bè mà. Ôi, thì ra cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Trương Khác như bừng tỉnh, nhìn con mắt Tĩnh Mông híp lại như trăng non, vậy chúng ta có nên tìm một chỗ để ôn lại tình bạn hay không? Muốn chết hả, sao trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện dơ bẩn thế này? Tôn Tĩnh Mông đưa tay véo vào eo Trương Khác. Nếu không tôi kể chuyện cười cho cô nghe. Trương Khác giãy giụa không thoát, vội vàng nhấc tay xin Tĩnh Mông véo nhẹ một chút. Tôi nghĩ đến chuyện cười, bạn đang suy nghĩ cái gì, hay là tôi kể cho cô nghe? Không cần, tôi biết là anh không nghĩ ra chuyện tốt gì. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khác, lại ôm cái bụng nhặng xị lên, nhanh lái xe tìm nơi ăn cơm, trên máy bay không có gì ăn ngon hết, bụng tôi đói sắp lép xẹp rồi đây. Thấy còn có cơ hội ôn lại, tình bạn, với Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác cũng không nóng lòng nhất thời, một lần nữa phát động xe chạy về hướng núi Sư Tử bên bờ sông. Lúc này thời tiết ở Kiến Nghiệp đang nóng nực, nếu không thể chịu nực trong máy điều hòa, chỉ có thể lên núi thôi. Núi Yến Quy, núi Sư Tử đều thích hợp, chỉ là núi Yến Quy cách Đại học Đông Hải gần quá, ai biết có thể gặp phải người quen hay không. Nhìn bộ dạng đói đến là người của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác cố ý giới thiệu cho cô các món ăn đặc sắc của một nhà hàng lâu năm trên núi Sư Tử, nhìn cô nhịn không được nuốt nước bọt, y nhịn không được muốn cười rộ lên. Khi cách núi Sư Tử hơi xa, ven đường có thông báo đường lên núi Sư Tử bởi vì ống nước bị bể nên đang đào đường để sửa. Hiện tại muốn đi đâu, không phải lại chạy về chứ? Tôn Tĩnh Mông hỏi. Trương Khác nhìn giao lộ bên tay phải, có chút ký ức chưa từng xảy ra trồi lên trong đầu. Trong chuyện cũ kiếp trước, công ty đầu tiên sau khi y tốt nghiệp làm việc chính là nơi qua giao lộ khoảng 1 km, nếu không phải quỹ tích lịch sử xảy ra biến hóa, lúc này Mông Nhạc cũng đã vào công ty mậu dịch đó làm việc đã hơn 1 năm rồi. Qua 1 năm nữa y sẽ qua sự giới thiệu của Mông Nhạc vào công ty đó công tác. Vậy công ty đó chắc vẫn còn tồn tại chứ? Trong lòng Trương Khác cũng không quá xác định, dù sao trong kiếp trước đó là một công ty mậu dịch thành lập sau năm 98. Sau năm 98, bố cục các ngành kinh tế của Kiến Nghiệp đã xảy ra biến hóa rất lớn, số phận của một công ty mậu dịch nhỏ một khi bị ảnh hưởng đến, sẽ có biến hóa rất lớn. Trương Khác bẻ tay lái qua giao lộ đó, nhớ tới một số gương mặt quen thuộc. Cũng không biết những người này có thể theo quỹ tích lịch sử đều vào công ty đó làm việc hay không. Qua giao lộ có một nhà hàng tên là Xuyên Du Thực Phủ, Trương Khác nghiêng đầu nhìn lại, trước nhà hàng vẫn có 2 nữ nhân viên mặc sườn xám màu đỏ tươi tiếp khách. Y dừng xe trước nhà hàng. Sao lại dừng ở chỗ này, có phải anh muốn nhân cơ hội trả thù, biết rõ tôi không ăn cay không? Tôn Tĩnh Mông nhíu mày nhìn 2 chữ, Xuyên Du, trên bảng hiệu nhà hàng. Trên bảng hiệu nhà hàng trong nước có 2 chữ này thì đại biểu cho cay. Xuyên Du Tứ Xuyên, Trùng Khánh nổi tiếng với món ăn cay. Tôi từng ăn ở đây rồi, không cay như trong tưởng tượng của cô đâu. Trương Khác dục Tĩnh Mông xuống xe. Tôn Tĩnh Mông vẫn nửa ngờ nửa tin. Nhà hàng này cho dù có nữ nhân viên tiếp khách, nhìn qua đẳng cấp cũng không cao, cô không quá tin tưởng Trương Khác sẽ có cơ hội đến một nơi hẻo lánh thế này để ăn cơm. Nhìn Trương Khác xuống xe, cô cũng chỉ xuống theo. Buổi trưa là thời gian nóng nực nhất, nhiệt độ không khí bên ngoài cũng đã trên 40 độ, đi vào trong nhà hàng mới cảm giác được mát mẻ. Trương Khác đi vào nhà hàng, ở lối vào đứng một lúc, thấy được mấy gương mặt quen thuộc ngồi quanh một chiếc bàn tròn tại một góc nhà hàng, cũng có một số gương mặt quen thuộc hẳn là cùng xuất hiện ở chỗ này nhưng không xuất hiện. Bởi vì nhà hàng Xuyên Du này nằm gần công ty mậu dịch, rất nhiều đồng sự trong công ty đều xác định ăn cơm tàu ở chỗ này. Truyền thống này chí tí trước đó Trương Khác vào công ty này vẫn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. À, anh đúng là đồ chết tiệt, tới nơi này ăn cơm thì ra vì cái này. Trương Khác bị Tôn Tĩnh Mông theo thường lệ véo cho một cái mới tỉnh người lại, thấy Tôn Tĩnh Mông hơi chu môi bất mãn. Một nữ nhân viên phục vụ đi qua nghênh đón, cô mặc đồng phục sườn xám màu đỏ tươi, nhưng không át đi được dung nhan thanh lệ xinh đẹp của cô. Trương Khác khẽ cười. Biết Tôn Tĩnh Mông nghĩ lầm mình vì cô gái này mới tới nhà hàng này ăn cơm. Nhưng làm sao có thể nói không phải chứ? Trương Khác nhớ kỹ trong kiếp trước đồng sự trong công ty này chính là vì nhìn cô gái này mới xác định dùng cơm ở nhà hàng này. Đáng tiếc đợi khi Trương Khác vào công ty, cô gái này đã không còn làm ở đây nữa. Có một số việc đều là Mông Nhạc nói cho y. Cô có thấy cô ấy rất giống ai không? Trương Khác nhỏ giọng hỏi Tôn Tĩnh Mông. À, được Trương Khác nhắc nhở. Tôn Tĩnh Mông kinh ngạc đưa tay che miệng, một cái tên mắc trong cổ họng cô không khạc ra được,
chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô nữ nhân viên, càng nhìn càng thấy giống Tịch Nhược Lâm, chỉ sợ điểm duy nhất khác nhau chính là cô gái trước mắt vén mái tóc dài lên, Tịch Nhược Lâm hiện tại là tóc ngắn tới tai. Tôn Tĩnh Mông cùng Trương Khác chọn một bàn trong một góc đại sảnh, đợi Trương Khác chọn món ăn rồi cô nữ nhân viên đó mới rời khỏi, Tôn Tĩnh Mông mới không nhịn được hỏi Trương Khác, cô ấy không phải là em gái của Tịch Nhược Lâm đấy chứ, sao lại làm công ở đây? Chỉ là giống nhau thôi, tôi ngẫu nhiên ăn cơm ở chỗ này, lúc đó còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Trương Khác cũng chỉ có thể nói dối như vậy, cố sự trong kiếp trước không chỉ là đúng sai. Trong kiếp trước, sau khi Mông Nhạc tốt nghiệp không có kết quả với Tịch Nhược Lâm, hắn vào công ty mậu dịch, thỉnh thoảng đến nhà hàng này ăn cơm, thấy cô nhân viên này thần tình tướng mạo giống Tịch Nhược Lâm, lập tức rơi vào si mê. Chỉ cần không đi công tác, hắn không chỉ buổi trưa kéo đồng sự cùng nhau qua đây ăn cơm tàu, buổi tối còn ở nơi này ăn xong cơm tối mới về công ty. Mông Nhạc có lẽ là quá lý trí, khi niềm si mê của mình đối với cô gái này chỉ là ký thác phần khổ tình đối với Tịch Nhược Lâm, hắn cũng lo lắng thu nhập của hắn lúc đó tại công ty mậu dịch rất có hạn sẽ không thể đảm đương nổi một người bạn gái đẹp như thế, cho nên hắn chỉ trong cuộc sống tại kiến nghiệp đều sẽ đến nhà hàng này để giải quyết một ngày hai bữa cơm của hắn, cũng không có nói qua lời nào với cô gái đó ngoài trừ chọn cơm. Đột nhiên có một ngày, cô gái đó nói cho hắn, cô muốn rời khỏi đây không làm nhân viên nữa. Mặc dù trong lòng Mông Nhạc có chút cay đắng, nhưng cũng không có biểu thị cái gì. Sau khi cô gái đi, Mông Nhạc vẫn đến nhà hàng này ăn cơm, chỉ là buổi tối không tới nữa. Sau khi Trương Khác vào công ty mậu dịch, buổi trưa cũng bị Mông Nhạc kéo đến nhà hàng này ăn cơm, lúc đó y còn chưa biết nhà hàng này đã từng tồn tại một cô gái như thế. Mãi đến khi có một ngày Mông Nhạc kéo y đi ra ngoài uống đến say như chết, y mới biết sự tồn tại của cô gái đó cùng với chân tướng tất cả mọi việc. Mông Nhạc quanh năm suốt tháng chọn giải quyết cơm trưa chiều ở nhà hàng đó, cô gái đó cũng có nhiều thiện cảm với Mông Nhạc, vẫn đang đợi Mông Nhạc biểu lộ với cô. Đáng tiếc đợi đến khi cô rời nhà hàng không làm nhân viên nữa, Mông Nhạc cũng không có bất luận hành động nào. Cái ngày Mông Nhạc kéo Trương Khác uống đến say không còn biết gì, là từ trong miệng một nhân viên khác trong nhà hàng biết được tình cảm của cô gái đó đối với hắn cùng với hướng đi của cô. Cô gái đó bởi vì cha bị bệnh, cầu tiền chữa bệnh mới hạ mình làm thuê. Mông Nhạc không có dũng khí đi gặp cô nữa, xin Trương Khác giúp hắn đi gặp cô gái đó. Trương Khác từ trong miệng cô gái đó biết được, những lời nói với Mông Nhạc khi cô rời nhà hàng là hy vọng Mông Nhạc có thể có biểu thị gì. Cô biết Mông Nhạc là một tiểu tử nghèo không có tiền gì, nhưng chỉ cần có một người ủng hộ, cho dù có khổ cô vẫn có thể tiếp tục chịu đựng. Chỉ là sự tình đến bước đó đã không thể vãn hồi. Khi Trương Khác nhìn thấy cô gái đó, cô đã là đầu bài của một hộp đêm ở kiến nghiệp tinh thông các loại tuyệt kỹ rồi. Trương Khác nhìn cô gái trước mặt, chỉ cần nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu là sẽ đỏ mặt, nghĩ thầm những cuộc gặp gỡ của nhân sinh thật khiến người thổn thức. Cô rất giống một người bạn của tôi. Tôn Tĩnh Mông nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn cô gái trước mắt, phải kéo người bạn của tôi qua đây giới thiệu cho hai người làm quen, nói không chừng cô chính là em gái đã thất lạc nhiều năm của cô ấy đấy. Thật không, nhưng tôi có một em gái và em trai, cũng không có chị gái thất lạc nhiều năm. Cô gái hơi ngượng ngùng, cúi đầu thu dọn bàn. Giọng nói với Tôn Tĩnh Mông cũng rất nhỏ. Anh nói nếu cô ấy cắt tóc ngắn, có thể lấy giả làm thật hay không? Tôn Tĩnh Mông đột nhiên giảo hoạt nghiêng đầu nhìn Trương Khác. Có lẽ nói thế này có hơi đường đột, tôi muốn giới thiệu cho cô một công việc, hy vọng cô đừng lập tức cự tuyệt. Trương Khác nói, có lẽ quỹ tích nhân sinh của cô gái này đã xảy ra biến hóa, có lẽ nếu không làm gì hết, bi kịch còn có thể phủ xuống đầu cô gái này. Cô gái cũng không lập tức cự tuyệt. Là hiếu kỳ nhìn Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông và hỏi, chỉ bởi vì tôi và bạn của hai người rất giống nhau. Vừa rồi về phòng bếp, nhân viên trong phòng bếp đều đang thảo luận về chiếc xe hơi đậu trước nhà hàng của đôi nam nữ trước mắt, thật sự không thể tưởng tượng một chiếc xe hơn 2 triệu, hai người này nam tuấn nữ tiếu, cũng đặc biệt hấp dẫn sự chú ý. Điều này cũng làm cho cô gái hạ thấp lòng cảnh giác. Anh dự định giới thiệu cho cô ấy làm cái gì? Tôn Tĩnh Mông nhỏ giọng hỏi Trương Khác. 1978 không phải là thiếu người sao? Trương Khác nhỏ giọng hồi đáp, có lẽ đời này Mông Nhạc cùng cô gái này sẽ không xảy ra quan hệ gì, nhưng tình hình Mông Nhạc ngày đó uống đến say không còn biết gì. Trương Khác nhớ rất rõ, bản thân y cũng có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái này, có một số việc y không lo được, có một số việc y không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 1291, Dạ Oai 1. Tôn Tĩnh Mông không ăn cay được. Nhưng về việc gạt cô gái của nhà hàng Xuyên Du đến 1978 làm việc thì cảm thấy rất hứng thú.
Trương Khác chỉ muốn ngăn cản một số bi kịch có thể sẽ tái diễn, Tôn Tĩnh Mông lại tìm được sự thú vị trong đó. Cô đưa cho cô nhân viên một tờ giấy ghi địa chỉ cùng cách liên lạc với 1978. Nhìn cô gái thu dọn đồ trở lại phòng bếp, Tôn Tĩnh Mông nhỏ giọng hỏi Trương Khác, nói là giới thiệu công việc giúp cô ấy, có thể quá đột nhiên hay không, đừng bị người ta coi thành lừa đảo. Trên người tôi có chỗ nào giống lừa đảo không? Trương Khác giơ hai cánh tay đặt lên ghế dựa, y cũng hiểu có hơi đường đột, tuy nhiên cũng không có gì lo lắng, cùng lắm thì hôm nào bảo người khác qua đây nói chuyện. Tôi nhất định qua tháng 8 là về Hải Châu vào ngân hàng thương nghiệp thành phố công tác, cần phải tìm một người khác tới tiếp nhận 1978. Cũng là tâm tư muốn an bài Chu Hiểu Lộ vào thế kỷ hoa âm của Đỗ Phi đã khiến Trương Khác nhớ tới rất nhiều chuyện cũ chưa từng phát sinh, cũng không phải vì Mông Nhạc căn bản không có cùng xuất hiện với cô gái này, Trương Khác chỉ là không muốn thấy được thứ đồ tốt bị thế tục này mai một hết. Đặc biệt là lúc y còn có thể làm chút việc gì, y vẫn đều nhớ kỹ cô gái này họ Điền, còn không biết tên của cô là gì. Điểm nào của anh không giống lừa đảo? Tôn Tĩnh Mông có vẻ xem thường, cầm giấy ăn trải lên mặt bàn hơi dính mỡ, rồi chống khuỷu tay lên đó, nâng cằm, như cười như không ngưng mắt nhìn Trương Khác, sao tôi cảm thấy trên dưới anh đều đáng để hoài nghi. Xin lỗi, Tiểu Điền ở chỗ này làm rất tốt, không cần nhị vị tốn công giới thiệu công việc tiểu thư tiếp rượu gì cho nó. Một phụ nữ trung niên tuổi chừng 40 từ đầu kia phòng bếp đi ra, ném tờ giấy viết cách liên lạc với 1978 vào trước mặt Trương Khác. Nhìn ánh mắt cảnh giác mà kiềm chế của bà chủ nhà hàng, biết là bà ta hiểu lầm rồi. Trương Khác lắc đầu cười khổ, các quán bar trong nước thường sẽ được liên hệ với những hộp đêm không đứng đắn, nếu không phải vừa rồi họ không nói thêm những lời quá phận, có lẽ bà ta sẽ trực tiếp đuổi họ ra ngoài rồi. Cho dù biết sẽ rất vô lực, Trương Khác vẫn giải thích qua một chút. Tôi nghĩ chắc chị hiểu lầm rồi, quán bar này là nơi bạn bè chúng tôi gặp gỡ, không màng doanh thu, bởi người phụ trách trước muốn rời khỏi kiến nghiệp, cho nên cần có một người tiếp nhận mới. Tiểu Điền rất giống với một người bạn của chúng tôi, cho nên cảm thấy mời cổ qua hỗ trợ sẽ cảm thấy rất thú vị. Bà chủ nửa ngờ nửa tin nhìn Trương Khác, vẫn kiên trì nói, Tiểu Điền không cần tìm công việc khác, cảm ơn hai người. Ném lại câu như thế rồi bỏ đi. Kế tiếp bên này cũng là các nhân viên khác đưa thức ăn lên. Cô gái họ Điền đi phục vụ các bàn khác, chắc hẳn cũng muốn tách khỏi hai kẻ lừa đảo, áo mũ gọn gàng, này. Trương Khác cũng chỉ có thể cười khổ, nghĩ có lẽ là tìm người quen thuộc địa phương qua đây nói thì người ta mới tin hơn. Tôn Tĩnh Mông không ăn cay được, món ăn đều phải trần qua một lần trong nước khoáng mới dám ăn, vậy nên tốc độ ăn không nhanh được. Trương Khác cũng vui vẻ cùng cô đốt chút thời gian trong nhà hàng, chỉ là cô gái họ Điền vẫn chưa hết cảnh giác, vẫn đều cách xa họ. Khi họ ăn cơm, lại có 4-5 thanh niên đi vào, vừa ngồi xuống liền la lối, mau đưa menu ra đây, đói muốn chết rồi. Nếu đói xảy ra vấn đề, nhà hàng các người có chịu trách nhiệm nổi không? Hả? Lúc này họ mới chú ý tới Tôn Tĩnh Mông ngồi bên cạnh, nhịn không được cợt nhã huýt sáo qua. Trương Khác nắm lấy tay Tôn Tĩnh Mông, để cho cô nàng này biết được, mình cũng không phải siêu nhân gì, nếu như cô không kiềm chế được hắt bát nước trên bàn vào mặt người ta, trước khi bảo tiêu của họ chạy tới, rất khả năng y sẽ bị người ta đánh cho thành đầu heo. Tôn Tĩnh Mông lườm Trương Khác một cái, mình cũng không phải đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu, chỉ biết phát giận lung tung. Chỉ là có đôi khi đối với một số việc thật sự ngứa mắt mà thôi, cô cũng không có thói quen đợi bảo tiêu qua đây rồi mới ỷ thế hiếp người, chỉ nghiêng người đi không để ý tới những tiếng huýt sáo khiêu khích cùng với ánh mắt không kiêng nể gì cả, chậm rãi ăn đồ của mình. Có lẽ là mấy thanh niên này thấy xe của Trương Khác đậu ở ngoài, thấy Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông như đà điểu không nói năng gì, họ cũng không có khiêu khích quá phận. Cô gái họ Điền cầm menu qua đưa cho họ gọi đồ ăn, họ sẽ không thành thật như vậy nữa. Có người gọi món ăn, có một số cợt nhã đến gần, còn có một thanh niên một tay lặng lẽ duỗi đến sau mông cô gái, muốn chờ cô lui về phía sau sẽ tự động dán mông lên tay gã. Cô gái họ Điền cũng cơ linh, nén giận viết thực đơn xong rồi đi. Đợi khi đưa lên món ăn thì trốn ở bàn khác, để người khác đưa lên. Mấy thanh niên cũng không cam tâm tình nguyện bỏ qua, cầm đũa gõ bát ầm lên. Có một thanh niên vỗ bàn đứng lên hùng hổ trừng mắt với nhân viên, khinh thường chúng tôi có phải không? Chúng tôi đi ra kiếm ăn cần mặt mũi, cũng không phải thiếu tiền mấy người, cô phục vụ kia sao chạy đến bàn khác rồi? Trương Khác còn muốn xem mấy thanh niên này sẽ dở trò gì, ngay sau đó lại thấy một thanh niên vỗ bàn đứng lên. Trong món ăn này có mảnh vỡ thủy tinh, các người muốn hại chết chúng tôi hả? Y vừa mới thấy thanh niên này thò tay vào túi quần móc ra cái gì rắc vào đĩa, không.
không nghĩ tới là thủy tinh vỡ. Xin lỗi, ông chủ nhà hàng là một trung niên nhân ngoài 40, hắn vội vàng chạy đến hòa giải, vừa rồi bà chủ đứng trong góc, có vẻ ứng phó không kịp trường hợp như vậy. Hắn ra cười làm lành nói, thực sự là xin lỗi, có thể là làm đồ ăn không cẩn thận, để tôi bảo nhà bếp làm lại một đĩa khác cho các vị. Phù, đây là thịt gì, mùi vị gì thế này? Một thanh niên đang ngồi đột nhiên nhổ ra đồ ăn đang nhai trong miệng lên bàn, mấy người mở hắc điếm hả? Đây là thịt gì? Có thể là tủ lạnh làm mất vị, tôi sẽ đi đổi một đĩa khác. Ông chủ tự nhận không may, không ngừng cười bồi, cái gì sai cũng nhận, hy vọng đám người này không bắt bí quá đáng. Thịt rõ ràng là mua sáng sớm hôm nay, tôi mới thấy thủy tinh vỡ là họ bỏ vào. Cô gái họ Điền nhìn ngứa mắt, đi tới nói với ông chủ. Cô nói cái gì, cô nói chúng tôi là tới bắt bí. Một thanh niên trừng mắt lên. Cô gái họ Điền bị mấy thanh niên hung ác nhìn chằm chằm, nhịn không được cũng thấy sợ, chóp mũi cũng thấm ra mồ hôi. Con mắt của cô thấy thủy tinh vỡ là chúng tôi bỏ vào. Lại một nam thanh niên đứng lên, giữ dần dụi ngón tay vào trán cô gái họ Điền, đẩy cô lui về phía sau. Ông chủ vội vàng đi qua cười làm lành. Nam thanh niên cũng không bỏ qua, làm ầm lên, thịt mất mùi, trong món ăn có thủy tinh vỡ, còn không cho người ta nói. Con mắt của cô thấy chúng tôi bắt bí. Các người đi báo cảnh sát đi. Nếu các người không báo cảnh sát, ngày hôm nay bọn ông sẽ phá nát cái nhà hàng này. Chương 1292, Dạ Oai 2. Thanh niên thấy cô gái họ Điền cùng ông chủ và các nhân viên khác trong nhà hàng tỏ vẻ sợ hãi, càng tỏ ra khí thế hơn, còn muốn đập mấy cái đĩa dằn mặt họ. Cũng không ngờ bên cạnh có một giọng nói thong thả bay tới, cảnh sát 3 phút nữa mới tới, chúng ta cứ kiên trì đợi một lát đi ha. Đám thanh niên sững sờ quay đầu lại, nhìn đôi nam nữ ngồi bàn bên cạnh, nam đang buông đũa mắt nhìn về bên này, nữ thì ẩn tình cười nhìn nam. Có một thanh niên không nhịn được, khiêu khích nói, huynh đệ, không phải chuyện của mình, đừng có xía vào. Tiểu Điền và ông chủ cố là bạn của tôi, mấy người sau này đừng có mà qua đây gây phiền phức cho họ, sự tình hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Trương Khắc duỗi tay lộ ra đồng hồ cho đám thanh niên nhìn, còn có 2 phút, các người có thể rời khỏi trước khi cảnh sát tới. Mẹ nó, bọn tao đi kiếm ăn còn sợ cảnh sát hả? Thằng nhóc cẩn thận một chút, đừng để cái miệng hại cái thân. Thanh niên đó giữ dằn nhìn Trương Khắc chằm chằm, nhất thời nhìn không thấu hư thực của y, cũng không dám lao tới động thủ dạy bảo cho y một trận. Họ vừa mới ngồi xuống soi mói, còn không có thực hiện xảo trá, tự nhiên không sợ cảnh sát tới. Nếu như bị người khác nói dăm ba câu hù dọa bỏ đi, đó mới gọi là mất mặt. Đám thanh niên liền ngồi đó đợi cảnh sát tới. Sắc mặt ông chủ càng khó coi hơn, những người này là rất giảo hoạt, gọi cảnh sát tới cùng lắm là tạm thời đánh đuổi họ đi. Cho dù bắt họ vào trong cục cảnh sát nhốt mấy ngày, khi họ trở lại sẽ khiêu khích gấp bội, còn không bằng ngay từ đầu dùng tiền cho qua việc. Không tới 2 phút, cảnh sát liền chạy tới. Đám thanh niên muốn cáo trạng trước, cảnh sát dẫn đội đi vào hỏi, vừa rồi là ai báo cảnh sát? Chúng đi tới, đồng chí cảnh sát, chúng tôi đến đây ăn cơm, thịt mất mùi, còn có thủy tinh vỡ, chúng tôi vừa nhắc tới việc này thì bị họ cắn ngược lại nói chúng ta bắt bí. Vừa nói mắt vừa nhìn sang ông chủ nhà hàng. Lộ ra ý uy hiếp. Có cảnh sát qua đây, ông chủ nhà hàng cũng an tâm hơn, cho dù có phiền phức cũng là việc về sau, nhưng đừng đắc tội quá phận với những người này, hy vọng có thể việc nhỏ hóa không. Mặt ông ta tươi cười muốn chủ động giải thích cho đám thanh niên. Bớt nói nhảm đi, cảnh sát nhếch mày lên, trông có vẻ không thích đám thanh niên lắm, nếu không phải các cậu báo cảnh sát thì lăn ra một bên đứng đi, không đến phiên các cậu lên tiếng. Là tôi báo cảnh sát. Quả thật họ còn chưa kịp dọa dẫm tiền, song tôi tận mắt nhìn thấy họ bỏ thủy tinh vỡ vào đĩa rồi mới bới móc. Trương Khắc đứng lên nói, lại hỏi cảnh sát dẫn đội, cục trưởng Hà của các anh đâu? Ông ấy nói sẽ qua đây mà. Cục trưởng Hà nhận được điện thoại của cậu thì đang chạy tới đây rồi, lúc này vừa qua cầu số 2, có phải đợi cục trưởng Hà qua đây rồi mới xử lý mấy tên lưu manh này không? Viên cảnh sát dẫn đội đang do dự có nên cúi chào hay không? Dù sao thanh niên trước mắt này là người làm cho cục phó Hà phải bỏ đũa trên bàn rượu vội chạy tới Giang Bắc. Vậy đợi Hà Kỳ Vân qua đây rồi tính. Trương Khắc cũng không muốn lúng túng tiếp thu cảnh sát cúi chào, xoay người lại chậm rãi ngồi xuống, tôi còn mấy miếng nữa mới ăn xong. Tôn Tĩnh Mông nằm úp sấp trên máy nhịn cười nhưng nhịn không được cầm mũi giày đá cẳng chân Trương Khắc. Chỉ được cái ra oai. Đám thanh niên thì mắt choáng váng, vừa rồi họ còn có lòng tin nói lần này chưa bắt đầu xảo trá.
không sợ ai có thể cắn họ cái nào, lúc này lại hốt hoảng. Mời Bồ Tát dễ tiến Bồ Tát mới khó, người ta có thể vì loại việc nhỏ này mà gọi điện thoại cho một cục trưởng cục công an khu vực xuất mã, có lẽ là cục phó, họ muốn không bị lột một lớp da cũng khó. Muốn qua nói xoa dịu một chút, nhưng còn chưa đợi họ có hành động, cảnh sát dẫn đội liền trầm giọng phân phó thủ hạ, còng hết họ lại, đưa ra bên ngoài ngồi chồm hổm. Nhiệt độ không khí bên ngoài cao tới 40 độ, lúc này bị còng tay đưa ra phơi nắng dưới ánh mặt trời, thực sự là hưởng thụ. Mặc dù ông chủ nhà hàng biết chiếc xe của Trương Khắc đậu ở trước nhà hàng rất có giá trị, cũng không nghĩ đến y là một nhân vật có thể tùy tiện sai khiến cục phó cục công an khu vực, hắn tại Tân Phổ đương nhiên nghe nói qua Hà Kỳ Vân, không nghĩ tới Hà Kỳ Vân sẽ bởi vì chút việc nhỏ này mà sai thủ hạ đến còn chưa đủ, còn phải đích thân tới một chuyến. Hắn nghĩ đi tới làm chút quan hệ, lại không biết nói cái gì, vừa rồi còn hoài nghi lòng hảo tâm của người ta giới thiệu công việc không tốt cho Tiểu Điền. Vợ hắn đi qua, đẩy vai hắn, trong bát khách hết cơm rồi. Ông chủ được nhắc nhở, vội vàng đi tới múc thêm cơm cho Trương Khác. Nửa bát là được, hâm lại nước thịt ăn với cơm, nhưng cũng không thể ăn nhiều. Trương Khác nói. Một lát sau Hà Kỳ Vân mới chạy tới, Trương Khác đá ra một cái ghế mời hắn ngồi xuống rồi hỏi, ăn cơm chưa? Mới ăn được một nửa thì nhận được điện thoại của cậu. Hà Kỳ Vân nói, lại hỏi Tôn Tĩnh Mông, Tôn Tiểu Thư về kiến nghiệp lúc nào vậy? Đến kiến nghiệp mới ăn trực được của Trương Khác một bữa cơm. Tôn Tĩnh Mông cười nói. Vậy ăn cùng tôi chút đi. Trương Khác xoay người muốn với tới bàn bên cạnh lấy cho Hà Kỳ Vân bộ chén đũa sạch sẽ. Hà Kỳ Vân vội vàng đứng lên nhận lấy. Trương Khác kéo hắn ngồi xuống, lại đưa bát không cho ông chủ. Ông chủ cố sới cho cục trưởng Hà chén cơm này. Ông chủ thầm khó hiểu, sao thanh niên này biết mình họ Cố. Khó hiểu thì khó hiểu, tay chân vẫn không chậm trễ chút nào. Nhà hàng của hắn quy mô tầm trung thế này, có thể hoàn toàn không có tư cách để nhân vật như Hà Kỳ Vân tới ăn cơm. Ông chủ bưng cơm qua, Trương Khác nói với Hà Kỳ Vân, trùng hợp thật, trong nhà hàng này tôi gặp được một người, anh xem cô ấy giống ai. Y chỉ tay vào cô gái họ Điền đứng chung với bốn nữ nhân viên khác. À, Trương Khác không chỉ, Hà Kỳ Vân vẫn chưa nhìn ra. Vừa nhìn, hắn còn tưởng rằng là Tịch Nhược Lâm cải trang nữa chứ. Hắn tấm tắc ngạc nhiên, giống thật, cậu xác định cô ấy không phải là em gái của Tịch Nhược Lâm chứ. Tôi cũng hoài nghi như thế, nhưng cô ấy lại không phải. Tôn Tĩnh Mông muốn mời cô ấy đến 1978 hỗ trợ, cảm thấy thiên hạ có hai người giống thế này cũng rất thú vị, mà 1978 cũng thiếu người, lại sợ đột nhiên đề xuất bị hoài nghi có ý đồ khác, mới làm phiền lão Hà anh qua đây một chuyến, làm minh chứng cho chúng tôi. Trương Khác nói như vậy, cẳng chân lại bị Tôn Tĩnh Mông đá cho một cái. Hà Kỳ Vân cười ha ha, hắn không cảm thấy Trương Khác có tâm tư gì khác, cũng là hứng thú lạ thôi. Cô gái này tuy đẹp, nhưng còn kém một chút so với mấy yêu nghiệt bên cạnh Trương Khác, hắn cười nói với ông chủ nhà hàng, ông chủ Cố Hà. Ngõ Học Phủ là khu vực trọng điểm trị an của khu chúng ta, 1978 là quán ba bằng hữu tụ hội, không phải là nơi không đứng đắn gì đâu. Nếu cô gái đó muốn đổi một công việc khác tốt hơn, tôi cũng đề cử đến 1978 làm. Nếu không ông bảo cô ấy tới tìm hiểu, đừng vội vàng cự tuyệt. Phải tìm hiểu, phải tìm hiểu. Ông chủ vội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 1293, xây dựng thành phố điện ảnh 1. Chủ quán và cô gái họ Điền mới đầu nhìn thấy Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông, nam điển trai phong độ, nữ thanh thuần xinh đẹp, vốn rất có thiện cảm, chỉ là đột nhiên Trương Khác nói giới thiệu việc làm, trong lòng sinh ra đề phòng, lúc này có Hà Kỳ Vân đảm bảo, không còn hoài nghi gì nữa. Chủ quán là người thấy qua chuyện đời rồi, nhìn Hà Kỳ Vân chẳng ngại nhận lấy bát cơm cùng đám Trương Khác ăn thức ăn thừa còn lại, trong lòng suy nghĩ, thanh niên này rốt cuộc là ai? Hà Kỳ Vân mặc dù là một phó cục trưởng, nhưng cũng là nhân vật có quyền thế trong khu Cao Tân, người thanh niên này chỉ gọi một cú điện thoại kéo Hà Kỳ Vân đang ăn cơm tới xử lý chuyện vụn vặt, có thể thấy địa vị của y hơn xa Hà Kỳ Vân, không chỉ đơn giản là trong nhà có tiền thôi là đủ. Ông ta biết thời buổi này người người giàu có vô số. Trong thành phố kiến nghiệp triệu phú thậm chí tỷ phú không hiếm hoi gì nữa, những chiếc xe giá trị cả triệu đồng cũng có, nhưng những quan viên hoặc nhà doanh nghiệp đó thường có thói quen kín đáo, có thể mời nhân vật như Hà Kỳ Vân tới là thể diện to lắm rồi, nói gì tới tùy tiện bảo người ta ăn cơm thừa canh nguội. Chủ quán đem tích góp cả đời ném vào quán cơm này, cũng muốn có chút quan hệ, giảm bớt rắc rối ở địa phương, thường ngày ăn ăn uống uống kết giao được một số người bạn, chỉ là những kẻ đó chỉ quen ép dầu ép mỡ của người ta, người có năng lực. Lúc cần có thể giúp đỡ chẳng được mấy.
chủ quán có thiếu tầm nhìn tới đâu cũng biết lúc này nhiệt tình sán tới cũng chẳng được những đại nhân vật này để ý, gọi Tiểu Điền theo ông ta vào gian trong nói chuyện, Tiểu Điền, chú đưa cháu từ quê ra đây thì phải có trách nhiệm với cháu. Cháu vừa tới kiến nghiệp, chưa hiểu cuộc đời, sợ cháu không biết bên ngoài lòng người hiểm ác, nên giữ cháu ở lại giúp chú thím. Có điều hiện là cơ hội hiếm có, người ta thấy cháu giống bạn mình nên mới mời cháu tới giúp, lại có cục trưởng Hà đảm bảo, không có gì phải lo. Nhưng cháu không làm được thì sao? Cô gái vừa động lòng lại vừa lo lắng. Chuyện này không phải lo, cứ đi thử trước, không làm được thì quay về chỗ chú có thể cho cháu bát cơm, nếu bỏ qua cơ hội này, cháu không thấy tiếc sao? Bọn họ ở bên trong thương lượng, còn đám trương khác ở ngoài ăn cơm, Hà Kỳ Vân mặc dù cấp bậc không cao, nhưng ở trong khu hắn và Diêu Văn Thịnh luôn được Vương Duy Quân coi là tâm phúc, hắn là bạn học của Thiệu Tâm Văn quan hệ trước giờ rất thân thiết, năm nay mới 32, tuyệt đối được tình vào lớp trẻ có tiền đồ, cho dù người ngoài không nhìn thấy quan hệ giữa hắn và Cẩm Hồ, cũng biết hắn theo Vương Duy Quân tiền đồ vô hạn, dù có ghen ghét cũng chẳng được. Điều duy nhất hắn kém là không có Cố Gia chống lưng như Diêu Văn Thịnh. Tất nhiên tầng quan hệ này không thể tùy tiện tiết lộ, có điều luôn có những người thích tìm hiểu người khác, nhìn ra được vài manh mối, nên có không ít tin đồn lưu truyền. Thời gian qua trong tỉnh có dấu hiệu phong vân biển ảo, thành phố kiến nghiệp lại rất bình tĩnh, nhân sự của kiến nghiệp thuộc quản hạt của tỉnh, nhưng đa phần quyền chủ động ở TW, cho nên những tin đồn trên tỉnh không làm kiến nghiệp rúng động. Chỉ số Nasdaq lại liên tục sụt giảm trong 3 ngày liền, cổ phiếu Internet trong nước tất nhiên là bị ảnh hưởng. Nhưng Hoành Tín lại không vứt của giữ lấy người, mà vẫn còn ôm ảo tưởng, mấy ngày qua luôn thao tác nâng giá, Trương Khắc biết chuyện này làm Hải Thúc ngày càng lún sâu, đợi tới khi vấn đề của Hải Thúc không che giấu được nữa, có kẻ phải giơ đầu ra chịu tội. Thời buổi này không sợ người ta bới móc, chỉ sợ làm việc nghiêm túc, một khi nghiêm túc, những quan viên trước kia ủng hộ hạng mục khu sản nghiệp phần mềm đều phải gánh trách nhiệm, Trương Khắc còn hoài nghi Hồ Tôn Khánh kiếm chắc được lợi lộc trong đó. Liệu có khiến quan trường kiến nghiệp chấn động hay không thì lúc này khó đoán trước, song bất kể là Hồ Tôn Khánh hay Tiêu Minh Kiến hiện không thể ngang nhiên đả kích lợi ích của Cẩm Hồ được nữa, Trương Khắc càng muốn duy trì cục diện hiện tại, ít nhất có thể đỡ tốn chút tế bào não. Ăn cơm xong, chủ quán và cô gái đi tới nói muốn thử một lần, lúc này Trương Khắc mới biết cô gái tên Điền Hà, một cái tên rất phổ thông, con gái Trung Quốc không tên Yến thì tên Hà, không Tiểu Yến thì Tiểu Hà, y cho Điền Hà một địa chỉ. Tới tìm Tô Nhất Đình tới nay vẫn kiên trì ở lại kiến nghiệp, Trương Khắc hiếm khi được rảnh rỗi, y muốn lái xe đưa Tôn Tĩnh Mông đi hóng mát. Tới bữa cơm tối, chẳng biết có phải Đỗ Phi cố ý chơi xấu hay không, Chu Hiểu Lộ bám dính bên Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông lại rất thích cô bé cá tính như vậy, biết cô bé bị đám Đỗ Phi, thời học bân kéo đi làm đại sứ game, liền đề nghị Chu Hiểu Lộ vào công ty phát triển. Mới đầu Tôn Tĩnh Hương lập Thế Kỷ Hoa Âm còn mang tính chất chơi đùa. Vừa là công ty quản lý lại vừa là công ty chế tác, tất cả chuyển động xung quanh Giang Đại Nhi, chẳng hề có hoạt động gì lớn. Năm ngoái, Thế Kỷ Hoa Âm chính thức nạp vào hệ thống Cẩm Hồ lấy đó làm bàn đạp chính thức đầu tư vào sản nghiệp giải trí, thành lập Thế Kỷ Hoa Âm, Thế Kỷ Hoa Ảnh, Thế Kỷ Hoa Nghệ. Tiến vào nghiệp vụ nhỏ của sản nghiệp. Nửa năm qua, tập đoàn Thế Kỷ Hoa Âm chỉ tiến hành bố cục thị trường, chiêu mộ một số nghệ sĩ có tiềm lực, có ảnh hưởng tới dưới cờ. Lập kế hoạch tạo nên hệ thống bồi dưỡng hữu hiệu, thay đổi cục diện nghệ sĩ trong nước bị coi là máy in tiền mà chẳng hề được bồi dưỡng nghiệp vụ. Rất nhiều công tác vừa mới tiến hành, còn chưa có chút thành tựu làm người ta phấn chấn nào thì Tôn Tĩnh Hương có thai, lúc này trong mắt rất nhiều người, đứa bé trong bụng Tôn Tĩnh Hương còn quan trọng hơn cả tập đoàn Thế Kỷ Hoa Âm, phía Cẩm Hồ cũng không tỏ ra quá cấp bách, dù sao thì đầu tư tài chính vào Thế Kỷ Hoa Âm cũng có giới hạn, lại không phải sản nghiệp trọng tâm của Cẩm Hồ. Ngược lại Tôn Tĩnh Hương cảm thấy rất áy náy, cả công ty đang nỗ lực chuẩn bị cho công tác nửa cuối năm, cô không muốn vì mình làm tiết tấu cả công ty chậm lại, lần này cô về Hong Kong yêu cầu rõ ràng em gái nghỉ học tới công ty giúp mình. Trước khi ăn tối, Trương Khắc nhận được điện thoại của Tô Nhất Đình, nói Điền Hải Hà đã tới tìm mình rồi, mặc dù thời gian ngắn khó xác nhận được Điền Hải Hà có khả năng tiếp nhận công việc không, dù sao chẳng lo quán bar bị sập. Ăn tối xong, Tôn Tĩnh Mông kéo mọi người tới quán bar. Nói là để giới thiệu Điền Hà cho mọi người, tới nơi mới biết đám thời học bân, Đồng Dược Hoa sớm hay tin tới đó đang vây quanh Điền Hà nói chuyện, làm cô gái lúng túng, thi thoảng bị trêu chọc một câu mặt đỏ mất nửa ngày trời. Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm cũng bị mọi người trêu chọc. Nhìn thấy đám Trương Khắc đi vào, thời học bân nhảy cẫng lên hỏi, cậu tìm đâu ra tiểu cô nương này thế, làm chúng tôi hết hồn, thế này chẳng phải ép lão Mông về sau không dám tới 1978 nữa à?
đám Thẩm Yêu Tịch sư tỷ vốn tuyệt vọng giờ lại khôi phục sinh khí rồi. Mông Nhạc vì sao không dám tới, hôm nay tôi sẽ nhận Tiểu Hà làm em gái, đám thối tha các cậu bắt nạt nó thì phải qua cửa của tôi trước. Tịch Nhược Lâm đanh đá nói. Trương Khác chỉ cười, những chuyện chưa từng xảy ra hãy coi như nó chưa xảy ra là được, y chen tới quầy ba, bảo Điền Hà lấy cho một chai bia, nói, nơi này tuy mở cửa với bên ngoài, nhưng đa phần là bạn bè, nếu ai nói tên tôi ra thì ghi sổ, quy củ quán ba kiểu anh, mua rượu phải tới quầy ba trả tiền, ai không trả, cô cứ bấm còi gọi ảnh sát luôn. Chương 1294, xây dựng thành phố điện ảnh 2. Mông Nhạc bị mọi người trêu một trận, thấy Trương Khác tới, liền kiếm cơ bản việc theo y chui vào một góc, Chu Hiểu Lộ là cô bé mới lớn, chuyện gì cũng tò mò, chạy ra sau quầy ba cùng Điền Hà học pha rượu từ Tô Nhất Đinh. Có phải sau này muốn dụ dỗ Tiểu Minh Tính thì phải lấy lòng cô trước không? Thời học Bân không thay đổi được thói mồm mép, ngồi xuống một cái lấy chuyện Tôn Minh Mông gia nhập Thế Kỷ Hoa Âm ra đùa. Tôn Tĩnh Mông nhìn hắn một cái với vẻ khinh bỉ, không thèm trả lời. Thế Kỷ Hoa Âm mặc dù chưa có động tác gì lớn, nhưng có điều tôi muốn làm lớn mảng này. Trương Khác nhàn nhã ngồi xuống nói. Mục tiêu phát triển của Thế Kỷ Hoa Âm là gì, đừng nói xa quá, chỉ nói 10 năm tới thôi. Mông Nhạc hứng thú hỏi. Đương nhiên với môi trường Internet miễn phí là hàng đầu như hiện nay, còn lâu mới tới lúc nói chuyện bản quyền, nếu dự toán thương vụ Cẩm Hồ có dư, tôi luôn tính có nên thành lập một phim trường ở Tân Vu hay không. Trừ phát triển điện ảnh, âm nhạc còn có thể bồi dưỡng nghệ sĩ. Trương Khác nói qua nói một số kỳ vọng của y với Thế Kỷ Hoa Âm. Nếu xây một thành phố điện ảnh cỡ lớn, chẳng phải để Thế Kỷ Cẩm Hồ làm thì tốt hơn à? Đỗ Phi thắc mắc. Phim ảnh làm tốt hay không, không phải một công ty điện ảnh có thể đảm bảo, tao muốn đốt hít tiền, để Thế Kỷ Hoa Âm dẫn đầu, còn Thế Kỷ Cẩm Hồ chỉ phối hợp thôi. Trương Khác nhún vai. Vậy cậu muốn đầu tư bao nhiêu tiền? Đám thời học Bân nghe Trương Khác nói mắt sáng cả lên, dù sao tài sản của Trương Khác đã nhiều tới mức có thể tùy tiện, đốt tiền, kỳ vọng y có thể làm nên tác phẩm hoành tráng. Cái này phải xem dự toán bên phía thương vụ Cẩm Hồ đã. Trương Khác trầm ngâm. Cho dù mở đầu có mục tiêu xa rộng thì cơm phải ăn từng miếng một, tiền kỳ đầu tư chỉ vào hạng mục cơ sở, nếu có kịch bản hay, nay cũng có khả năng chế tác phim thương nghiệp. Trình độ chế tác phim ảnh trong nước thô sơ là vì đầu tư hữu hạn, nước ngoài hơi chút là bộ phim bom tấn trăm triệu, trong nước còn chưa có phim điện ảnh nào đầu tư quá 100 triệu tệ. Đầu tư xây dựng thành phố điện ảnh cũng có thể tăng cường tài nguyên du lịch cho Tân Vu. Nếu thực sự có thể biến Tân Vu thành Hollywood của Trung Quốc, ý nghĩa với Tân Vu càng không tầm thường. Tuy nói giao thành phố điện ảnh cho Thế Kỷ Hoa Âm phụ trách, nhưng dù sao bên đó thiếu người lèo lái, Tôn Tĩnh Hương hiện giờ dù có tinh lực thì cũng chỉ đủ để quản lý nghiệp vụ thường nhật, giao cho Thiệu Chí Cương phụ trách thì không sợ thành phố điện ảnh không đủ xinh đẹp, nhưng nếu muốn chế tác bộ phim trình độ cao, phải có đội ngũ chuyên nghiệp trình độ cao. Thế Kỷ Hoa Âm nhân thủ có hạn. Đội ngũ mới dù thuê bên ngoài thì cũng phải có thành viên cốt cán làm khung trước, Trương Khác suy nghĩ nói, phía bọn mày cũng phái vài người tới hỗ trợ chút chứ. Mày đúng là lòi mặt chuột rồi. Đỗ Phi gãi đầu, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm trở về, áp lực của Sáng Vực Đông Đại bớt đi một chút, hắn thực sự không muốn rút mất một ai, chỉ là không có sự lưu động tầng quản lý chiều ngang này, các xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ không thể gắn kết mật thiết với nhau, mày nhìn chúng ai thì nói phứt ra đi. Hai ngày nữa tao tới Tân Vu, để Tần Cương theo tao một chuyến. Bởi vì chuyện liên quan tới Tân Vu, công tác tiền kỳ Trương Khác không thể không đích thân tham dự. Được, Đỗ Phi đồng ý nhanh gọn, lão Tần đi rồi, vậy phụ trách phía trường học để lệnh Tiểu Yến phụ trách nhé. Ừ, trường học mặc dù hiện là nguồn thu nhập chủ yếu của Sáng Vực Đông Đại, nhưng mảng này tiềm lực thị trường có hạn, Tần Cương lại là nhân tài mặt kỹ thuật, hắn muốn có tiến triển lớn về mặt quản lý. Sáng Vực Đông Đại là nơi đậm tính kỹ thuật không hợp với hắn, để hắn sớm ngày nhảy ra ngoài cũng tốt. Đa phần học sinh đã rời trường, buổi tối ngõ học phủ vẫn tấp nhập, phồn hoa thể hiện ở cả góc tối ánh đèn không chiếu tới. Tôn Tĩnh Mông buổi sáng xuất phát từ Hong Kong, tới tối đã hơi mệt, về nghỉ cùng Trần Phi Dung, Chu Hiểu Lộ. Trương Khác chẳng thể nói căn hộ tầng thượng luôn giữ phòng cho hai cô, ở lại uống rượu tiếp với đám Đỗ Phi, Mông Nhạc, còn gọi điện thoại bảo Tần Cương tới. Hai năm qua Tần Cương đặt tinh lực vào việc khai thác thị trường dạy máy vi tính trong tỉnh, không còn đảm nhận bất kỳ chức vụ nào trong trường nữa, đợi ít Đông Hải không muốn quá rạch ròi với Cẩm Hồ, không điều quan hệ nhân sự của Tần Cương ra khỏi trường, thậm chí một số phúc lợi còn không quên hắn, chỉ ít trên danh nghĩa Tần Cương là tổng giám đốc do Đại học Đông Hải phái sang Sáng Vực Đông Đại.
Đương nhiên không có nhân tố này cũng chẳng sao, chưa nói thôi Quốc Hằng cùng một nhóm học giả của Học viện Thương mại được trợ cấp từ TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ, mỗi năm khoản quyên góp xây dựng cho Đại học Đông Hải cũng khiến các trường học khác thèm thuồng. Một năm học đã kết thúc, năm học mới sắp bắt đầu, một đợt tài trợ mới của Cẩm Hồ với đợi ít Đông Hải lại bắt đầu, Tần Cương vừa nhìn thấy Trương Khắc câu đầu tiên là, phương án tài trợ năm nay có chưa? Rất nhiều người tìm tôi thăm dò, tôi chả biết nói gì với bọn họ. Phương án vừa thảo luận xong, Trương Khắc đáp, không khác mấy so với năm ngoái. Tần Cương không hỏi thêm, quay sang Đỗ Phi, muộn thế này còn gọi điện thoại bảo tôi tới không phải vì mời tôi uống rượu chứ. Trương Khắc nói chuyện điều hắn sang Thế Kỷ Hoa Âm, Thế Kỷ Hoa Âm muốn làm lớn, dựa theo cách làm nhất quán của chúng ta, theo hướng công tác nhân tài. Phương án tài trợ lần này mặc dù không tính mấy trường nghệ thuật như Học viện Âm nhạc bên trong, có điều bên Thế Kỷ Hoa Âm còn có dự toán thêm, năm nay có thể làm chút cơ sở. Thời Học Bân hâm mộ nói, oa, nếu sớm biết có việc sướng như thế tôi đã quy thuận Tôn Nhị Tiểu Thư rồi, tới Học viện Âm nhạc phát tiền vinh quang nhường nào, lãnh đạo trường thế nào chẳng phái mấy hoa khôi mời cơm để bày tỏ lòng thành. Nếu lãnh đạo Học viện Âm nhạc chọn chúng Tả Tiểu Thanh thì sao? Đỗ Phi lấy bạn gái Thời Học Bân ra trêu. Vậy thì phải phái thêm ba mỹ nữ cấp hoa khôi nữa, Tả Tiểu Thanh tính là người của chúng ta rồi. Tần Cương chẳng để ý Thời Học Bân ở bên chen ngang đùa cợt, hỏi Trương Khắc dự toán ước chừng bao nhiêu. Bên Học viện Âm nhạc có chừng 20 triệu, hiện Hoa Âm không có nhiều tài chính lắm, có điều ít tiền quá chưa chắc làm người ta coi trọng. Ngoài ra trên tỉnh đang có ý sát nhập Học viện Âm nhạc và Học viện Nghệ thuật, có điều vấn đề là ai sát nhập vào ai, cả hai đều không chịu nhượng bộ, nên thành bế tắc. Tôi đang tính, hay là cố ý bỏ quên Học viện Nghệ thuật, nâng tiền tài trợ cho Học viện Âm nhạc lên 30 triệu. Trương Khắc gõ bàn nói. Chiêu này của cậu quá hiểm, Mông Nhạc cười lớn, thế chẳng phải ép Học viện Nghệ thuật nhượng bộ à? Đợi ít Đông Hải là đại học tổng hợp hàng đầu trong nước. Mỗi năm được TW và tỉnh cấp cho khoảng 200 triệu, còn trường nghệ thuật cấp tỉnh được hỗ trợ tài chính rất ít. Học viện Âm nhạc năm ngoái vì xây tòa nhà mà phải đi cầu hết ông nọ bà kia, tỉnh cấp cho 12 triệu, làm bọn họ phải bán đi mảnh đất gần tường mới gom đủ 40 triệu xây dựng. Mỗi năm Học viện Âm nhạc thu các loại học phí được chưa tới 80 triệu, nếu Cẩm Hồ một lần tài trợ cho 30 triệu, dứt khoát làm lãnh đạo trong trường sướng tới mất ngủ vài ngày. Học viện Nghệ thuật cũng thiếu tiền. Thấy Học viện Âm nhạc có được tài nguyên lớn bên ngoài như thế, việc sát nhập sẽ ít lực cản hơn nhiều. Trương Khắc chẳng bận tâm ai sát nhập vào ai, chỉ muốn diệt chủ nghĩa bè phái, để công tác tiến hành thuận lợi thôi. Chương 1295, Khảng khái trợ học 1. Nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, Trương Khắc đứng dậy nói với Tần Cương, phải rồi, mai trên tỉnh có cuộc họp, hiệu trưởng Lý cũng tham gia, anh có thời gian thì đi cùng tôi một chuyến. Đi thảo luận khoản trợ học năm nay của Cẩm Hồ phân phối thế nào à? Lúc này thì còn chuyện gì khác nữa? Trương Khắc cười. Trong kỳ nghỉ, chính là thời điểm nghiệp vụ bồi dưỡng của Sáng Vực Đông Đại bận rộn nhất, mặc dù nói sẽ đem trọng trách bên này giao cho Lệnh Tiểu Yến, nhưng cũng không thể nói buông là buông, thế nào cũng phải có khoảng thời gian quá độ. Hơn nữa chuyện Tần Cương chính thức chuyển sang Thế Kỷ Hoa Âm cũng phải đợi Tôn Tĩnh Hương về kiến nghiệp mới được. Sáng hôm sau Diệp Tiểu Đông gọi điện thông báo cho Tần Cương thời gian và địa điểm cuộc họp, buổi trưa Diệp Tiểu Đông và Trương Khắc ăn cơm cùng Lý Viễn Hồ, muốn buổi chiều hắn tới thẳng địa điểm họp. Buổi chiều Tần Cương vừa mới chuẩn bị lái xe tới chính phủ tỉnh nhận được điện thoại của Thôi Quốc Hằng, bảo hắn tới đón, Tần Cương lái xe tới Học viện Thương mại, vừa xuống xe thì thấy Lý Hồng Minh và Thôi Quốc Hằng từ học viện đi ra. Lý Hồng Minh giọng vang vang, Tiểu Tần cũng đi tham gia cuộc họp có phải công tác sắp điều chỉnh rồi không? Vâng, mảng trường học tạm thời giao cho người khác tiếp nhận. Tần Cương mở cửa xe đáp, tiếp theo làm gì thì chưa có quyết định. Lý Hồng Minh kéo cả Tần Cương, Thôi Quốc Hằng vào xe của ông, hỏi, Tiểu Thôi, cậu tiết lộ trước đi, lần này Cẩm Hồ khảng khái tới mức nào. Thôi Úc Hằng cười, báo cáo của bên trung tâm chỉ có tính tham khảo, bên kia quyết định thế nào không trả lời cho phía trung tâm. Vậy Tiểu Tần có tin tức gì không? Chắc là không khác so với năm ngoái đâu ạ. Tần Cương nhớ hôm qua Trương Khắc cũng nói như thế, bổ sung suy đoán của hắn, khả năng càng tập trung về phía trường ta thêm một chút. Lực lượng nghiên cứu của các trường đại học luôn là một trong lực lượng mà hệ thống nghiên cứu vườn sồi nhờ cậy vào, huống hồ còn đảm bảo con đường xuất khẩu nhân tài vào Cẩm Hồ luôn thông suốt, mỗi năm luôn lấy một phần dự toán tài chính của vườn sồi cấp cho các trường học kiến thiết khoa học kỹ thuật. Xưa nay đợi ít Đông Hải luôn là trọng điểm Cẩm Hồ trợ cấp, thậm chí Cẩm Hồ trực tiếp hỗ trợ thành lập học viện vi điện tử.
năm ngoái tổng cộng tài trợ cho Đại học Đông Hải 150 triệu, các trường khác cộng lại chưa được 50 triệu. Chính phủ TW vì muốn kiến thiết trường đại học hàng đầu thế giới, Đại học Đông Hải là một trong số trường được ưu đãi trọng điểm, năm nay tài chỉnh TW và tỉnh cấp cho Đại học Đông Hải 200 triệu, dự toán học phí cùng khoản đầu tư thêm 60 triệu nữa, nếu được Cẩm Hồ tài trợ 150 triệu, dù số tiền này chảy vào lĩnh vực khoa học và Cẩm Hồ chỉ định, nhưng làm giảm nhẹ áp lực tài vụ không ít. Đại học Đông Hải từ năm ngoái cũng đặt mục tiêu thành đại học hàng đầu thế giới, không có mục tiêu này còn đỡ, có rồi mới biết chênh lệch lớn cỡ nào. Chưa nói điều gì khác mấy đại học danh tiếng của Mỹ mỗi năm đầu tư kinh phí tới 1 tỷ đô la Mỹ, cộng mọi khoản tiền mà Đại học Đông Hải có được còn chưa tới 1 tỷ tệ, cách mục tiêu còn xa tít mù tắp. Đám Tần Cương tới nơi hơi sớm, Trương Khác đang ở trong văn phòng Lục Văn Phu, liền mời bọn họ tới đó ngồi trước, đến nơi thấy Trương Khác và Lục Văn Phu ngồi ở ghế sofa nói chuyện. Diệp Tiểu Đồng đứng trong góc chẳng biết đang nói chuyện với ai. Trường hợp như thế này Trần Phi Dung không xuất hiện, Diệp Tiểu Đồng là giám đốc phòng hành chính là trợ lý thứ nhất thực sự của Trương Khác, chức vụ này trước kia do Địch Đan Thanh đảm nhiệm. Trương Khác và Lục Văn Phu cùng đứng dậy mời nhóm Lý Hồng Minh ngồi. Diệp Tiểu Đồng gọi điện xong đi tới, giám đốc Trần phải 15 phút nữa mới tới. Lục Văn Phu gật đầu, chúng ta đợi ông ấy, dù sao cuộc họp bên tỉnh trưởng Lý chưa kết thúc. Tần Cương nghĩ, Phó tỉnh trưởng Lý bị Trần Kỳ Bân liên lụy vẫn chủ trì công tác như bình thường, vậy Lục Văn Phu lấy thân phận gì tham dự cuộc họp hôm nay, phân quản của ông ta đâu có liên quan gì tới giáo dục. Một lúc sau Trần Tín Sinh tới, hắn vừa bay từ Hong Kong sang, Tần Cương còn nghĩ cuộc họp hôm nay giống như mọi năm, tùy tiện phái ai đó tham gia là được, Trương Khác ở kiến nghiệp tham gia biểu thị tôn trọng tỉnh một chút không nói, thực sự không cần Trần Tín Sinh phải tới. Tần Cương đang suy nghĩ thì lúc này thư ký Tiết Minh Lâu của Giang Mẫn Chi vào hỏi, tỉnh trưởng Lục, tỉnh trưởng Giang có thể bỏ thời gian tham dự cuộc họp buổi chiều, muốn hỏi cuộc họp bao giờ tiến hành. Lục Văn Phu trả lời, tôi đang đợi tỉnh trưởng Lý thông báo, sở trưởng Mã đã ở phòng họp rồi, hay là chúng ta tới đó trước. Lúc này Tần Cương mới biết cấp bậc cuộc họp hôm nay khá cao, trước đó không ngờ rằng Giang Mẫn Chi cũng tham gia, nhìn sắc mặt Lý Hồng Minh có vẻ cũng không biết. Giang Mẫn Chi vốn không có kế hoạch tham gia cuộc họp này, chỉ là Lý Viễn Hồ đột xuất gọi điện mong ông ta tham gia, từ khi ông ta tới Đông Hải, Lý Viễn Hồ chưa bao giờ trực tiếp thông báo tham gia cuộc họp cụ thể nào, biết buổi trưa Lý Viễn Hồ ăn cơm với Trương Khác, trong lòng ít nhiều có chút cảnh giác, nhưng không thể hiện ra. Trước khi tham gia họp, Giang Mẫn Chi bảo Tiết Minh Lâu sưu tập chút tài liệu tiền tài trợ của Cẩm Hồ cho các trường đại học cao đẳng trong tỉnh, đặc biệt là với Đại học Đông Hải. Tiết Minh Lâu báo, theo phán đoán của Sở trưởng Sở Giáo dục thì khoản quyên góp năm nay của Cẩm Hồ sẽ không ít hơn năm ngoái. Tức là không dưới 200 triệu, vậy cuộc họp này tôi phải tham gia một chút. Giang Mẫn Chi trầm ngâm. Tiết Minh Lâu biết trong lòng Giang Mẫn Chi rất không muốn, nhưng ông ta không tham gia không hay, Cẩm Hồ mỗi năm tài trợ 200 triệu tiền giáo dục, cũng đủ khiến lãnh đạo quốc gia phải ra mặt rồi, đi sau lưng Giang Mẫn Chi vào phòng họp, âm thầm quan sát mọi người trong phòng. Phó tỉnh trưởng Lý vẫn chủ trì công tác giáo dục, nhưng chưa hoàn toàn thoát thân từ vụ án Trần Kỳ Bân, sắc mặt rất tệ, cảm tưởng giờ trời có sập xuống cũng chẳng liên quan gì tới ông ta. Vụ án Trần Kỳ Bân phát sinh, sở trưởng Mã Ân Sở Giáo dục dù bị bệnh vẫn phải kiên trì công tác, Lục Văn Phu tạm thời chủ trì cục diện giáo dục tỉnh đứng cùng Trương Khác, chẳng hề kỵ húy quan hệ mật thiết với Cẩm Hồ, Tiết Minh Lâu còn nghe nói con trai Lục Văn Phu là bạn cùng lớp với Trương Khác. Tiết Minh Lâu không nhận ra Tần Cương. Nghĩ theo Trương Khác tham gia cuộc họp thế này chắc không tầm thường. Lại nhìn sang Diệp Tiểu Đông, hắn biết cô là con gái Diệp Trúc Dân, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Vũ khí Quốc phòng. Diệp Tiểu Đông đang nói chuyện với Lý Hồng Minh, nhìn sắc mặt ông ta có vẻ đang nghe một chuyện chấn động. Giang Mẫn Chi đi vào, mọi người đứng dậy, ông ta xua tay nói, tôi tới đây chỉ để dự thính thôi, đồng thời đại biểu tỉnh cảm ơn sự khẳng khái của Cẩm Hồ, mọi người ngồi cả đi. Phó tỉnh trưởng Lý chẳng còn chút tinh thần nào, nên Mã Ân chủ trì cuộc họp, tỉnh ra quyết định cố gắng tập trung nguồn lực ngả về phía Đại học Đông Hải hết mức có thể, đương nhiên vẫn phải đảm bảo sự phát triển của các trường học khác trong tỉnh. Cẩm Hồ biểu thị rõ ràng sẽ tiếp tục hỗ trợ khoản tài chính lớn cho hệ thống giáo dục tỉnh, cuộc họp này biểu thị sự tôn trọng với Cẩm Hồ, Mã Ân cũng biết tổ chức cuộc họp thế này sẽ bị các trường khác rỉa rói sau lưng, nhưng ai bảo tỉnh không thể bỏ thêm nhiều nguồn lực hơn nữa hỗ trợ cho Đại học Đông Hải. Lại kỳ vọng quá cao vào Đại học Đông Hải. Chương 1296, khẳng khái trợ học 2. Không phải là cuộc họp chính quy,
Giang Mẫn Chi cũng phát biểu vài câu, đợi Trương Khác báo cáo con số lên tỉnh. Trương Khác không nói gì, nhìn sang Trần Tín Sinh, bảo hẳn tỏ thái độ thay Cẩm Hồ. Bởi vì phương án còn chưa được Cẩm Hồ thảo luận thông qua, cho nên trước đó người khác thăm dò, tôi chỉ có thể nói là không khác so với năm ngoái, hiện có thể báo với mọi người con số chuẩn xác, chỉ cao hơn năm ngoái một chút, phương thức hơi khác biệt. Trần Tín Sinh cầm giấy nói. Phương thức có gì khác? Mã Uân hỏi ngay. Chúng tôi thiết lập một quỹ xúc tiến kiến thiết khoa học kỹ thuật, về sau khoản quyên góp giáo dục của Cẩm Hồ chủ yếu chảy vào quỹ này, các trường trong tỉnh đều có thể nộp đơn xin nghiên cứu với quỹ. Đương nhiên chúc tôi thành lập quỹ này vì xúc tiến nghiên cứu khoa học trong trường đại học, sẽ mời học giả danh tiếng các trường lập thành hội nghị đánh giá, phân phối tỷ lệ tài chính. Giang Mẫn Chi hiểu Cẩm Hồ cuối cùng vẫn muốn khống chế khoản quyên góp trong tay mình, thậm chí các giáo sư hoặc học giả trường nào muốn có được hỗ trợ tài chính của quỹ thì đơn xin phép phải có lợi cho Cẩm Hồ. Đại khái đây là nguyên nhân Lý Viễn Hồ muốn ông ta tham gia cuộc họp, là muốn ông ta mở kim khẩu ủng hộ Cẩm Hồ, ông ta cũng chẳng có lập trường để phản đối. Giang Mẫn Chi không vội tỏ thái độ, quan sát sắc mặt những người khác hỏi, vậy Cẩm Hồ có thể bỏ bao nhiêu tiền về quỹ? Trần Tín Sinh trả lời, chúng tôi bổ sung dự toán giữa năm, khoảng 80 triệu đô la Mỹ, dự toán năm sau sẽ không ít hơn 100 triệu đô la Mỹ. Giờ Tiết Minh Lâu hoàn toàn hiểu vì sao vừa nãy Lý Hồng Minh chấn động rồi, đợi Ết Đông Hải là nơi hưởng lợi lớn nhất từ quỹ này, đúng là con số kinh người. Vậy kinh phí nghiên cứu khoa học của vườn sồi là bao nhiêu? Tuyệt đối không phải là 400 triệu đô la Mỹ như công bố với bên ngoài. Cuộc họp chỉ mang tính thông báo, kết thúc rất nhanh. Tiết Minh Lâu theo Giang Mẫn Chi rời phòng họp, tích tắc ra khỏi cửa, trên mặt Giang Mẫn Chi vốn mang nụ cười, vừa quay đi ho khẽ một cái, nụ cười tự hồ bay đi theo cái ho đó, mặt trở nên âm trầm, Tiết Minh Lâu cũng không nói gì, im lặng bước đi. Lý Viễn Hồ gần đây mới chịu nhượng bộ ở vấn đề điều động Lưu Văn Đào, với công tác chính phủ không ám thì cũng không can thiệp nhiều. Giang Mẫn Chi tưởng rằng vụ án Trần Kỳ Bân và áp lực từ chứng khoán Vân Lâm khiếp Lý Viễn Hồ loạn thế trận, tưởng đây là chiến thắng đầu tiên của mình sau khi tới Đông Hải. Trước đó Giang Mẫn Chi yêu cầu Lục Văn Phu tham gia cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là vì muốn trải đường để sau này điều chỉnh Lục Văn Phu sang phân quản công tác giáo dục. Giang Mẫn Chi vốn nghĩ mình đã nắm được thế chủ động nhất định ở Đông Hải, nhưng hôm nay Cẩm Hồ khẳng khái mở hầu bao, lại làm ông ta cảm giác thất bại. Đặc biệt lại còn do Lý Viễn Hồ đích thân gọi điện muốn ông ta tham dự cuộc họp này. Tới văn phòng, Giang Mẫn Chi cầm nắm đầm cửa, do dự một lúc mới bảo Tiết Minh Lâu, chiều nếu không có chuyện gì gấp thì hủy hết đi. Vâng, Tiết Minh Lâu gật đầu, về bàn làm việc, mở tư liệu về Cẩm Hồ trong máy vi tính. 80 triệu đô la Mỹ tương đương 650 triệu tệ. Tài chính cấp cho trường cao đẳng đại học toàn tỉnh cả năm còn chưa được 1.6 tỷ. Riêng quy xúc tiến kiến thiết khoa học mà Cẩm Hồ lập ra đã có hơn 600 triệu, năm sau dự toán còn lên tới 800 triệu, riêng bằng điều này đủ bịt miệng tất cả oán trách, bất mãn với Cẩm Hồ. Không ai có thể từ chối sự khẳng khái của Cẩm Hồ cũng đã thể hiện sự hùng mạnh vượt qua bất kỳ sự tưởng tượng nào, ít nhất trong nhiệm kỳ tỉnh trưởng của mình, Giang Mẫn Chi đừng nghĩ tới việc đả kích Cẩm Hồ, cho dù điều Lưu Văn Đào lên tỉnh thay thế vị trí của Lục Văn Phu thì thực tế tác dụng kiềm chế Cẩm Hồ rất có hạn. Cú điện thoại buổi trưa của Lý Viễn Hồ chắc chắn là cảnh cáo Giang Mẫn Chi, ở Đông Hải có giới tuyết không thể vượt qua. Tiết Minh Lâu xem tài liệu trên màn hình phải dây huyệt Thái Dương. Đầu năm báo chí cho đăng phát biểu của Đinh Hòe Tổng phụ trách kỹ thuật của tập đoàn Ái Đạt, nói dự toán nghiên cứu khoa học của vườn sồi năm nay là 400 triệu đô la Mỹ, khi đó gây xôn xao kinh ngạc lớn. Căn cứ con số bộ thông tin thu thập được, doanh thu của Ái Đạt năm 99 gần 20 tỷ. Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp hàng đầu, lãi dòng 4 tỷ, lấy 3/4 ra đầu tư vào nghiên cứu kỹ thuật khoa học, thậm chí có bài báo nói việc nghiên cứu của Cẩm Hồ đã đi vào ngõ cụt rồi. Hiện giờ xem ra con số này còn qua xử lý làm nhẹ đi không ít, không chỉ con số dự toán nghiên cứu làm ít đi, mà cả doanh thu lẫn lợi nhuận của Ái Đạt cũng thế. Có lẽ bộ thông tin cũng biết Cẩm Hồ báo con số giả, có lẽ bọn họ cũng muốn Cẩm Hồ báo con số giả. Vì bọn họ phải giữ thể diện, giữ cho Hoa Hạ đứng đầu bảng. Giang Mẫn Chi nếu muốn tra tiền thuế của Cẩm Hồ tất nhiên là được ngay, đáng tiếc trong hệ thống xí nghiệp phức tạp của Cẩm Hồ, có quả nửa là đăng ký ở nước ngoài, muốn biết được con số tài vụ của những công ty hải ngoại đó cực kỳ khó khăn. Tiền thuế của Cẩm Hồ trong nước khớp với con số tài vụ Cẩm Hồ công khai, mang tới cho người khác ấn tượng sai lầm, đó là các công ty nước ngoài của Cẩm Hồ chỉ là thứ công cụ thuận tiện việc nắm cổ phần chéo.
giờ xem ra đó không phải là những cái xác rỗng, chỉ là vì nhiều nguyên nhân nên đều ẩn trong chỗ tối. Tiết Minh Lâu nghĩ tới một loại khả năng, nếu như thủ đoạn trấn áp ở trong nước với Cẩm Hồ quá mạnh, khiến Cẩm Hồ phản kháng, như thế liệu có tác dụng khiến công ty hải ngoại kia phải trồi lên khỏi mặt nước? Ai cũng nói Ái Đạt là xí nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ, nhưng xem ra nhìn ở tầng cấp khác, thương vụ Cẩm Hồ mới là hạch tâm của Cẩm Hồ. Trước kia Cẩm Hồ đặt thương vụ Cẩm Hồ ở Hong Kong, đại khái là muốn dựa vào hệ thống luật pháp khác với nội địa của Hong Kong. Ngay từ đầu sáng lập vườn sồi, đã xác định phương hướng nghiên cứu nhất thể hóa với sản nghiệp, Cẩm Hồ không thể chiêu mộ nhân tài cao cấp từ nước ngoài một cách thoải mái, bồi dưỡng nhân tài bản địa mới là cái gốc, hơn nữa phải để các lực lượng nghiên cứu của các trường đại học cao đẳng phát huy tác dụng nên có. Chính vì thế mới quyết định thành lập quỹ xúc tiến kiết thiết khoa học kỹ thuật. Tiền trong quỹ chủ yếu dùng để giúp Đại học Đông Hải nhanh chóng trở thành đại học thuộc loại hình nghiên cứu hàng đầu thế giới, biến Đại học Đông Hải thành căn cơ chỗ dựa thực sự của Cẩm Hồ trong tương lai. Lý Hồng Minh trước khi tham dự cuộc họp cũng chỉ hy vọng khoản tài trợ của Cẩm Hồ duy trì với mức độ năm ngoái là được, như thế tài chính của trường năm sau thoải mái một chút để làm và việc, ai ngờ nửa cuối năm Cẩm Hồ lập quỹ có dự toán bằng tổng thu nhập cả năm ngoái của Đại học Đông Hải. Ông đã cùng Trần Tín Sinh đã trao đổi sơ bộ. Thành lập kỹ xúc tiến khoa học là giúp đỡ Đại học Đông Hải mau chóng phát triển thành đại học hàng đầu thế giới, ủy ban đánh giá cũng chọn đa phần từ giáo sư Đại học Đông Hải. Trần Tín Sinh và Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng buổi chiều phải tham gia cuộc họp nội bộ vườn sồi nên ngồi xe đi trước. Lý Hồng Minh phải qua rất lâu mới bình tĩnh được trở lại, vào xe oán trách Thôi Quốc Hằng và Tần Cương, hai cậu đúng là, trước khi tới còn lập lờ với tôi. Tần Cương giang tay, em cũng nghe nói thay đổi so với năm ngoái không nhiều thôi chứ có biết gì đâu ạ. Tôi cũng không biết thật, Thôi Quốc Hằng cười lớn. Hiện giờ đầu tư kinh phí trường học của chúng ta cũng chỉ bằng một nửa Đại học Thanh Hoa. Lý Hồng Minh vui mừng nói, có bổ sung của quỹ xúc tiến khoa học này, chênh lệch sẽ được san bằng. Chương 1297, thế kỷ 21 cái gì quan trọng nhất? Cẩm Hồ Đại Khái cũng có ý này, Thôi Quốc Hằng giờ mới tiết lộ nhiều hơn. Ban đầu cũng không nói rõ con số là bao nhiêu, chỉ thảo luận là tập trung cho trường ta hay là chia đều cho các trường, cuối cùng quyết định là cho trường ta vì chúng ta có nhiều quyền tự chủ hơn, nếu có thể thành đại học hàng đầu như Thanh Hoa, kinh nghiệm của trường ta sẽ rất có giá trị chỉ đạo. Tần Cương nói rất ít, đại kế liên quan tới tương lai Đại học Đông Hải chẳng ai hỏi tới hắn, nên tất nhiên hắn cũng chẳng nói xen vào, với hắn khoản tiền đầu tư này cũng bình thường. Hắn biết kinh phí nghiên cứu của vườn sồi chừng 800 triệu đô la Mỹ, trong vòng 5 năm dự toán đạt tới 6 tỷ tới 8 tỷ đô la Mỹ, đây là con số làm người ta sợ vỡ mật, nhưng là tiêu chuẩn cần đạt được, như thế Ái Đạt mới thực sự bước vào hàng ngũ doanh nghiệp điện tử thế giới. Trở về trường, Lý Hồng Minh kéo cả Thôi Quốc Hằng tới văn phòng bàn việc, Trương Khác và Trần Tín Sinh không quá can dự vào công tác quá chi tiết, Thôi Quốc Hằng là cầu nối giữa Đại học Đông Hải và Cẩm Hồ, không tóm lấy ông ta thì tóm ai. Tần Cương về trường lấy xe, con trai hắn hôm quá ngủ đạp chăn ra nên bị cảm, buổi chiều vợ hắn đưa con vào bệnh viện truyền nước, hắn đi đón vợ con ở nhà, nói với vợ thời gian tới sẽ bận rộn, muốn vợ đón mẹ cỡ tới giúp chăm sóc đứa con đang bi bô tập nói. Cha em cũng nghỉ hưu rồi, mẹ em tới thì anh bảo cha em ở nhà một mình làm gì? Vợ Tần Cương nói. Vợ chồng Tần Cương sống ở chung cư thanh niên, tòa nhà dành cho giáo viên, căn hộ 2 gian 2 phòng, 90 mét vuông. Một người lớn nữa tới còn có thể được, chứ hai người thì thiếu phòng rồi. Tần Cương biết vợ muốn chuyển nhà, hắn nghĩ mình không còn đảm nhiệm chức vụ gì nữa trong Đại học Đông Hải, quan hệ đã trở nên xa cách, nếu còn chiếm phòng ở đây, giáo viên trong trường sẽ có ý kiến, chỉ là trong thời gian sắp tới hắn không còn tinh lực làm việc này, bảo với vợ, hay em đón mẹ em tới, rồi mọi người xem ở đâu có nhà thích hợp thì chuyển vào, rồi mới đón ba tới, anh sắp chuyển công tác rồi. Một thời gian nữa không còn làm ở sáng vực Đông Đại. Vậy anh đi đâu, làm gì? Còn chưa quyết định, khả năng làm chân ton trước. Tần Cương nói hàm hồ, dù thế nào thì anh cũng không còn liên hệ trực tiếp với trường nữa, nhà bên này phải trả lại cho trường, đúng là cần phải tìm nhà mới. Vậy anh làm việc cho trường bao năm thì tính sao? Vợ Tần Cương tiếc của không muốn trả lại nhà cho trường. Tần Cương cười, chẳng phải sợ người ta chửi sau lưng sao, em có thấy đáng tham cái này không? Yến Viên thì không có hy vọng rồi, chung cư Đông Hồ không chen vào được, anh bảo em phải đi đâu tìm nhà. Thế kỷ Cẩm Hồ chỉ khai phát một khu biệt thự cao cấp ở Kiến Nghiệp là Yến Viên, nhà ở đó chia hết từ lâu, hơn nữa tuyệt đại bộ phận dành cho nhân viên nghiên cứu cao cấp của vườn sồi, bên sáng vực Đông Đại, trừ Đỗ Phi không ai lấy được biệt thự nơi đó.
Phía Đông Hồ cũng có 12 tòa chung cư 30 tầng, tổng cộng có hơn 3.000 căn hộ, ban đầu tưởng là dư giả rồi, ai ngờ tới mùa hè năm nay nhân viên chính thức của vườn sồi đã hơn 6.000 người, thêm hơn 3.000 nhân viên các cơ cấu khác của Ái Đạt ở kiến nghiệp, cộng vào gần 10.000. Thế là chung cư bên đó không thỏa mãn được nhu cầu nhà ở cho nhân viên trong Cẩm Hồ nữa, thế kỷ Cẩm Hồ lấy thêm mảnh đất nữa phía Đông Nam Hồ xây khu dân cư rộng 100 vạn m² gọi là Lộc Viên. Chỉ là hiện giờ mới khởi động, muốn ở được phải đợi 1 năm nữa. Tần Cương gãi đầu, hay là để anh gọi cho Lục Kiện xem hiện công ty anh ta còn nhà không? Lục Kiện là công tử kinh thành bỏ quan trường tới kiến nghiệp kinh doanh địa ốc, tới kiến nghiệp đã được 2 năm, sau khi hạng mục đầu tiên hoàn thành thuận lợi, đồng thời khai phát 2 hạng mục nữa, một là tòa nhà văn phòng, một khu nhà ở, quy mô đã hơn hạng mục cùng kỳ ở Bắc Kinh. Chỉ cũng chưa biết bao giờ xong, các công ty địa ốc khác không có được tinh thần chuyên nghiệp như thế kỷ Cẩm Hồ. Hay là đợi thêm một thời gian, thế nào cũng có hy vọng ở Lộc Viên. Vợ Tần Cương cau mày, mua nhà phúc lợi trong công ty sẽ rẻ hơn. Tần Cương nghĩ cũng chỉ đành đợi thêm một thời gian, hắn nhớ Lý Hồng Minh luôn muốn hoàn toàn cải thiện điều kiện ăn ở của giáo viên, trước đó vì giới hạn tài chính không có hành động gì. Cẩm Hồ hứa đầu tư khoản lớn, thế nào cũng có một phần chảy về phía mặt này. Quan điểm xưa nay của Trương Khắc là thu hút nhất tài, hiện không phải là thời đại cống hiến vô tư nữa, nhân tài ưu tú nhất phải có đãi ngộ ưu tú nhất, mọi người đều nói đùa mấy năm qua Cẩm Hồ quyên tặng đỡ ít Đông Hải, đại bộ phận tiền chảy thẳng vào túi các học giả, giáo sư. Ở trong thư phòng Tần Cương đã tra tư liệu liên quan tới học viện âm nhạc, so với kế hoạch đầu tư 800 triệu vào đỡ ít Đông Hải của Cẩm Hồ. Thì 30 triệu cho học viện âm nhạc chẳng là cái gì, đương nhiên lãnh đạo học viện âm nhạc không hề biết. Tần Cương về nhà ăn cơm tối, Đỗ Phi gọi điện rủ tới 1978, thấy con trai đã đỡ sốt liền qua đó tụ họp. Đám Trương khác, Đỗ Phi, Mông Nhạc đang đánh bi, Tôn Tĩnh Mông khoanh tay đứng nhìn, bất kể chơi bi, hay bóng bàn thì cả ba bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của Tôn Tĩnh Mông. Bọn họ vừa chơi vừa nói chuyện phương diện nào ở trường học trong nước cần cải cách trước. Mông Nhạc nói tiến sĩ trong nước đáng thương, mỗi tháng trợ cấp sinh hoạt có chút xíu, rất nhiều tiến sĩ trước khi nhập học đều đã có gia đình, cuộc sống rất nghèo khó. Tần Cương nhớ thời học tiến sĩ, mỗi tháng được trợ cấp 180 đồng, may mắn còn làm giáo viên phụ đạo trong trường, mỗi tháng có được trên 300, miễn cưỡng đủ dùng, nhưng chiếm gần hết tinh lực và thời gian của hắn, có lẽ đây là nguyên nhân trọng yếu khiến trong nước không bồi dưỡng ra được tiến sĩ hàng đầu. Trương Khắc tay cầm gậy. Dựa vào tường nói, quỹ xúc tiến nghiên cứu mỗi lần phê duyệt một khoản kinh phí nghiên cứu là tính cả lương cho nhân viên nghiên cứu rồi, thậm chí có thể trích ra một phần tài chính làm học bổng cho người học tiến sĩ, ít nhất để trợ cấp sinh hoạt cho tiến sĩ nâng cao tới mức lương bình thường. Biết thế kỷ 21 quan trọng nhất là gì không? Là nhân tài, chúng ta không thể ủy khuất nhân tài. Đỗ Phi và Mông Nhạc chẳng phải là thành viên hội nghị 29 người cho nên giờ biết Cẩm Hồ kế hoạch trong vòng 5 năm tài trợ cho đỡ ít Đông Hải trên 800 triệu. Đỗ Phi hận không thể nhảy tới bóp cổ Trương Khắc, khoản đầu tư lớn nhất của sáng vực Đông Đại nửa cuối năm còn là 80 triệu của Cao Khoa KV. Bọn tao đang buồn thối ruột vì không có tiền, mày xem này tao có mấy sợi tóc trắng rồi đây, sao mày không hé tay một chút cho bọn tao chút lộc rơi lộc vãi. Trương Khắc lùi lại đằng sau né tránh đôi bàn tay có ý đồ hành hung của Đỗ Phi. Trong nồi bỏ gạo, nếu sáng vực Đông Đại là cái nồi lớn, tao chẳng ngại bỏ vào thêm ít gạo, bọn mày phải làm ra dự toán lớn mới có tiền chứ. Sáng vực Đông Đại thời gian qua tiến hành chỉnh hợp tài nguyên Internet, cho nên thực tế tiêu hao tài chính không nhiều, hiện còn dư 200 triệu để phung phí, Đỗ Phi, Mông Nhạc còn chẳng biết tiêu sao cho hết. Đỗ Phi thu lại thái độ đùa cợt, thở dài, chỉ số Nasdaq lại mất điểm liên tục 10 ngày rồi, gài chính chảy vào sản nghiệp Internet cũng đã chạm đáy. Qua thời gian kích động, mọi người đã dần bình tĩnh lại, biết cắn răng chịu đựng là vượt qua được, ít nhất sáng vực Đông Đại còn đủ tiền tiêu pha 2 năm nữa. Giai đoạn hiện nay không lo thiếu tiền, nhất là trong năm nay, nhưng hiện các quỹ đầu tư mạo hiểm đã bỏ chạy hết, nhiều người không biết phải cắn răng tới bao giờ. Chương 1298, tùy nồi bỏ gạo. Trương Khắc đấm hắn một cái, mày mèo khóc chuột cái gì, phải cắn răng cũng đâu tới lượt mày. Đúng là nhà dột gặp mưa rào. Bọn tao vừa mới nhận được đơn kiện nói MICQ có tên sao chép ICQ nước ngoài, bọn tao đang định đưa ra phiên bản mới, rồi tiến hành đổi tên luôn, nếu mày có hứng thì bây giờ chưa quá muộn. Đỗ Phi chìa đồng hồ ra cho Trương Khắc xem. Trương Khắc thấy thời gian còn sớm, nên cùng đám Đỗ Phi ngồi xe sang sáng vực Đông Đại.
Trương Khắc thấy lúc này đổi phiên bản mới của MICQ sang QQ rất thích hợp, còn hơn kiện cáo vài năm, mà mấy năm nữa Tencent cũng đổi chương trình của bọn họ thành QQ. Cho dù hiện đã là 9 giờ tối, phòng thực nghiệm phần mềm của sáng vực Đông Đại vẫn còn sáng đèn, đám thi tân phi vẫn kiên trì ở cương vị công tác, Tạ Tử Gia cũng ở đó, cô nhóc thấy Trương Khắc đi vào thì mắt mở to, nhưng tiếp đó thấy Tôn Tĩnh Mông, Trần Phi Dung đi sau y thì bĩu môi, tiếp tục thảo luận kế hoạch thư với nhân viên nghiên cứu, lờ Trương Khắc đi. Trương Khắc quá biết tính khí của bà cô này cho nên không để ý, tài năng của cô được thể hiện trong quá trình khai phát MICQ, xem kế hoạch thư, ngoại trừ không tán đồng bên trong giao diện nhúng biển quảng cáo và chức năng tìm kiếm tránh quá rối rắm, còn những kiến nghị khác đều không có ý kiến gì. Đỗ Phi gọi đám thi tân phi, Tạ Tử Gia tới phòng hội nghị, dùng máy chiếu trình diễn cho Trương Khắc xem. Kế hoạch của bọn tao là qua mùa hè sẽ đưa ra phiên bản mới, qua lần nâng cấp này, đem thương vụ điện tử, nền tảng game, diễn đàn, email tập trung lại, hình thành cục diện ngang ngửa với QICQ của Tencent, MSN của Microsoft Trung Quốc. Đỗ Phi giới thiệu mục tiêu thời gian tới của Đông Đại sáng vực, bọn tao có phương án bàn bạc với di động Đông Hải phương án phục vụ giá trị gia tăng cho di động GPMS. Tạ Tử Gia không đợi Đỗ Phi nói hết, sốt ruột hỏi thẳng, thời gian tới Cẩm Hồ có thể cung cấp cho sáng vực Đông Đại bao nhiêu tiền? Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc đều bật cười, không thể nói cho Tạ Tử Gia biết kế hoạch 5 năm của Cẩm Hồ với Đại học Đông Hải, bọn họ còn cho rằng Cẩm Hồ và Cao Khoa KV giới tuyết rạch ròi. Tuy Tạ Tử Gia tham gia công tác và quản lý thường nhật của sáng vực Đông Đại, nhưng dù sao cô là em trai Tạ Ý, mấy năm trước mâu thuẫn Tạ Gia và Cẩm Hồ không nhỏ. Trương Khắc phùng mang đáp, cái đó phải xem bên này làm được cái nồi to tới đâu. Hiện cơ sở phục vụ trên mạng chúng tôi làm cơ bản là miễn phí, bị ảnh hưởng của bong bóng Internet tan vỡ, sản nghiệp Internet đang từng bước đi xuống, các doanh nghiệp Internet đều phải đau đầu về vấn đề doanh lợi, chính sách miễn phí bị nghi ngờ. Lúc này nếu sáng vực Đông Đại dương cao ngọn cờ miễn phí sẽ nắm được tiên cơ ưu thế gây dựng người dùng. Tạ Tử Gia trình bày suy tính của mình. Muốn dương cao ngọn cờ miễn phí thì cần có tài chính hùng hậu chống lưng. Tạ Tử Gia biết thực lực của Cẩm Hồ, nhưng cũng biết chỗ Cẩm Hồ cần tiêu tiền rất nhiều, có điều tài chính sáng vực Đông Đại cần cũng không phải là cần quá nhiều ngay một lúc. Quan trọng là mức độ coi trọng của Cẩm Hồ ở mảng này, nếu trong chuỗi sản nghiệp của Cẩm Hồ, sáng vực Đông Đại được xếp vào danh sách hàng đầu thì không cần lo. Nếu không sự hỗ trợ sẽ rất có hạn. Trương Khắc suy nghĩ một lúc rồi nói, hiện hộ dùng trong nước còn kém xa ở Âu Mỹ, quy mô thị trường nhỏ hẹp, nhưng chúng ta phải nhìn thấy, kinh tế trong nước sẽ tiếp tục trong trường, tiềm lực tiêu dùng thị trường Internet sẽ tăng theo. Có lẽ thời gian sẽ dài một chút, nhưng chúng ta có đủ kiên nhẫn, đúng không? Rất nhiều chuyện trước khi quyết định Trương Khắc đều thảo luận với Trần Tĩnh, cho nên chẳng ngại cho Tạ Tử Gia biết. Có điều ở trước mặt người khác phải giữ thái độ Cẩm Hồ là Cẩm Hồ, Cao Khoa KV là Cao Khoa KV, cho nên trao đổi sâu hơn phải đợi Tạ Tử Gia đi rồi mới tiến hành. Trương Khắc bảo với Đỗ Phi, đường lối của Tạ Ma Đầu chính xác đấy, tranh đoạt ưu thế hộ dùng là trọng tâm công tác của bọn mày trong thời gian này. Thực ra tiền đầu tư cho sáng vực Đông Đại so với chỉnh thể của Cẩm Hồ không phải là lớn, các chỗ khác thắt chặt một chút, bên này không lo thiếu. Buổi tối từ sáng vực Đông Đại về. Đỗ Phi hỏi chuyện nhà cửa của Tần Cương, lúc này Trương Khắc mới biết Tần Cương đang đau đầu chuyện cha mẹ vợ tới kiến nghiệp định cư không tìm được nhà ở, liền nói, hai tòa nhà cổng phía đông trường để trồng 2-3 năm rồi, lão Tần có thể tới đó chọn một căn hộ mà ở. Tần Cương hơi bất ngờ chung cư thanh niên có tổng cộng 12 tòa nhà, trong đó hai tòa nhà sát cổng phía đông trường hình thành một khu độc lập, hiện chỉ có Trương Khắc ở tầng thượng một tòa cùng cô gái Hàn Quốc ở tầng dưới, một tòa trước giờ luôn để trống, một là vì an toàn của Trương Khắc. Một là đảm bảo tính riêng tư của y. Hắn không cho rằng quan hệ của mình và Trương Khắc thân mật tới mức có thể dọn vào đó ở, chẳng lẽ Trương Khắc chuẩn bị đi nơi khác? Tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Trương Khắc vì sao lại lựa chọn ở đó sau khi vào DS Đông Hải, chẳng phải vì mong đợi không thể nói ra được kia sao? Nhưng cuối cùng y không thể đối diện được với nó, tới lúc phải hạ quyết tâm rồi, hai tòa nhà đó còn nhiều phòng trống lắm, tôi không thể chỉ biết nghĩ tới mình được. Tôi sẽ bảo phòng hành chính an bài lại, anh cứ vào đó chọn nhà trước đi. Vậy tôi cũng không khách khí nữa. Mông Nhạc xen vào, tôi phải cùng Nhược Lâm tới chọn ngay mới được. Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm vẫn chưa có nơi ở tại kiến nghiệp, nghe thấy Trương Khắc bỏ lệnh phong tỏa, tất nhiên không thể bỏ qua, căn hộ trong đó chỉ có mấy cái diện tích lớn, chậm chút là mất ngay. Trương Khắc cười lớn, biết ngay là anh nhắm căn hộ tầng thượng, tặng anh và Tịch sư tỷ làm quà kết hôn vậy.
Tần Cương không hy vọng Trương Khác cũng tặng mình một căn hộ tầng thượng, có thể vào đó ở là may mắn lớn lắm rồi. Tần Cương về nói với vợ, làm vợ hắn cả đêm không ngủ được, trời tờ mờ sáng đã gọi chồng dậy, bàn bạc phải bố trí nhà ra sao, còn bảo chồng mau chóng liên hệ với bên phòng hành chính, hiện nhân viên cầm hồ ở kiến nghiệp thiếu nhà rất nhiều, chậm chân bị người khác cướp hết. Buổi sáng Tần Cương phải cùng Trương Khác, Tôn Tĩnh Mông tới Tân Vu, không thoát thân được, nên kệ vợ làm nhảm, bảo vợ trực tiếp đi tìm phòng hành chính. Kiến nghiệp nóng nực bức bối, còn Tân Vu cho dù là mặt trời chói chang, giữa trưa cũng chỉ 30, 21 độ, trên Thiên Vân Sơn lại càng mát mẻ, buổi tối thậm chí phải mặc áo dài tay chống lại cái lạnh, hai nơi cách nhau chưa tới 200 km, rất nhiều người không hiểu vì sao nhiệt độ lại chênh lệch rõ ràng như thế. Tần Cương lần đầu tiên được gặp Trương Chi Hành, so với Trương Khác ẩn sau màn, trong tỉnh Trương Chi Hành có thanh danh rất lớn, ngoại trừ chính thích chói lọi, sự thăng tiến của ông cũng làm người ta nhắc đi nhắc lại, 6 năm từ phó thư ký trưởng chính phủ lên tới thị trưởng là sự thuận lợi hiếm có. Lần đầu tiên tới nhà Trương Khác làm khách, Tần Cương có chút gò bó, hắn vốn tưởng Tôn gia và Trương gia quan hệ vô cùng mật thiết, không ngờ Tôn nhị tiểu thư thường ngày đanh đá thẳng thắn như vậy trước mặt cha mẹ Trương Khác còn câu nệ hơn hắn, ngược lại Trần Phi Dung lại thoải mái như ở nhà, làm Tần Cương không sao hiểu nổi. Chuyến này bọn họ tới Tân Vu là để đàm phán sơ bộ chuyện đầu tư thành phố điện ảnh, đi cùng còn có một phó tổng giám đốc của Thế Kỷ Cầm Hồ, tên Tiết Thạch. Cha của Tiết Thạch là Tiết Quốc Hoa trưởng phòng nghiên cứu bảo tồn kiến trúc cổ thuộc Cục Viên Lâm Văn Vật Hải Châu, gia học uyên tâm, công trình tu bổ kiến trúc cổ Đông Sa Điền cũng là do Tiết Thạch phụ trách, ở mặt quy hoạch thiết kế hắn là chuyên gia. Chương 1299, điều Tôn Tĩnh Mông muốn làm một. Cố Hiểu Mai nhận được điện thoại của Trương Chi Hành, bảo bà ta tới khu tập thể thành ủy, lúc này bảo thành phố mang sẽ tới đón chẳng bằng ra ngoài tiểu khu bắt xe, liền cầm túi sách lên, bảo chồng một tiếng rồi đi. Xuống lầu thấy Trần Dục đi qua, sắc mặt bất thường, liền gọi, này, anh từ kiến nghiệp về bao giờ thế? Tiểu Ninh và Vu Trúc nhà tôi đâu? Vu Trúc không gọi điện báo cho nhà à? Mùa hè này bọn nó ở lại kiến nghiệp, do Tiểu Ninh muốn ở lại trường, cho nên Vu Trúc ở lại cùng con bé. Kết quả kiểm tra ra sao? Cố Hiểu Mai quan tâm hỏi. Kết quả hội chẩn còn chưa có. Trần Dục ủ rũ nhìn mây trôi trên trời. Các chuyên gia quân y viện tỉnh không thể đưa ra được phương án chữa trị, chỉ kiến nghị trị liệu duy trì. Đừng lo quá, y học đang phát triển rất nhanh, lúc này khó giải quyết, chứ 1-2 năm nữa trở tay một cái là xong thôi. Cố Hiểu Mai an ủi, bảo Trần Dục sang nói chuyện với chồng mình. Cô đi đâu đấy? Trần Dục là người lạc quan, thần sắc phấn chấn hơn, thấy Cố Hiểu Mai dáng vẻ vội vàng, không thấy có xe của thành phố tới đón liền hỏi. Có ai ngờ được Cố Hiểu Mai lại bay cao trên quan trường như thế, hơn một năm trước thôi chỉ là cán bộ thành đoàn không ai biết tới, giờ đã là phó thị trưởng rồi, Trần Dục ngoài vui mừng cho cô bạn Thanh Mai chúc mã, cũng cảm thấy Cố Hiểu Mai quá may mắn. Cố Hiểu Mai biết mình thăng tiến nhanh chóng là nhờ Trương Khác, đó cũng là điều bà luôn nghi hoặc. Trương Chi Hành gọi tới, Cố Hiểu Mai không thể trì hoãn quá lâu, nói qua, hiếm có được ngày cuối tuần rảnh rỗi. Định nghỉ ngơi chút lại nhận được điện thoại của thị trưởng Trương bảo tôi tới khu tập thể thành ủy, không nói với anh nữa, tôi đi trước đây. Cố Hiểu Mai tới khu tập thể thành ủy mới biết hôm nay Trương Khác hôm nay về Tân Vu, mấy ngày trước bà ta được nghe Trần Ninh kể Trương Khác cùng nữ nhân xinh đẹp nói chuyện trong trường học vì Trần Ninh tới chào mà giật mình ngã xuống hồ, nhìn thấy mặt Trương Khác là lại tưởng tượng ra cảnh tức cười đó, nhịn lắm mới không cười ra tiếng, chú ý thấy trong nhà Trương Chi Hành còn có những người khách khác. Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước cũng có mặt. Thị trưởng Cố tới rồi. Trương Chi Hành vui vẻ chào, mảnh đất Tây Nam Thiên Vân Sơn tới bờ Đông Tiểu Giang trước kia được thành phố quy hoạch làm khu động vật hoang dã. Hạng mục này mãi chưa được thực thi, và lại Huệ Sơn và Kiến Nghiệp đều có vườn bách thú lớn. Tân Vu xây thêm một cái không thể phát huy được ưu thế, Thế Kỷ Hoa Âm muốn xây một phim trường lớn, có thể kiêm tính chất hạng mục du lịch, gọi cô tới đây, là để cô đại biểu cho thành phố. Hạng mục thành phố điện ảnh phía bên Cẩm Hồ giai đoạn tiền kỳ do Tiết Thạch làm chủ, Tôn Tĩnh Mông và Tần Cương phối hợp, bọn họ đứng dậy, do Trương Chi Hành giới thiệu cho Cố Hiểu Mai. Từ sau khi chính thức đảm nhận phó thị trưởng vào trung tuần tháng 4, Cố Hiểu Mai cho rằng mình vào ban lãnh đạo chính phủ thành phố hẳn là vì hoàn cảnh đề cao địa vị cán bộ phụ nữ, đã chuẩn bị sẵn sàng phân quản hội phụ nữ, tôn giáo. Hay dở gì cũng là phó tỉnh trưởng, không ngờ rằng điều chỉnh công tác. Bà ta được phân quản văn phòng chính phủ, lại còn phụ trách hiệp trợ Trương Chi Hành phân quản công tác trọng yếu nhất của Tân Vu hiện nay là khai phát và đầu tư sản nghiệp du lịch. Cố Hiểu Mai thấy Giang Thượng Nguyên,
Lưu Thước cười ha hả, không thấy có bất kỳ ý kiến gì với việc này, thầm nghĩ bọn họ hẳn là sớm biết chuyện này rồi. Người Tân Vu biết rõ nhất về Trương gia đại khái là nhận định Thế Kỷ Cẩm Hồ là xí nghiệp của Trương gia, Cố Hiểu Mai lần đầu tiên nghe tới Thế Kỷ Hoa Âm, nhìn thấy Lương Cách Chân gọi Trần Phi Dung vào bếp pha lấy trà nước cho mọi người, thầm nghĩ cô gái này chẳng phải đã tốt nghiệp rồi sao, thế nào còn tới Tân Vu. Lần này lại không nghe nói Đường Thanh cùng tới Tân Vu, cô gái này chẳng lẽ cũng được Trương gia chấp nhận luôn rồi, thật kỳ lạ. Tới khi Trần Phi Dung bê trà nước lên chia cho mọi người rồi ngồi xuống bên Tôn Tĩnh Mông nghe bọn họ nói chuyện, Cố Hiểu Mai mới nghĩ ra khả năng Trần Phi Dung tốt nghiệp xong liền trực tiếp vào xí nghiệp gia tộc Trương gia làm việc. Tôn Tĩnh Mông dung mạo xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng chuẩn mực làm Cố Hiểu Mai ban đầu không nhận ra được so với Trần Phi Dung ai đẹp hơn, chỉ là khí chất hai cô gái hoàn toàn khác biệt. Cố Hiểu Mai chú ý thấy khi Trương Khắc lên lầu, cô trợ lý đặc của Tổng Giám đốc Thế Kỷ Hoa Âm đó nhìn theo, có vẻ như chẳng muốn ngồi lại đây bàn công việc lắm. Nói chuyện mới công ty này là công ty Giang Đại Nhi và Tống Uyển Bội ký hợp đồng, Cố Hiểu Mai coi như mới có nhận thức trực quan về công ty này. Thế Kỷ Hoa Âm có hai kịch bản đang cân nhắc, một về anh hùng dân tộc Nhạc Phi, hiện có một số luận điệu quái dị, cái gì mà vì lợi ích đoàn kết dân tộc, cái tự anh hùng dân tộc không còn phù hợp với thời đại nữa, cá nhân tôi khuynh hướng về đề tài này. Nhưng không phải cá nhân tôi nghĩ sao là được, còn phải tìm được đạo diễn thích hợp, còn phải trao đổi với ban ngành chủ quản. Nếu kịch bản Nhạc Phi không thể quay thì quay một bộ phim về nhiếp chính thích khách thời chiến quốc. Thời gian quay kế hoạch là 2 năm, ngoại trừ đầu tư xây dựng trung tâm chế tác điện ảnh nếu quay phim Nhạc Phi thì xây tòa thành thời Tống trước, nếu quay phim nhiếp chính thì xây dựng tòa thành chiến quốc. Trong thư phòng, Trương Khắc nói với Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước một số cái nhìn của y, hạng mục du lịch phải khai phát tổng hợp mới thu được lợi ích lớn nhất, thành phố điện ảnh có thể xúc tiến tài nguyên du lịch Tây Nam Thiên Vân Sơn. Vì thị hiểm, Cẩm Hồ tham thế nào cũng không thể vét bạc trên đất Tân Vu, những hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà ở xung quanh hạng mục thành phố điện ảnh, chúng tôi không dính dáng gì. Nhưng để thành phố điện ảnh phát huy tốt nhất lợi ích kinh tế của nó, thì phải cùng các công ty khác tiến hành quy hoạch. Lưu Tước gật gù hỏi, toàn bộ hạng mục rốt cuộc có quy mô thế nào? Tôi kiến nghị thành phố nắm hết 20 km vuông đất phía tây Nam Thiên Vân Sơn, sau khi giai đoạn đầu hạng mục thành phố điện ảnh hoàn thiện, xem có thể xin quốc gia cho xây dựng khu điện ảnh cấp quốc gia, đó là phương hướng. Trương Chi Hành trầm ngâm, đất thì không thành vấn đề, quan trọng là đầu tư lượng tài chính nhiều như thế, tài chính Cẩm Hồ có eo hẹp lắm không? Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước cũng quan tâm tới vấn đề này, nhưng không tiện hỏi thẳng. Giấy Tân Quang có một phần cổ phần trực tiếp ở trong tay thương vụ Cẩm Hồ, sau khi giấy Tân Quang lên TTCK, số cổ phần đó có thể thị trường hóa, chúng tôi đã đàm phán xong xuôi hiệp nghị với HSBC, cung cấp khoản vay tín dụng 8-10 tỷ đô la Hồng Kông, có thể tiêu pha một hồi. Trương Khắc thoải mái nói. Giang Thượng Nghĩa tặc lưỡi, vốn hải ngoại đúng là sung túc, Tân Quang lên TTCK huy động 6-7, lại có thể lấy cổ phần thế chấp vay được 10 tỷ. Tổng hạn ngạch khoản vay Tân Vu năm nay mới 3 tỷ. Chuyện Tân Quang lên TTCK đã chắc chắn rồi chứ? Trương Chi Hành lo lắng hỏi, thời gian qua không khí TTCK quá ngột ngạt. Không sao đâu ba, sản nghiệp mới như Internet tuy ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng sản nghiệp truyền thông không ảnh hưởng gì. Hiệp nghị với HSBC và Quốc dụ đã ký xong, công tác phát hành không mấy liên quan tới phía bọn hon nữa, chuyện phải làm là ngày kia tới Hong Kong tham gia tiệc mừng công thôi. Giang Thượng Nguyên hỏi tới, vậy hạng mục bột giấy cuối cùng đã có khả năng rồi. Trương Khắc gật đầu, công tác chuẩn bị làm bao năm, sẽ tranh thủ khởi công trước Tết, hạng mục này sẽ khoảng 10 tỷ. Lưu Tước hâm mộ nói, riêng một hạng mục đã bằng mục tiêu 5 năm của Tân Vu rồi, ai, muốn hâm mộ cũng không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1300, điều Tôn Tĩnh Mông muốn làm hai. Trương Khắc cười không nói gì. Hạng mục công nghiệp siêu quy mô có tác dụng thúc đẩy rõ ràng với kinh tế địa phương, ở hoàn cảnh chính trị chính thích tối cao như hiện nay, nếu muốn quan viên trong nước không để ý tới chính thích là không thể, Lưu Tước cũng không phải là ngoại lệ. Ngồi thêm một lúc Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước đều có chuyện cáo từ đi trước, Trương Khắc và cha cùng ở lại thư phòng nói chuyện, tỉnh trưởng Lý tìm con nói chuyện, việc điều chỉnh nhân sự tỉnh sẽ lần lượt đưa ra, cha Đỗ Phi tới Tân Thái làm bí thư thành ủy, chắc vài ngày tới có tin Lưu Văn Đào lên tỉnh làm phó tỉnh trưởng. Tống Bồi Minh thay ông ta làm bí thư thành ủy, ngoài ra phái Trần Thiện chủ nhiệm ủy ban thương mại tỉnh tới Hải Châu làm thị trường, Lục Giật Quang năm sau lui lại về rồi, tới lúc đó tỉnh sẽ phái một phó bí thư tới Hải Châu.
Thế cũng tốt, Trương Chi Hành gật đầu. Trương Khắc nhe răng cười, đúng thế, con cũng nghĩ như vậy, bớt phải nghĩ ngợi. Đỗ Tiểu Sơn và Tống Bồi Minh lần lượt trong 6 năm từ bí thư khu ủy, khu trưởng lên bí thư thành ủy, được xem như là thăng tiến kiểu tên lửa điển hình rồi, hiển nhiên là tin tốt. Một mặt khác nguồn lực chính trị của Cẩm Hồ ở Hải Châu đã bị dàn mỏng, trên tỉnh Giang Mẫn Chi và Lưu Văn Đào hình thành thế kiềm chế mạnh mẽ với Cẩm Hồ, ít nhất nhìn từ bề ngoài không thấy khả năng Cẩm Hồ nắm giữ địa phương. Trương Khắc xưa nay chưa từng muốn dính líu quá nhiều tới đấu tranh chính trị, ảnh hưởng chính trị càng nên kín đáo càng tốt, chẳng cần nghênh ngang như địa đầu xà. Trương Chi Hành nhìn đồng hồ, nói, còn thời gian, ba phải tới chính phủ thành phố một chuyến, ngày kia con tới Hồng Kông, bao giờ xuất phát từ Tân Vu. Con muốn mai đi Kim Sơn đón Tiểu Thanh, cùng lắm thì bảo xe đón Tiểu Thanh tới Tân Vu. Lần này Trương Khắc tới Hồng Kông xong còn đi Maldives tham gia hôn lễ của Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương, hôn lễ sẽ không kinh động quá nhiều, Trương Khắc là phù rể không thể vắng mặt, còn việc hai người kia mời ai nữa thì Trương Khắc không có thời gian hỏi. Cố Hiểu Mai và đám Tiết Thạch ở dưới lầu nói chuyện, tranh thủ buổi chiều còn thời gian, muốn tới thực địa một vòng, không thể bàn việc quân trên giấy được. Trần Phi Dung luôn thấy mình thiếu kinh nghiệm công tác, muốn theo đi khảo sát thực địa, Trương Khắc ngáp dài nói, mình không đi theo đâu. Mình đi bơi đây. Mấy tòa biệt thự của thường ủy thành ủy đều là nhà kiêu Tây, tiếc là không thể xây bể bơi, nếu mà xây bị phanh phui ra thế nào cũng bị nước bọt người dân Tân Vu nhấn chìm, chỗ bơi tốt nhất tất nhiên là hồ nước nóng trên Thiên Vân Sơn. Trương Khắc vào xe, vừa định bảo lái xe xuất phát thì thấy Tôn Tĩnh Mông từ xe trước chui ra, đi tới phía mình. Trương Khắc mở cửa xe cho Tôn Tĩnh Mông vào, sao chưa được bao lâu đã muốn làm lính đào ngũ rồi. Nghe một lúc mà ung cả đầu. Tôn Tĩnh Mông nhăn mày, khua tay minh họa, căn bản nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, đi lãng phí thời gian với họ chẳng bằng kiếm việc mình làm được. Lên núi bơi với anh nhé, Trương Khắc dụ dỗ. Anh không sợ Trần Phi Dung nói cho Đường Thanh à. Tôn Tĩnh Mông lườm y, DTH Singapore có tiết mục thi tài rất được hoan nghênh, thế kỷ hoa âm có thể làm chuyện này ở nội địa không? Có lẽ em làm được việc này. Hiện anh chỉ muốn đi bơi thôi, hay là mình lên núi rồi bàn việc này? Trương Khắc vẫy tay với đám Cố Hiểu Mai, bảo bọn họ đi trước. Mùa hè ở Tân Vu tiết trời mát mẻ, ở thành phố bơi trong hồ bơi Lộ Thiên có hơi lạnh, còn suối nước nóng trên Thiên Vân Sơn trừ mùa đông không thích hợp để bơi ra, ba mùa xuân hạ thu đều có nhiệt độ nước rất thích hợp để bơi lội. Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông lên núi mua đồ bơi rồi ngồi thuyền tới hòn đảo giữa hồ, muốn cùng cô thay đồ cùng một phòng, nhưng bị đấm đá đuổi ra ngoài. Trương Khắc thay đồ bơi trước ngồi bên hồ đợi Tôn Tĩnh Hương ra. Chân cho vào trong nước nóng đu đưa, ở đằng xa, bờ phải hồ có rất nhiều người đang bơi, cũng không ít người ý đồ bơi dọc mặt hồ rộng lớn. Tôn Tĩnh Mông quấn khăn tắm đi ra, tới bên hồ mới cởi chiếc khăn tắm đặt xuống, lộ ra chiếc bikini xanh thẫm bó sát làn da trắng như sữa, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, tôn lên sự trắng mịn của nó. Chiếc áo bơi có vẻ hơi nhỏ so bầu ngực đã khá đầy đặn của Tôn Tĩnh Mông, làm người ta nhìn vào khó kiềm chế bản thân không tưởng tượng tới gò đồi mềm mại. Mảnh bikini phía dưới bó chặt lên mông cong cong, với đường nét tuyệt đẹp, vùng giữa hai cặp đùi thon thả hơi hơi gồ lên, làm chiếc quần bơi nhỏ xíu căng chặt lọt vào chiếc khe mờ, cặp mông tròn trịa lộ quá nửa bên ngoài. Vóc dáng cô không cao lắm, ít nhất trong nhóm bạn cùng học viện âm nhạc, cô thuộc loại nhỏ nhắn, dưới mép khăn tắm, đôi chân thon dài khỏe khắn, làn da như tuyết. Trương Khắc híp mắt nhìn, cô bé này trừ khuôn mặt như yêu tinh ra thì có đôi chân này cám dỗ nhất. Thầm nghĩ tới giờ mình vẫn nhẫn nhịn không ngắt đóa hoa tươi này đúng là kỳ thích, cảm thấy nước miếng ứa ra, ánh mắt tuần tiễu khắp cơ thể mỹ diệu của Tôn Tĩnh Mông. Không sợ bị mù mắt à, dám nhìn nữa thôi. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt nhìn Trương Khắc, làm bộ muốn ngồi xuống bên y nhưng bất thình lình đẩy Trương Khắc xuống nước. Trương Khắc không kịp đề phòng, uống mất một ngụm nước mới thò đầu lên được, thấy Tôn Tĩnh Mông đang cười rất vui vẻ. 4 giờ chiều, mặt trời không gắt mấy. Nước hồ cứ như được nhuộm một màu xanh biếc, chiếu lên khuôn mặt người tỏa ra ánh sáng sáng rập rờn. Trương Khắc bơi một vòng, thấy Tôn Tĩnh Mông vẫn ngồi đó, bơi lại đặt hai tay lên đùi cô, hỏi, sao còn chưa xuống nước? Nhìn anh bơi cũng được rồi. Tôn Tĩnh Mông nghịch ngợm đặt hai chân lên vai Trương Khắc, kẹp lấy cổ y, còn lấy gót chân gõ lên lưng Trương Khắc. Trương Khắc thoải mái áp má lên da thịt non mịn, ngẩng đầu nhìn bầu ngực đẩy bộ bikini màu xanh lên thành hình tròn hoàn mỹ. Không kìm được đưa tay ra sờ cặp mông đầy xúc cảm. Nhìn cái gì thế hả? Tôn Tĩnh Hương kéo chặt khăn tắm, đủ dùng sức kẹp lấy đầu y, không cho con mặt láo liên của Trương Khắc cứ chăm chăm nhìn vào ngực mình,
Không ngờ động tác này làm chóp mũi Trương Khắc đụng vào bụng dưới của mình, một cảm giác hết sức dễ chịu, Tôn Tĩnh Mông không muốn tránh ra. Không ngờ tiếp đó cảm giác cái gì trơn mềm cách lớp bikini liếm mút giữa hai chân cô, làm Tôn Tĩnh Mông tê liệt mất nửa người, xách tai Trương Khắc không cho y giúp đầu vào, nhưng Trương Khắc ôm chặt lấy hông không chịu buông tay, cái lưỡi càng lúc càng quá đáng, Tôn Tĩnh Mông thiếu điều rên lên khoan khoái, xấu hổ hết sức, nhưng lại không đành lòng nhéo tai y quá mạnh, ôm lấy đầu Trương Khắc ngã ủm xuống nước. Cổ Trương Khắc vẫn bị Tôn Tĩnh Mông kẹp lấy, toàn thân bị đè trong nước, không nhúc nhích được, vùng vẫy thò đầu lên khỏi mặt nước, Tôn Tĩnh Mông như mỹ nhân ngư bơi ra xa, Trương Khắc trèo lên bờ ngồi nghỉ, nhìn Tôn Tĩnh Mông bơi qua bơi lại, ánh mắt y chuyển động theo bóng hình xinh đẹp ấy, cặp mông tròn căng đầy đặn, vòng eo thon gọn, cặp chân thon thả quẫy nước, động tác yêu mỹ, làm người ta xem cô bơi cũng thấy thoải mái dễ chịu. Tôn Tĩnh Mông bơi ra xa mới dừng lại, bắt tay lên miệng gọi Trương Khắc, nếu anh bơi thắng em, anh muốn làm gì em cũng đồng ý. Thật sao? Trương Khắc đứng bật dậy, mắt sáng lên. Ở chỗ này chỉ có hai chúng ta, em muốn lừa anh cũng chẳng được. Tôn Tĩnh Mông lắc đầu đáng yêu. Em dám lừa anh cưỡng bức em. Trương Khắc bất kể thật giả, lao ngay xuống nước. Chương 1301, điều Tôn Tĩnh Mông muốn làm ba. Anh là đồ vô lại, em còn chưa bắt đầu mà. Tôn Tĩnh Mông cười mắng, bắt đầu đạp nước, vẫn cách Trương Khắc một khoảng lớn. Hồn đảo không rộng, nhưng bơi đua quanh nó một vòng cũng đủ mệt, Trương Khắc bò lên bờ thờ như chó thở, lúc này Tôn Tĩnh Mông đã đứng trên sàn gỗ cầm khăn lau đầu, cười nhạo, này, còn sức để cưỡng bức em không vậy? Khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích, Trương Khắc thình lình nắm lấy cổ tay Tôn Tĩnh Mông, ôm cơ thể nhỏ nhắn mê người của cô trong lòng, đè chặt hai tay làm cô không có sức phản kháng, hôn lên cánh môi ướt át, từ từ hôn xuống chiếc cổ thiên nga ngọc ngà, hôn cho Tôn Tĩnh Mông nhũn người, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, khiến cho hai tai cô đỏ ửng lên, dáng hồng lan xuống cổ rồi toàn thân. Đôi tay Trương Khắc vuốt dọc theo tấm lưng thon thả của Tôn Tĩnh Mông, đôi tay chiếm lĩnh toàn bộ hai cặp mông tròn trịa của cô, lúc thì bị nhẹ nhàng mơn trớn, khi thì xoa nắn, rồi dùng sức vần vò, bị nắn ra ngoài, rồi lại ép vào trong, cách lớp quần bơi mà ra sức trêu đùa, rồi lại như muốn thăm dò phần tận cùng mềm mại của nữ nhân. Tôn Tĩnh Mông rên lên như con mèo cái, tay vòng quanh cổ y, đôi môi đói khát tìm lấy môi Trương Khắc, cuốn lấy đầu lưỡi của y, dục vọng không còn kìm chế nổi toàn thân run lên từng chập. Con gái nhà người ta nhiệt tình như thế, Trương Khắc làm sao có thể chịu thua kém, vòng tay ra sau lưng tìm cách cởi áo bơi của cô, nhưng Tôn Tĩnh Mông đột nhiên tỉnh lại giữ chặt lấy áo bơi, không cho Trương Khắc nổi thú tính cởi ra, trong hồ còn có những người khác đang bơi, mặc dù cách rất xa, nhưng nếu bị y cởi đồ, thế nào cũng có người được chiêu đãi miễn phí. Chúng ta vào trong nhé. Trương Khắc môi mơn trớn vành tai Tôn Tĩnh Mông, gạ gẫm. Tôn Tĩnh Mông dùng giọng mũi đáp, người không còn chút sức nào, gần như ngã trong lòng Trương Khắc, hai tay vòng quanh cổ y, nhưng không được cưỡng bức người ta. Giọng ngọt ngào êm du làm linh hồn Trương Khắc như thoát khỏi thân xác, bụng dưới hai người dán sát vào nhau, tạo nên sức dụ hoặc cực lớn. Tôn Tĩnh Mông tất nhiên cảm nhận được phản ứng rõ rệt của Trương Khắc, anh mà cưỡng bức em, người ta sẽ nhận ra đấy, để em dùng tay giúp anh. Không được, em phải dùng cái này. Trương Khắc nâng cầm Tôn Tĩnh Mông lên, tay đặt cặp môi hồng của cô, dứt khoát nói. Tôn Tĩnh Mông dùng tay bóp chặt cái cột dựng đứng đó, mắt trợn lên, nhưng cũng không nói không đồng ý. Đột nhiên Trương Khắc hét một tiếng, bế thốc lên chạy vào trong nhà, vừa đặt Tôn Tĩnh Mông nằm xuống giường thì cô nàng đột nhiên ngồi bật dậy, kéo y ngã lăn ra giường ngồi đè lên người Trương Khắc vừa hôn cuồng loạn vừa cởi quần bơi của Trương Khắc. Mặc dù biết nha đầu này rất to gan, suy nghĩ cũng khác thường, nhưng hành động bạo dạn quá mức này vẫn làm Trương Khắc bất ngờ, mồm há hốc nhìn Tôn Tĩnh Mông trượt dần từ môi y xuống dưới, đến khi chạm vào cây cột nóng giấy kia mới ngừng lại, ngước mắt lên nhìn Trương Khắc bằng ánh mắt nóng không kém, rồi cúi đầu xuống. Trương Khắc hít mạnh một hơi, cảm giác ấm áp ẩm ướt bao bọc cùng chiếc lưỡi linh hoạt cuốn quanh, làm linh hồn Trương Khắc như rời khỏi thân xác. Hai bọn họ triền miên rất lâu, tới khi ánh chiều tà trải khắp mặt hồ hai người mới ngồi thuyền quay lại. Ngồi trên thuyền, Trương Khắc ôm vòng eo mảnh mai của Tôn Tĩnh Mông, ngắm nhìn tịch dương trên đỉnh núi, khẽ hỏi bên tai cô, khi nào chúng ta mới có thể thực sự làm chuyện đó. Vừa rồi nếu anh muốn cưỡng bức em cũng chẳng từ chối. Tôn Tĩnh Mông cười giảo hoạt, lại nói một câu đầy thâm ý, vậy phải đợi sau này rồi. Sau này có khả năng là rất lâu sau này. Trương Khắc đưa tay túm tóc, làm vẻ mặt thống khổ muốn đập đầu vào mạn thuyền tự tử, Tôn Tĩnh Mông cười khanh khách chạy ra chỗ khác, mặc y làm trò.
Buổi tối Trương Khác bảo Tần Phi Dung đón cha mẹ y lên núi ăn cơm cùng, lúc ăn tối, Tôn Tĩnh Mông mới hết sức nghiêm túc nói tới suy nghĩ của cô về tiết mục, giấc mộng minh tinh, chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, phương án rất toàn diện, cứ như cả buổi chiều cô và Trương Khác ở trên núi chỉ bàn việc này, không làm gì khác. Trương Khác không phục tâm tư của các cô gái cũng không được. Ở Đài Loan, Singapore đều có truyền thống lịch sử lâu dài ở tiết mục thi tài năng, Tôn Tĩnh Mông sau khi tới Singapore được tiếp xúc với việc dàn dựng tiết mục tương quan, đem so với kiểu bồi dưỡng và con đường trưởng thành nghệ sĩ trong nước cứng nhắc thiếu sáng tạo đúng là khác nhau rất lớn, cô muốn làm show truyền hình dài kỳ. Mặc dù trong nước có cuộc thi tiếng hát trẻ, nhưng tiết mục đơn điệu, sản nghiệp giải trí mang tính biểu diễn, thời thượng, thu hút rất nhiều thanh niên, bọn họ có năng lực sáng tạo, ý tưởng mới mẻ. Nhưng đơn vị tổ chức chỉ biết trang trí sân khấu, chuẩn bị ban nhạc, đẩy người ta ra ngoài hát một bài là xong, còn việc tạo hình tư vấn chuyên nghiệp với người thi tài, hỗ trợ phát triển tiếp theo, đều chẳng ra sao. Tôn Tĩnh Mông trình bày nhận thức và kỳ vọng của cô về tiết mục thi tài, hỏi Trương Khác, anh thấy sao? Ý kiến của tôi là không có ý kiến chị Tôn ra sao? Trương Khác giang tay từ chối cho ý kiến, ai bảo cô bé này buổi chiều không cho y thỏa mãn? Chị tôi đương nhiên ủng hộ tôi rồi. Tôn Tĩnh Mông thở dài, chỉ là nếu vận hành thì mời người có kinh nghiệm sản xuất ở Đài Loan, Singapore, chỉ sợ tiết mục không qua được thẩm duyệt trong nước. Tiết mục biểu diễn chỉ cần không liên quan tới chính trị thì những thứ khác rộng rãi hơn một chút, không cần lo điều ấy. Trương Khác lắc đầu, hiện trong nước cũng có mô phỏng một số tiết mục nước ngoài, chỉ là chế độ thẩm duyệt trong nước quá bảo thủ, nên không khí tiết mục không được thoải mái sôi động như ở nước ngoài. Dễ đi theo hướng thương mại hóa cực đoan, thành ra quá mức sung tục. Về mặt doanh lợi và thẩm duyệt thì Trương Khác tin Thế Kỷ Hoa Âm không cần chịu áp lực quá lớn, y chỉ lo xã hội hiện đại ý thức thẩm mỹ quái dị bành trướng, sẽ làm một số nghệ sĩ có thẩm mỹ quan khác thường nổi lên, y hoàn toàn không muốn nâng đỡ thứ nghệ sĩ đó. Thế Kỷ Hoa Âm hợp tác DTH nội địa sản xuất tiết mục thi tài, chủ yếu không phải làm sôi động thị trường trong nước, mà là muốn thông qua nó để mở rộng ảnh hưởng của Thế Kỷ Hoa Âm. Đồng thời thông qua cuộc thi để tìm kiếm nghệ sĩ có tiềm năng phát triển. Tôn Tĩnh Mông hỏi, sản xuất tiết mục mời xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ làm nhà tài trợ được không? Nếu các cô tự tin thành công thì sẽ không thiếu tiền tài trợ, dự toán quảng cáo của Ái Đạt năm nay tới 1.5 tỷ, trích ra một phần là đủ rồi. Trương Khắc cười, lại còn Hương Tuyết Hải, Thịnh Hâm, Tân Quang, chỉ xem các cô có lòng tin hợp tác với xí nghiệp nào thôi. Tôn Tĩnh Mông bĩu môi khinh bỉ. Đợi tôi lập ra kế hoạch thư, anh sẽ biết ai phải cầu tới ai. Vợ chồng Trương Chi Hành, Lương Cách Trân chỉ ngồi cười không nói, đợi Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông đấu khẩu chán, Trần Phi Dung mới nói mẹ Đường Thanh bị cảm, cô phải ở lại Kim Sơn chăm mẹ, ngày kia cùng tới Hong Kong. Đường Thanh không thể tới Tân Vu, nhưng Tôn Tĩnh Mông cũng không cho Trương Khác cơ hội ở riêng bên cạnh, tới Hong Kong tham gia tiệc chúc mừng Tân Quang thành công lên TTCK, Trương Khác một là có Đường Thanh trông chừng. Tôn Tĩnh Mông lại về nhà ở, y càng không tìm được cơ hội ăn vụng. Chương 1302, đồ sợ vợ. Bị ảnh hưởng bởi bong bóng Internet tan vỡ, giao dịch chứng khoán ở Hong Kong gần đây rơi vào trạng thái sa sút, nhưng không tác động mấy ới Tân Quang. Trong ngày công khai phát hành cổ phiếu, giá cổ phiếu Tân Quang tăng lên gấp 1.7 lần, trở thành số ít điểm sáng trên TTCK Hong Kong. Tân Quang thành công lên TTCK có thể xem như là tác phẩm đắc ý của Tằng Tử Huy Phó Tổng Giám đốc Cao Thịnh Châu Á, trong phòng yến hội trên tầng thượng khách sạn bán đảo, Tằng Tử Huy mặc áo sơ mi phẳng phiu, tay cầm ly rượu vang, cùng Chu Du Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tân Quang, cùng Quách Tùng Duyên Chủ tịch Tập đoàn Vân Nguyên Malaysia được mọi người bao vây xung quanh nâng ly chúc tụng, ba người bọn họ thấy Trương Khác và Đường Thanh đi vào liền vội rẽ đám đông đi tới đón. Tôi đang thảo luận với Giám đốc Tằng. Giấy Tân Quang nếu muốn phát triển lớn thì cần 2 tỷ. Chu Du nói với Trương Khác, Giám đốc Tằng liền thiết kế cho tôi một con đường huy động vốn để giải quyết vấn đề này. Lần này Tân Quang đã thành công lên TTCK, có thể thông qua hình thức phát hành phổ phiếu định hướng tới các công ty nắm cổ phần, biến lâm nghiệp Tân Quang hoàn toàn trở thành công ty con của công ty trên TTCK. Sau đó lại lần nữa thông qua phát hành cổ phiếu công khai huy động vốn, công ty nắm cổ phần thông qua TTCK chứng khoán giảm cổ phần, lấy tiền đầu tư vào lĩnh vực khác. Ý tưởng của Giám đốc Tằng luôn làm người ta như được khai sáng, mọi người hãy suy nghĩ kỹ kiến nghị của Giám đốc Tằng. Trương Khác lấy hai ly rượu vang từ phục vụ đi qua, đưa Đường Thanh một ly, chúc rượu ba người bọn họ. Tân Quang vừa mới huy động 6.6 tỷ trên TTCK công khai rồi, muốn huy động thêm 20 tỷ nữa không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong vòng 1-2 năm,
chỉ có thể noi là một chiến lược vốn để nỗ lực, không thể hoàn toàn đem hy vọng gửi trên đó. Đợi hạng mục bột giấy xây xong, coi như đã sơ bộ hoàn thành rừng giấy nhất thể hóa, mô hình sản nghiệp ngày càng hoàn chỉnh, lúc đó huy động vốn sẽ có ít lực cản hơn. Quách Thị hợp tác với Cẩm Hồ mấy năm qua rất vui vẻ, phần nguyên đầu tư vào tài sản cố định của Tân Quang tổng cộng 1.5 tỷ, sau khi Tân Quang lên TTCK, cổ phần của Vân Nguyên trên TTCK có giá trị 5 tỷ, tập đoàn Vân Nguyên lại có nền móng chế tạo bột giấy. Trong lòng Quách Tùng Duyên đương nhiên hiểu hạng mục nhất thể hóa của Tân Quang trong đại lục chiếm cứ giá trị cao mức nào, ít nhất đã đi trước cự đầu ngành giấy khác Trung Quốc 4, 5 năm. Cho nên ông ta không những không có ý bán cổ phiếu của Tân Quang kiếm lợi, còn tiếp tục tăng cường đầu tư vào Tân Quang, giấy Tân Quang thiếu tài chính. Tập đoàn Vân Nguyên mỗi năm có thể lấy ra 100, 200 triệu đầu tư vào. Những chuyện này Quách Tùng Duyên đều đã trao đổi riêng với Trương Khác và Tôn Thượng Nghĩa, chẳng nhắc lại trước mặt Tằng Tử Huy. Chỉ cười nói Trương Khác, dưới cờ thương vụ Cẩm Hồ đã có 3 công ty trên TTCK rồi phải không, khi nào có công ty thứ 4, thứ 5? Trương Khác nâng ly rượu lên, điều này thì phải xem giám đốc Tằng an bài tiến độ công tác ra sao rồi. Tằng Tử Huy cười ha hả, Khác thiếu gia cảm thấy tôi còn chưa tận lực sao. Hương Tuyết Hải và Thính Hâm đều đã có đủ điều kiện lên TTCK rồi, Tằng Tử Huy biết thời gian qua Cẩm Hồ tiếp xúc với cơ cấu chứng khoán trong nước. Muốn để Thịnh Hâm lên TTCK trong nước, tiếc là cơ cấu chứng khoán chỉ đồng ý cho Thịnh Hâm tách một phần tài sản lên TTCK, còn hạn chế giá trị trên TTCK trong khoảng 5 tỷ, hạn ngạch huy động vốn không quá 1.5 tỷ. Tằng Tử Huy cười thầm, Cẩm Hồ chắc không muốn động can qua vì 5 tỷ đồng. Trương Khác nói đùa, giám đốc Tằng có nỗ lực tới đâu chúng tôi cũng thấy không đủ, ai bảo chúng tôi như con cá nhảy lên bờ, khát tài chính khó chữa nổi. Thị trường vốn hải ngoại tất nhiên là dư dự. Nhưng lên TTCK hải ngoại, là phải để cơ cấu đầu tư như Cao Thịnh xẻo một miếng, Tân Quang là xí nghiệp đầu tiên trong nước sơ bộ hoàn thành bố cục rừng giấy nhất thể hóa, lần này lên TTCK thành công còn là nhờ giao dịch ngầm giữa Côn Đằng Online và Cao Thịnh, lúc đầu đàm phán, Cao Thịnh, HSBC tìm đủ mọi cách áp giá không chịu nhượng bộ. Trung tuần tháng 5, trong kỳ phục hồi, cổ phiếu Côn Đằng Online một dạo tăng lên tới $40 một cổ phiếu, Cao Thịnh, Hoa Đăng thuận lợi bán đi đại bộ phận cổ phiếu, thu lợi lớn, hiện chỉ số Nasdaq lại bấp bênh đã không còn ảnh hưởng được tới gân cốt bọn họ nữa rồi. Tôn Tĩnh Mông mặc áo tê, sất rộng thùng thình ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài thoải mái gác lên bàn trà, mép áo dài che hết cặp mông tròn chỉnh đầy đặn, nhìn không thấy dấu vết quần lót, làm Trương Khác đứng ngồi không yên, y đổi mấy tư thế liền, di động cũng rơi xuống đất mấy lần, nhưng Tôn Tĩnh Mông ngồi rất khéo léo, Trương Khác chỉ thấy mép trong đùi trắng nõn. Hoàn toàn không xác định được có không rõ bên trong có mặc quần lót hay không. Trương Khác tính toán có nên tới gần chút nữa hay không lại lo người ở bãi có bên ngoài có thể nhìn qua cửa kính thấy, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cầm tờ báo giả vờ ngồi đọc nghiêm chỉnh, không lâu sau nghe thấy tiếng Đường Thanh và Trần Phi Dung nói chuyện ở lối đi, Trương Khác thầm kêu may mắn, vỗ ngực thở phào, Tôn Tĩnh Mông kéo tấm chăn mỏng che lên đùi, khinh bỉ nhìn Trương Khác, lầm bầm, đồ chết nhát, đồ sợ vợ, Tiểu Khác. Bạn nói xem lần này chị Tôn sẽ mời những ai với Mandiver nữa. Đường Thanh đẩy cửa đi vào, Tình Tứ ôm lấy cổ Trương Khác từ phía sau, đặt cằm lên đầu y, hỏi. Tôn Tĩnh Mông cầm bút đặt lên môi, tựa hồ rất chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch thi tài của cô, chẳng hề thấy Đường Thanh thân mật với Trương Khác, còn Trần Phi Dung thì trông mệt phờ, đặt thu hoạch buổi dạo phố của cô và Đường Thanh lên trên bàn. Bọn họ cứ thần thần bí bí, mình cũng chẳng biết. Trương Khác đau đầu nói. Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân không muốn kinh động mọi người cho nên trốn sang Mandiver tổ chức hôn lễ, nhưng không phải là không mời ai, mà là giữ bí mật hết về khách mới tới giờ không lộ ra chút nào. Trương Khác không lo cái khác, nếu bọn họ có thể mời được cả Thủ tướng Triệu Tề Đông đến chủ trì hôn lễ thì y cũng không bất ngờ, nhưng lo bọn họ mời Hứa Tư, Tạ Vãn Tình, Địch Đan Thanh và cả Trần Tĩnh tới thì đúng là rất hoành tráng với y, có thể gọi tráng liệt. Bạn hy vọng ai được mời nào? Đường Thanh nhìn thấu tâm tư của Trương Khác, cười hỏi y, nhưng miệng thì áp sát tai y, hé ra. Lông tóc Trương Khác dựng đứng lên, chỉ trả lời sai một câu là bị cô nàng này cắn ngay, xem ra cuộc sống thê thiếp hài hòa là vĩnh viễn không hy vọng rồi. Lúc này đèn huỳnh quang của di động trên bàn lóe sáng, thấy có điện thoại gọi tới, Trương Khác thầm hô lớn, cứu binh tới rồi, không đợi chuông reo, cầm di động lên, là điện thoại Diệp Tiểu Đồng gọi, chắc là đón được Diệp lão rồi. Vì biểu thị, phẫn nộ, với sự, vòng ân phụ nghĩa của Diệp Kiến Bân, đồng thời vì nghĩ tới cảm thụ của Đinh Gia,
cho nên phía Diệp gia chỉ có Diệp lão cùng cha mẹ Diệp Kiến Bân, Diệp Tiểu Đồng, Thiệu Tâm Văn tham gia hôn lễ của Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương. Diệp Tiểu Đồng vì công việc nên tới trước cùng đám trương khác, Diệp lão cùng cha mẹ Diệp Kiến Bân hôm nay mới bay tới Hồng Kông. Chuyện đón máy bay là của Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc và Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương, còn trương khác chỉ ngồi đợi tin và cùng căn tối. Trương khác cứ tưởng Diệp Tiểu Đồng gọi điện cho mình từ sân bay, vừa mới nhận điện thoại xong liền nghe thấy có tiếng động cơ xe dưới lầu, đi ra cửa sổ nhìn thấy hai chiếc xe đi đón khách đang lái vào sân, thì ra đã đón người tới tham quan phòng tân hôn. Trương khác chẳng quan tâm Diệp Tiểu Đồng làm nhảm gì trong điện thoại, nói với ba cô gái, Diệp lão tới xem phòng tân hôn đấy. Á, Tôn Tĩnh Mông chỉ tùy tiện mặc một chiếc tê, sớt, đứng lên che quá mông một chút, chẳng khác gì mini zip, ở Hồng Kông dù có mặc kiểu này đi dạo phố cũng chẳng sao, chỉ là đi gặp Diệp lão và cha mẹ Diệp Kiến Bân thì quá phóng túng, mắt đảo loạn lên nhìn về phía đường thanh. Chương 1303, đứa nhỏ làm nhỏ. Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương cuối cùng cũng có nhà của mình ở Vịnh Nước Nông, mặc dù địa ốc Hồng Kông sau cơn bão tài chính châu Á chưa phục hồi, biệt thự ven biển tụt giá tới 40%, tòa biệt thự diện tích 2 mẫu Anh vẫn có giá tới 200 triệu đô la Hồng Kông. Có điều Diệp Kiến Bân không phải bỏ xu nào, Tôn Thượng Nghĩa vốn nhìn chúng chỗ này từ lâu, khi Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương tới Hồng Kông báo tin kết hôn, ông lập tức mua nơi này làm phòng tân hôn tặng vợ chồng họ. Ngoại trừ nhà chính ra thì ở sát núi còn có một tiểu lâu dùng làm phòng khách, Trương Khắc lần này tới Hồng Kông không ở khách sạn mà ở trong tiểu lâu 2 tầng dựa núi trông ra biển này, có thể ngắm bãi biển náo nhiệt nhất vịnh Nước Nông từ trên xuống, chỉ tiếc núi hơi cao, người bãi biển nhỏ như con kiến. Nếu chẳng phải mấy ngày qua có 3 con tiểu yêu tinh Đường Thanh, Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông ở bên cạnh, y nhất định không nhịn được bảo Phó Tuấn bất chấp mọi giá mua một cái ống nhòm tầm xa có chức năng nhìn trong đêm mang về đặt trên ban công tầng 2. Đường Thanh, Trần Phi Dung buổi tối đều ngủ ở đây, Tôn Tĩnh Mông sáng tới đây chơi, tối vẫn về nhà, mặc dù Tôn gia ở cách đây không xa, đi xe chỉ tốn 5-3 phút, chỉ có điều khách đã tới rồi, không thể lái xe về lấy quần áo thay. Đường Thanh rất muốn dứt khoát quay đầu đi, rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp của Tôn Tĩnh Mông, mím môi nói, tôi và Phi Dung vừa mua mấy bộ y phục, không biết có hợp với cô không, cô chọn một cái đi. Biết ngay Tiểu Thanh tốt nhất mà. Tôn Tĩnh Mông cười lấy lòng, cầm lấy túi, chọn một bộ váy xanh lam vội vàng chạy vào phòng vệ sinh thay đồ. Phòng vệ sinh ngăn cách phòng ở bằng tường pha lê mờ, Tôn Tĩnh Mông bật đèn lên, cởi y phục ra, thân hình mạn diệu hiện lên trên tường như tranh giấy cắt, Trương Khắc nghĩ cho dù mời họa sĩ giỏi nhất tới cũng chưa chắc vẽ được những đường cong tuyệt diệu như vậy. Có cần mình mở cửa ra nhìn cho sướng mắt không? Đường Thanh lại từ sau vòng tay qua cổ Trương Khắc, nâng cầm y lên, nghiến răng hỏi. Hả? Nhìn cái gì? Bạn bảo mình mở cửa sổ ngắm nhìn mỹ nữ mặc áo bơi trên bãi biển à? Bạn và Phi Dung nhận lời buổi tối đi bơi cùng mình mà, mình cần gì nhìn những thứ tầm thường đó? Trương Khắc quay đầu nhanh ra ban công, nói rất là nghiêm chỉnh, sau đó nhìn sang Trần Phi Dung, trừng mắt nhìn cô, không để cô cười trên đau khổ của người khác. Tôi mặc vừa khít, mắt chọn đồ của hai cô tuyệt thật, tôi mua đồ chẳng vừa ý tẹo nào, toàn chọn bừa để mặc, sau này nhất định kéo hai cô đi dạo phố. Tôn Tĩnh Mông vừa đẩy cửa ra vừa vuốt phẳng váy trên người, chỉ là trong lúc vội vàng, không để ý nhãn hiệu vẫn còn đeo trên cổ, hai cô gái vừa không thấy, Trương Khắc lúc này cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Nghe thấy tiếng Diệp lão và Tôn Thượng Nghĩa nói chuyện ngoài sân, Trương Khắc giục ba cô gái xuống lầu, thừa lúc Trần Phi Dung và Đường Thanh không chú ý, đi tụt lại phía sau nhét nhãn hiệu vào trong cổ áo Tôn Tĩnh Mông, đến lúc này Tôn Tĩnh Mông mới chú ý là chưa tháo nhãn hiệu ra, cũng không nghĩ gì nhiều. Đến khi xuống cầu thang, Đường Thanh khoác tay Trương Khắc, vô ý, giẫm trúng chân y, Trương Khắc đau méo mặt nhưng vẫn phải tươi cười đi về phía Diệp lão, ngồi máy bay lâu như thế, cháu tưởng mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước chứ. Trong lòng thì kỳ quái, cô nàng này hôm qua còn cùng Tôn Tĩnh Mông thân như chị em ruột, sao hôm này lại chuyên môn nhắm vào Tôn Tĩnh Mông rồi. Buổi chiều đi dạo phố cũng bỏ Tôn Tĩnh Mông lại, chỉ kéo Trần Phi Dung đi. Đừng có thấy ta 86 tuổi mà nhầm. Ta chưa vô dụng như cậu nghĩ đâu. Diệp Tổ Phạm ưỡn thẳng lưng, giọng sang sảng nói. Diệp Kiến Bân giới thiệu cha mẹ mình cho Trương Khắc, năm 95 Diệp Khánh Dân điều tới quân khu Thẩm Dương làm phó tham mưu trưởng quân khu, không có cơ hội gặp Trương Khắc, chủ động bắt tay y, nói, tôi nghe kể về cậu từ năm 95 rồi, chớp mắt đã 5 năm qua đi, cảm nhận thực sự được thế nào là thế giới thuộc về tuổi trẻ, làm được thành tích đó thật không đơn giản, hơn đám cả đợi trong bộ đội chúng tôi nhiều.
Bác Diệp nói thế là muốn cháu trốn vào phòng không ra gặp ai nữa rồi. Trước mặt Diệp Khánh Dân, Trương Khác thế nào cũng phải giả bộ vãn bối nhút nhát, theo sau mọi người đi tham quan phòng tân hôn. Trương Khác cứ bận lòng tới chuyện Đường Thanh và Tôn Tĩnh Mông, nhìn vẻ mặt Trần Phi Dung hình như là biết chút gì đó, từ khi Trần Phi Dung tới Hồng Kông, suốt ngày đi với Đường Thanh, chẳng hề có ý thức tự giác làm trợ lý cho y, thậm chí hai cô gái còn thương lượng chuyện Trần Phi Dung ở lại Tổng Bộ Thương vụ Cẩm Hồ công tác một năm tích lũy kinh nghiệm rồi mới tới phòng hành chính kiến nghiệp một năm, nói trắng ra là ở lại Hồng Kông một năm với Đường Thanh, cũng chẳng thèm hỏi qua ý kiến của y. Trương Khắc nghĩ hôm nay không có cơ hội nói chuyện riêng với Trần Phi Dung rồi, lúc tham quan phòng tân hôn, Đường Thanh hào hứng chạy vào phòng em bé xem, đúng lúc có điện thoại tìm Trương Khắc gọi vào máy Trần Phi Dung. Trương Khác đi ra cửa sổ nhận điện thoại, nói chuyện xong trả máy cho Trần Phi Dung, đánh mắt vào phòng em bé, hỏi nhỏ, sao thế? Trần Phi Dung mím môi cười, nhưng chột dạ quay đầu lại nhìn, không ngờ ánh mắt nhìn vào lưng vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, hạ giọng hết mức có thể chỉ để Trương Khác nghe thấy, buổi trưa ăn cơm xong, mình và Tiểu Thanh đi tìm rau gọt hoa quả, nghe thấy giám đốc Tôn và dì Cát nói chuyện với nhau ngoài hành lang, bạn biết họ nói gì không? Nói gì? Giọng giám đốc Tôn rất cảm khái. Trần Phi Dung bắt chước giọng điệu của Tôn Thượng Nghĩa, chỉ là không giống chút nào, chuyện đứa lớn coi như yên tâm rồi, đây chắc là nói chuyện anh Diệp với chị Tĩnh Hương, dì Cát đáp lại một câu, bạn đoán xem. Cô bắt chước giọng Cát Minh Ngọc rất giống, đứa nhỏ lại lỗ vốn, cha em khi còn sống nói, với cái tính đứa nhỏ, thế nào làm nhỏ cho người ta, anh xem, chẳng sai chút nào. Nói tới đó cười lém lỉnh, có biết đứa nhỏ là nói ai không? Nghe Trần Phi Dung thuật lại lời tâm sự của vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa và Cát Minh Ngọc mà cô và Đường Thanh vô tình nghe được, lúc này cửa sổ đang mở, gió biển thổi vào, Trương Khắc cảm thấy mồ hôi lạnh lưng, dù cho y mặt dày đến đâu, khi tới trước mặt Tôn Thượng Nghĩa cũng thấy mặt nóng lên. Trương Khắc vốn định kiếm cơ hội vượt qua tầng cuối cùng quan hệ nam nữ với Tôn Tĩnh Mông, ai ngờ vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa ánh mắt lão luyện sớm cảnh giác rồi. Đã thể lại còn truyền tới tai Đường Thanh, chả trách thái độ cô vợ nhỏ khác hẳn với thường ngày. Trương Khắc cảm thấy đau đầu hết sức, y không thể thẳng thắn khai nhận với Đường Thanh, cũng chẳng thể phủ nhận được, hơn nữa lần này y tới Hồng Kông là vì còn muốn trao đổi với Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân việc phân công trong nội bộ Cẩm Hồ ra sao. Khi quan hệ giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương chưa làm rõ, Diệp Kiến Bân làm tổng giám đốc phụ trách vận hành thường nhật của thương vụ Cẩm Hồ, còn Tôn Thượng Nghĩa phụ trách việc huy động vốn bên ngoài, điều này không vấn đề gì. Nhưng sau khi Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương kết hôn, cho dù công việc thực chất không có ảnh hưởng gì, nhưng quan hệ cha vợ con rể nắm quyền như thế trong ngoài công ty nhìn vào ít nhiều có chút quái dị. Lấy tài chính làm nghiệp vụ hạch tâm luôn là một đặc trưng rõ ràng của hệ thống tập đoàn tài chính, Cẩm Hồ ngoài trừ rất nhiều xí nghiệp thành viên còn có rất nhiều ngân hàng thương nghiệp ở hai tỉnh Giang Nam và Đông Hải. Bị ảnh hưởng của chính phủ trong nước, trừ số ít ngân hàng như Tín Thông, ngân hàng thương nghiệp mang tính chất địa phương mới cho vốn dân doanh tiến vào, còn quy định giới hạn cổ phần của xí nghiệp dân doanh. Chương 1304, hét khản cổ cũng vô ích. Năm nay Quốc vụ viện nới lỏng hơn, cho tỷ lệ cổ phần xí nghiệp nước ngoài nắm cổ phần ngân hàng thương nghiệp tới 10%, Trương Khác đang có kế hoạch mua một ngân hàng hải ngoại vừa hoặc nhỏ, thông qua ngân hàng hải ngoại này tiến thêm một bước thẩm thấu vào hệ thống ngân hàng thương nghiệp hai tỉnh, đến khi nhà nước cho phép ngân hàng liên hợp kinh doanh vượt khu vực, Cẩm Hồ sẽ khống chế trực tiếp một ngân hàng tầm trung, như thế sẽ có ảnh hưởng lớn hơn với địa phương, với sản nghiệp. Trương Khắc vốn muốn Tôn Thượng Nghĩa làm việc này, cũng là vì nghĩ tới mấy năm qua ông vất vả bôn ba, phụ trách việc này sẽ nhẹ nhàng hơn, dù sao hiện trọng tâm Cẩm Hồ không ở đó. Tuy nhìn vào giống hành vi tước quyền của Tôn Thượng Nghĩa, Trương Khắc vẫn nắm chắc thuyết phục được ông, chỉ có điều lúc này chuyện của y và Tôn Tĩnh Mông bị nhìn thấu, mặt y có dày hơn thất cũng không thể tự nhiên như không đi bàn chuyện này với Tôn Thượng Nghĩa. Trương Khắc thầm nghĩ, rồi, cứ đợi qua hôn lễ rồi tính kế lâu dài sau. Thành viên hội nghị 29 người đều tham gia hôn lễ của Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương, cho nên hội nghị 29 người quý này sẽ tổ chức ở hai địa điểm Hồng Kông và Maldives. Ngày hôm Tôn Tĩnh Mông, Đường Thanh, Trần Phi Dung, Thịnh Hạ, Tịch Nhược Lâm cùng người của Diệp gia và Tôn gia bay sang Maldives chuẩn bị chuyện hôn lễ, Đỗ Phi và Mông Nhạc tạm thời chưa có tư cách tham gia hội nghị 29 người, bọn họ đi cùng vợ hoặc chồng của thành viên hội nghị 29 người sang Maldives trước. Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa và các thành viên khác ở lại Hồng Kông mở cuộc họp quý một ngày, tiếp đó sang Maldives họp tiếp, đến ngày thứ tư mới là hôn lễ. Trương Khác không trao đổi trước với Tôn Thượng Nghĩa chuyện điều động nhân sự, tất nhiên cũng không nhắc tới ở hội nghị 29 người,
đám Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông loáng thoáng đoán được nhưng không thấy Trương Khắc nhắc tới thì lấy làm lạ vô cùng, chỉ là Trương Khắc không nói, mà địa vị tôn thượng nghĩa trong Cẩm Hồ chỉ kém Diệp gia, người khác tất nhiên không dám chủ động đề xuất. Trương Khắc đến Mandiver tham gia diễn tập hôn lễ, y là phù rể, tất nhiên diễn tập không thể vắng mặt, đang lúc Gà Gật đứng cạnh Diệp Kiến Bân Gà Gật nghe cha cố đọc lời thề thì Đường Thanh đi tới nói với y, chị Vãn Tình và Hứa Tư tới sân bay rồi, nói hôm qua chỉ đồng bật điều hòa quá lạnh nên bị cảm, ở lại Kim Sơn, bà chỉ đồng cũng không tới. Mình và Phi Dung ngồi thuyền ra sân bay đón họ đây. Mandiver là quốc gia do nhiều đảo san hô tạo thành, ở đây xe hơi không có đất dụng võ. Sân bay ở trên đảo Huyên Hưu nằm phía đông bắc thủ đô Mêu, cách đảo Doni nơi tổ chức hôn lễ 2 km. Lúc này những người khác đa phần phân tán ở khắp nơi trên đảo Doni hưởng thụ ánh mặt trời chan hòa và hơi thở đại dương dễ chịu của Mandiver, vì tổ chức hôn lễ này Diệp Kiến Bân bao luôn cả hòn đảo. Hiện giờ ba hòn đảo của Trương Khắc còn chưa xây xong, nếu không đó mới là thiên đường cử hành hôn lễ, mặc dù đây là mùa đông ở Tây Úc. Trương Khắc tới tận bây giờ cũng không biết hôn lễ mời những ai. Mới đầu cho rằng Tôn Tĩnh Hương sẽ mời Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, chỉ là sau khi tới Hong Kong gọi điện cho hai cô đều không nghe nhắc tới chuyện này, còn tưởng Tôn Tĩnh Hương gạt họ khỏi danh sách này. Nếu không phải gặp đúng cuộc họp quý của hội nghị 29 người, Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không định mời ai tham dự hôn lễ, nên Trương Khắc thấy nếu không mời Tạ Vãn Tình và Hứa Tư cũng không có gì bất ngờ, không ngờ bọn họ được mời tới rồi. Nhìn Đường Thanh kéo Trần Phi Dung đi, chỉ còn vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa. Cát Minh Ngọc ngồi dưới xem diễn tập hôn lễ, mà Tôn Tĩnh Mông mặc váy hồng làm phù dâu đứng bên cạnh, Trương Khắc lại cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy ra rồi, quan hệ giữa y và Hứa Tư bán công khai trong cao tầng Cẩm Hồ, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa càng không lạ gì, dù tố chất tâm lý Trương Khắc có cao tới đâu cũng không chịu nổi. Cố gắng cầm cự nửa tiếng, cuối cùng buổi diễn tập cũng kết thúc, Trương Khắc xem đồng hồ, ước chừng Tạ Vãn Tình, Hứa Tư đã tới rồi, nói với Diệp Kiến Bân một tiếng rồi rời nhà thờ trước. Từ xa thấy Đường Thanh, Hứa Tư, Tạ Vãn Tình đi với nhau. Hứa Tư mặc váy đi trên bãi cát trắng, đầu đội mũ cỏ rộng vành, hôm qua đi dạo phố, Đường Thanh mua mấy cái mũ cỏ cùng kính râm liền, Hứa Duy thì đi bên cạnh chị gái trách, chị nói là bận cơ mà, hôm qua em còn nghĩ không biết bao giờ có thể cùng chị và ba mẹ tới đây nghỉ mát. Giang Đại Nhi đi lùi lại đằng sau một chút, ánh mắt đón ánh mặt trời, như vầng trăng non, mỉm cười nhìn Trương Khắc từ nhà thờ đi ra. Giang Đại Nhi cùng Hứa Duy từ Malaysia tới hôm qua, Giang Đại Nhi cực kỳ được hoan nghênh ở Đông Nam Á, lượng album bán ra còn hơn xa ở trong nước, album mới cũng tới Đông Nam Á tuyên truyền trước. Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Giang Đại Nhi, Trần Phi Dung, Đường Thanh, đúng là đội hùng siêu hoành tráng, Trương Khắc nhìn thấy chỉ muốn trốn ngay vào trong nhà thờ, nhưng vừa xoay người đi thì Tôn Tĩnh Mông ngạc nhiên hỏi, chị Vãn Tình tới rồi, còn chị Đồng đâu? Nhìn Tôn Tĩnh Mông chạy tới đón. Áp lực trong lòng Trương Khắc lại tăng thêm một phần, thường ngày chẳng có ai ở bên cạnh, giờ này xuất hiện cả đám, quan trọng là chỉ có quan hệ với Hứa Tư là đã bán công khai, nhưng vẫn giấu Hứa Duy, vở kịch này diễn tiếp ra sao đây? Còn may là Trần Tĩnh và Địch Đan Thanh không tới, nếu không thì náo nhiệt phải biết. Nóng quá, tôi về phòng thay y phục đây, sắp đốt lửa trại rồi, mọi người nghỉ trước đi. Tham dự diễn tập phải mặc đồ tây nghiêm túc, tuy nói khí hậu Mandiver dễ chịu. Dù sao vẫn là quốc gia nhiệt đới, mặc đồ tây rất nóng, Trương Khắc chỉ có cái cớ này trốn về phòng. Phòng của Trương Khắc hoàn toàn làm bằng gỗ ở bên bìa rừng, sát ngay cửa sổ là nước biển xanh thăm, y lề mề nửa ngày trời trong phòng mới thay áo sơ mi quần ngố đi ra. Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Giang Đại Nhi, Tôn Tĩnh Mông đều cố ý tránh Trương Khắc, Đường Thanh cũng kéo Trần Phi Dung đi quấn lấy các cô gái khác, không thèm để ý tới Trương Khắc, y cũng vui vẻ ở một mình đỡ áp lực. Chiều ngày 28 tháng 7, hôn lễ của Diệp Kiến Bân diễn ra đúng dự định, sau khi kết thúc nghi lễ ở nhà thờ, tiệc được tổ chức ở khách sạn. Trương Khắc theo mọi người về tới phòng yến tiệc, phát hiện mình vẫn mặc y phục phù rể đúng là ngốc, chức trách đã xong, đổi y phục rộng rãi ăn uống mới thoải mái, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông ở đầu kia ngã rẽ nháy mắt với y, xác định y nhìn thấy mình rồi mới đi trước. Không hiểu Tôn Tĩnh Mông có chuyện gì, Trương Khắc đi theo, qua hành lang quanh co. Cuối cùng là nhà vệ sinh, còn treo biển, đang quét dọn, bằng tiếng Anh, không thấy bóng dáng cô đâu. Vào đi, Tôn Tĩnh Mông đột nhiên từ nhà vệ sinh nữ thò đầu ra kéo Trương Khắc vào, đi tới gian cuối cùng, đẩy Trương Khắc vẫn đờ đẫn vì kinh ngạc vào rong, khẽ cắn môi, đôi mắt sáng long lanh nhìn y, không ai tới đây đâu, anh có hét khản cổ cũng vô ích. Trương Khắc nếu ra sức vùng vẫy la hét thật thì không phải là vô ích,
chỉ là y ngây như phỗng, trố mắt ra nhìn Tôn Tĩnh Mông cúi xuống cho tay vào váy cởi chiếc quần lót màu trắng đưa tới trước mắt y. Trong nhà vệ sinh ánh đèn dịu dịu, khi Tôn Tĩnh Mông cúi xuống, ánh mắt Trương Khác tức thì bị cặp đùi của cô lộ ra dưới mép váy thu hút, da thịt mịn màng phát màu trắng sáng mê hoặc, như mỡ đông, dụ dỗ ánh mắt người khác nhìn vào sâu hơn nữa. Chương 1305, định đấm vỡ mũi. Chiếc quần lót nhỏ xinh xinh màu trắng lắc lư trước mắt, tỏa mùi hương thoang thoảng, còn hòa trộn một thứ mùi khai khai kích thích dục vọng, Trương Khác không biết nên kháng cự hay không kháng cự, thời gian và địa điểm đều cực kỳ không thích hợp, không biết cô bé này nghĩ gì trong đầu, có điều cám dỗ quá lớn, trong đầu vật lộn đấu tranh hết sức vất vả. Ý, vừa rồi vẫn còn dùng được, sao thoáng cái đã có người quét dọn bên trong rồi. Nghe thấy tiếng nói bên ngoài, Trương Khác giật bắn mình, không biết Tạ Vãn Tình đang nói chuyện với ai. Nếu bọn họ đi vào nhìn thấy cảnh này thì y có nghìn cái miệng cũng chẳng giải thích được rõ ràng. Đương nhiên nếu chỉ có một mình Tạ Vãn Tình đi vào, y chẳng cần giải thích gì, trong tất cả mọi người, Tạ Vãn Tình dung túng y nhất. Tôn Tĩnh Mông áp người vào lòng Trương Khác, vừa mới rồi một tay còn tóm cổ áo y, không cho y chống cự, ngoan ngoãn chấp nhận số phận, nghe thấy tiếng Tạ Vãn Tình liền chột dạ, căng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chỉ sợ bị Tạ Vãn Tình đi vào phát hiện. Tấm biển đang quét dọn chưa chắc đã ngăn cản được, tay còn nắm chiếc quần lót trống lên ngực Trương Khác. Nhà vệ sinh tuy vòng vèo một đoạn mới tới, nhưng cách phòng yến tiệc rất gần, tiếng ly cốc chạm nhau, tiếng nói cười chúc tụng truyền tới rõ ràng, phụng trộm ở đây cần có năng lực tâm lý rất cao, Trương Khác nghĩ cô bé Tôn Tĩnh Mông này thế nào cũng rút lui, ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, thổi hơi vào tai cô nói nhỏ, anh làm thật đấy. Không có gan đừng mạnh miệng, Tôn Tĩnh Mông đột nhiên ngẩng đầu lên. Hé môi cười, nâng cằm y, giọng êm du, ngoan nào, há mồm ra. Trương Khác không biết cô bé này lại dở trò gì vẫn nghe lời mở miệng ra, không ngờ Tôn Tĩnh Mông đưa tay nhé quần lót vào miệng mình. Trương Khác quay đầu muốn tránh, thấy cô trừng mắt lên nhìn, tựa hồ nếu không chịu ngậm quần lót thế nào cũng cho y biết tay, đành phải há miệng ngậm lấy một góc quần lót. Tôn Tĩnh Mông rảnh tay mò xuống thắt lưng y muốn cởi ra, miệng còn cười khẽ, bịt miệng anh lại, không sợ anh la hét ầm ĩ nữa. Đặt tay Trương Khác lên chiếc eo vừa nhỏ vừa mềm của mình. Có tiếng giày cao gót nện lên sàn đá cẩm thạch từ xa truyền tới, tiếp đó là Trần Phi Dung ở ngoài hỏi Tạ Vãn Tình, giám đốc Tạ có thấy Trương Khác đâu không? Cậu ấy quên di động ở chỗ tôi, có người gọi điện. Trương Khác lúc này mới nhớ ra khi nãy ném điện thoại cho Trần Phi Dung, không biết ai gọi cho mình. Đừng gọi xa lạ thế, em gọi chị giống Tiểu Thanh ấy, chị chẳng thấy thằng nhóc đó ở đâu, nhà vệ sinh có người đang quét dọn. Không biết nó chạy đi đâu rồi. À, có khả năng cậu ấy về phòng thay y phục, đợi cậu ấy tới hắng hay vậy? Trương Khác không nghe rõ Trần Phi Dung ở ngoài trả lời điện thoại cho người kia, thầm nghĩ chắc là không phải chuyện quan trọng, cũng không thể từ phòng vệ sinh nữ đi ra được. Nghe tiếng giày cao gót nện đi trên sàn đá xa dần, Trương Khác thở phào, định cùng Tôn Tĩnh Mông lén lút đi ra, tiến hành lần đầu của hai người ở chỗ này tuy kích thích thật đấy, nhưng quá nguy hiểm. Trương Khác vừa định lấy chiếc quần lót trong miệng ra cho Tôn Tĩnh Mông mặc vào thì cô nàng vòng hai tay qua cổ y, ánh mắt mê ly chăm chú nhìn y, giống như tinh linh có thể bỏ trốn bất kỳ lúc nào, đôi mắt ấy thật đẹp, thật mê đắm, nhìn cho Trương Khác ngây ngất, do dự không biết có nên tiếp tục trò chơi nguy hiểm này không. Em khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, chẳng lẽ anh định khiến em rút lui? Tôn Tĩnh Mông thỏ thể nói, đôi mắt như sắp nhỏ ra nước. Cô nàng này thực sự muốn làm chuyện đó ở đây. Trương Khác cảm giác bàn tay Tôn Tĩnh Mông như con rắn trườn từ trên vai y xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vật không biết dựng đứng lên từ lúc nào, cảm giác va chạm rất nhẹ đã khiêu khích máu huyết của y đổ dồn vào giữa hai chân. Tôn Tĩnh Mông nhắm mắt lại chờ đợi thời khắc trọng đại của đời người con gái, hàng mi dài cong cong, chiếc mũi thẳng xinh đẹp, cánh mũi phập phồng cho thấy sự khẩn trương của cô nàng, dưới đó là chiếc miệng anh đào, với đường nét mềm mại ướt át cong cong đầy khiêu khích. Làm nam nhân nào nhìn thấy cũng chỉ muốn hôn ngấu nghiến nó, tiếc rằng miệng Trương Khác bị chiếc quần lót bịt chặt. Dưới chiếc cổ thiên ngã là hai ngọn đồi không thật to nhưng trọn trịa hấp dẫn, tay Trương Khác luồn vào váy Tôn Tĩnh Mông vuốt ve cặp đùi khỏe khoắn săn chắc. Nhanh đi, lâu quá có người nghi ngờ đấy. Tôn Tĩnh Mông kéo tay Trương Khác ra thúc giục, mắt vẫn nhắm nghiền. Trương Khác sao dám buông thả hưởng thụ cảm giác tiêu hồn ở chỗ này, nhưng muốn thỏa mãn tâm ý của Tôn Tĩnh Mông, hai tay giữ cặp mông tròn chính của cô. Để cô hai chân cô kẹp lấy hông mình, rồi tiến thẳng vào, hai người họ chưa bao giờ kết hợp chặt chẽ với nhau như thế, nhìn chiếc miệng anh đào nho nhỏ của Tôn Tĩnh Mông bởi vì cơn đau xé toạc mà biến thành hình tròn,
giống như con cá trước khi chết ra sức hít lấy không khí vậy, trong lòng thương hết sức, sợ cử động một chút sẽ làm cô đau đớn không chịu nổi kêu lên. Đồng thời lại cảm giác buồn cười, cô nàng này nhất định muốn ở đây, lại còn muốn chủ động, muốn dùng động tác có độ khó cao như thế, hơn nữa lo có thể có người xông vào bất kỳ lúc nào, vườn hoa bí mật không thể được mưa móc thấm nhuần, sao hưởng thụ được khoái cảm lần đầu, nhưng lại siết chặt khiến Trương Khắc cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôn Tĩnh Mông nhịn một lúc lâu mới không cảm thấy đau nữa, nhưng thấy Trương Khắc cười trêu ghẹo, xấu hổ vùi mặt vào lòng y, lại không cam tâm cắn vai Trương Khắc, đau chết đi được, cái đồ lừa đảo, sướng chỗ nào chứ? Cho anh cũng thưởng thức sung sướng, nói rồi cắn Trương Khắc một cái thật mạnh. Trương Khắc đau thấu tim, tay còn phải nâng mông Tôn Tĩnh Mông, miệng ngậm quần lót, chỉ có thể chớp chớp mắt xin tha, cô nàng sao lại giống hệt Đường Thanh, cứ như phải cắn bật máu y mới bù đắp lại tổn thất mất đi lần đầu vậy. Chỗ này đương nhiên không phải nơi thích hợp hưởng thụ khoái cảm ân ái, Tôn Tĩnh Mông thử bỏ một chân gắp trên lưng Trương Khắc xuống, cảm giác không đau mấy nữa, liệt lấy chiếc quần lót trong miệng Trương Khắc ra, khom lưng mặc vào, đi được vài bước lại thấy đau nhói, mày nhíu lại, khẽ cắn lên cắn môi hồng nhuận căng mọng, mang một phong tình khác lạ. Trương Khắc cũng cúi xuống kéo quần lên, nhưng mắt chố ra đó, chỗ khóa quần nhuộm đỏ máu, áo sơ mi trắng cũng dính một ít, y làm sao dám mặc thế này ra ngoài. Càng không thể không mặc gì ra ngoài, con đường từ nhà vệ sinh đi ra nối thẳng tới phòng yến hội. Còn chưa đợi Trương Khắc lên tiếng nhờ vả, Tôn Tĩnh Mông đã cười đắc ý, tự nghĩ cách đi, ai bảo anh lừa em làm chuyện đó rất sướng, làm em đau tới không đi được, làm gì có chuyện lấy y phục cho anh. Nói xong mở cửa ra đi thẳng. Trương Khắc biết cô nàng này dám bỏ mặc mình ở đây lắm, mà cho dù Tôn Tĩnh Mông không đành lòng thì cứ thể vào phòng y lấy đồ cũng không tiện chút nào, chỉ là di động trong tay Trần Phi Dung. Không còn cách nào khác ngoài ngồi đợi. Chừng 10 phút sau không thấy có động tĩnh gì, Trương Khắc đang tính có lẽ phải tự đấm cho mình một phát cho chảy máu mũi mới có thể che giấu mà đi ra, giơ nắm đấm lên trước mặt cười khổ, không biết bao nhiêu lần y bảo bản thân tránh xa cô nàng tai quái này ra, cuối cùng vẫn bập vào nhau. Lúc này ngoài hành lang có tiếng giày cao gót, không phải là Tôn Tĩnh Mông, cô nàng này lúc đi gần như lê chân trên mặt đất, Trương Khắc đang đoán là ai thì đỉnh đầu tối đi, một cái túi bay vào. Trương Khắc nhắc túi lên xem, bên trong có chiếc áo phông màu lam, quần đùi hoa hoét, tiếp đó nghe thấy Tạ Vãn Tình ở gian bên cười mắng, đúng là hai đứa khốn kiếp, không nhìn xem đang ở đâu, thời điểm nào, không sợ người khác phát hiện à. Lúc đấy thì xử lý thế nào? Chương 1306, định đấm vỡ mũi 2. Trương Khắc rất muốn khóc lóc nói mình là người bị hại, nhưng ai tin y, đành vừa thay y phục vừa mặt dày hỏi, sao cô nhóc đó lại tìm chị giúp? Cô ấy làm gì có con mắt tốt như thế? Hai đứa không biết hổ thẹn lại còn kéo chị vào. Tạ Vãn Tình cười, không thấy hai đứa đâu chị đã thấy lạ rồi. Con bé đó khi đi ra chân gần như không bước đi nổi, còn muốn về phòng lấy y phục giúp em nên chị đoán ra. Đúng là, em lại nghĩ ra cái chỗ này, lần đầu tiên của cô bé đó, em làm thế không quá thiếu ôn nhu à? Chị đúng là nên bỏ mặc em mới đúng. Trương Khắc chỉ biết thở dài trong lòng, nói ra ai tin y. Vai y bị cắn lúc này vẫn còn đau đây, chúng ta cùng ra nhé. Em đợi một chút, chị ra trước. Tạ Vãn Tình không hề muốn chuyện của mình và Phương Khắc bị bại lộ, bỏ đi trước. Trương Khắc nhét quần áo cũ vào trong túi, ngồi đợi một lúc xác định bên ngoài không có ai, lén lút chạy về phòng, phải xử lý chứng cứ. Bộ quần áo này không thể tùy tiện vứt đi, nếu để nhân viên công tác phát hiện hiểu lầm có án mạng báo cảnh sát thì thành trò cười lớn rồi. Nhưng vết máu đã khô giặt không hết được. Nhét vào trong tủ quần áo cũng không được, khả năng bị Đường Thanh phát hiện ra quá cao, cô vợ nhỏ của y tinh như ma vậy, đừng hòng lừa nổi, làm sao đây? Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có cách đấm mình một phát chảy máu mũi, giờ nắm đấm lên mấy lần lại bỏ xuống, cuối cùng không hạ quyết tâm được, lấy giấy vệ sinh vo tròn, nhúng ít nước nhỏ vào vết máu, mài mài một lúc rồi nhét vào mũi, đi ra phòng yến tiệc, gặp người quan tâm hỏi thăm, liền nói là va phải cửa chảy máy, nhưng máu đã ngừng chạy rồi. Người duy nhất biết chân tướng là Tạ Vĩnh Tình nhìn thấy y như thế không nhịn nổi cười, nói nhỏ với y, chẳng bằng chị đấm em một phát chảy máu mũi cho xong, tốn công mang y phục cho em. Chị mà không xuất hiện em phải ra tay thật rồi. Trương Khắc mặt dày cười nói, nhìn quanh không thấy bóng dáng Tôn Tĩnh Hương đâu, hỏi Tạ Vãn Tình mới biết cô bé đó không dám cử động nhiều, kiếm cớ trốn về phòng rồi. Tạ Vãn Tình nói thêm, hiện chị ủng hộ nha đầu Trần Phi Dung sang Hong Kong công tác trước. Để lại bên cạnh em quá nguy hiểm, trước hôn lễ hai đứa nó còn thương lượng chuyện này đấy. Chuyện này quyết định của em là vô nghĩa. Trương Khắc giang tay,
Trần Phi Dung và Hà Huyền khi thực tập ở Hong Kong đã nói sẽ làm việc ở đây một năm trước để tích lũy kinh nghiệm công tác. Trần Phi Dung kết thúc thực tập trở về kiến nghiệp trải qua khoảng thời gian cuối cùng đời sinh viên. Hiện giờ nói một cách chuẩn xác thì chưa chính thức nhậm chức, năm nay Cẩm Hồ chính thức an bài sinh viên tốt nghiệp vào thượng tuần tháng 8. Trần Phi Dung đi tới trả di động cho y, nói là lúc nãy Địch Đan Thanh gọi điện qua. Nhìn ánh mắt của Tạ Vãn Tình như muốn hỏi y còn trêu ghẹo vào bao nhiêu cô gái nữa, Trương Khắc hơi xấu hổ, xoay đi gọi điện lại cho Địch Đan Thanh, hỏi cô tìm mình có việc gì. Tôi đã bảo với Hứa Tư rồi, cô ấy sẽ bay thẳng từ Maldives tới Perth, cậu thì sao, sẽ về thẳng nội địa à? Địch Đan Thanh ở đầu kia điện thoại hỏi. Trương Khắc hận mình không biết thuật phân thân, Tôn Tĩnh Mông vừa mới phá thân, không thể vứt cô sang một bên, Đường Thanh càng không thể bỏ mặc. Giang Đại Nhi từ lúc lên đảo nhìn y đầy ẩn ý, chỉ là hai người không có cơ hội ở cạnh nhau, mà nghe giọng Địch Đan Thanh chừng cũng hy vọng y bay sang Perth tụ họp. Em xem an bài lịch trình rồi, mấy ngày tới sẽ sang Perth, em còn chưa được nhìn quang cảnh mùa đông ở Perth mà. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ giữ Hứa Tư ở Perth một thời gian, cậu tới được thì tốt, hi hi, có thấy vất vả không? Địch Đan Thanh bỗng nhiên hỏi thế làm Trương Khắc chỉ biết cười gượng vài tiếng. Quay sang hỏi Tạ Vãn Tình, chị có sang Perth không? Chị vừa gọi điện về Kim Sơn, chị Đồng vừa mới hạ sốt, chị về Kim Sơn luôn để chăm nó. Tạ Vãn Tình thấy Đường Thanh và Giang Đại Nhi đi tới, liền cầm ly rượu đi chỗ khác. Đây là tiệc đứng, mọi người thoải mái đi lại ăn uống trò chuyện, Giang Đại Nhi lát nữa còn hát tặng, Đường Thanh đi theo Giang Đại Nhi. Giang Đại Nhi hỏi, lúc nãy cậu đi đâu đấy, tìm mãi mà chẳng thấy đâu cả, mọi người nhất trí muốn cậu hát một khúc. Hôn lễ kết thúc, Tôn Tĩnh Mông không muốn Trương Khắc ở bên cạnh, theo mẹ về Hong Kong, Hứa Tư hôm sau bay sang Perth, Trương Khắc ở lại tham gia cuộc họp một ngày, tiếp đó ai ở Mỹ về Mỹ, ai ở Bắc Kinh thì về Bắc Kinh. Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương mặc dù ai nấy bận rộn sự nghiệp riêng, Tôn Tĩnh Hương đã có thai 5 tháng rồi, dù tuần trăng mật cũng phải giảm xuống, song vẫn được 7 ngày. Trần Phi Dung quyết định ở lại Hong Kong làm việc một năm, làm trợ lý cho Tương Vi. Chủ yếu là vì lo Đường Thanh một mình ở Hong Kong quá cô đơn, Hà Huyền cũng tới Hong Kong một năm để làm quen với công việc. Trương Khắc cùng Đường Thanh về Hong Kong, không ở lại mà tiếp tục đi tới Singapore tụ họp với Tôn Thượng Nghĩa, Cẩm Hồ muốn mua ngân hàng thương nghiệp Hoa Tín ở Singapore, cần tiếp xúc trước, ở Singapore một ngày rồi bay sang Perth. Thoát thân khỏi thời tiết nóng nực một ngạt của Singapore, sang Perth bị mùa đông ẩm ướt chiếm cứ, Địch Đan Thanh ở trong đại sảnh đón tiếp. Nhìn qua cửa sổ là mặt trời chan hòa như mùa xuân, trông chẳng thấy có chút bóng dáng nào của mùa đông rét mướt. Địch Đan Thanh mặc áo khoác màu vàng không cài khóa, lộ ra áo chun bó màu tím nhạt bên trong, thắt lưng lệch thắt ngoài áo, tôn lên đường cong gợi cảm nhất của nữ nhân như ẩn như hiện, dưới mặc quần jean bạc và giày ống cao, khoe hết cặp chân dài khỏe khoắn, tóc rợn sóng thả sau đầu, làm khuôn mặt đẹp một cách yêu nghiệt của cô càng thêm quyến rũ bội phần, khách qua khách lại liên tục ngoái đầu nhìn. Không biết giai nhân hiếm có trên đời này đợi ai. Vali đã có nhân viên công tác lo, Trương Khắc đi thẳng tới ôm Địch Đan Thanh vào lòng, hôn phớt lên môi, Hứa Tư đâu, không phải nói cả hai cùng tới đón sao. Tôi nhớ cậu nhiều hơn cô ấy. Địch Đan Thanh chẳng ngại ngần hôn trả Trương Khắc, cô ấy đợi trong xe. Trương Khắc và Hứa Tư hai ngày trước còn gặp nhau ở Maldives, đoán Hứa Tư ý tứ cho họ chút không gian riêng tư sau thời gian dài xa cách, cười ôm vai Địch Đan Thanh đi ra ngoài. Lúc xuống thềm, Địch Đan Thanh bỗng nói, cậu cũng thật là, ở hôn lễ của người ta mà dám làm cái chuyện đó. Trương Khắc thiếu điều ngã cắm đầu xuống đất, không ngờ giữa Tạ Vãn Tình, Địch Đan Thanh và Hứa Tư thân thiết tới mực chuyện gì cũng chia sẻ với nhau được, nhìn khóe mắt cô ẩn chưa nụ cười, nếu nói Tạ Vãn Tình dung túng y nhất thì Địch Đan Thanh là không để ý mấy chuyện này của y nhất, chỉ không biết trong lòng nghĩ gì, chẳng lẽ vì thế mà không tới đón mình. Em oan uống mà, Trương Khắc kêu oan. Kể cho Địch Đan Thanh chuyện hôm đó. Tôi nghĩ cũng chỉ có con tiểu ma nữ ấy dám làm loại chuyện như vậy. Địch Đan Thanh cười rất vui vẻ, tôi chẳng tin cậu có cái gan đó khi cô vợ nhỏ ở bên cạnh. Vạn tuế, Trương Khắc hôn chụt lên má Địch Đan Thanh, chắp tay làm động tác tạ trời tạ đất, lại ghé vào tai Địch Đan Thanh thì thầm, hay là hôm nào chúng ta cũng thử một phen. Đổi lại là cú nhéo đau điếng của Địch Đan Thanh, nhưng cô lại liếc y một cái, sóng mắt lãng đáng làm người ta hồn siêu phách lạc. Trương Khắc biết chuyện này không phải là không có khả năng thử mò chuyến. Trương Khắc tự mắng bản thân đúng là đồ phóng đãng, thừa biết Hứa Tư ở trong xe, khả năng đang nhìn bên này, vẫn bị cái liếc mắt đầy phong tình của Địch Đan Thanh làm thần trí phiêu diêu, cả người nóng lên. Chương 1307,
ngắm biển và nghe trộm một. Trương Khác ở trước mặt Phó Tuấn còn có chút kiềm chế, trong mắt y, Phó Tuấn là bạn chứ không phải là cấp dưới, có Phó Tuấn đi theo, trừ Đường Thanh và Hứa Tư ra, y đi vụng trộm với cô gái khác đều giấu giếm. Hiện Phó Tuấn ngày càng tập trung cho công tác quản lý, không thường xuyên đi theo Trương Khác bôn ba khắp nơi nữa, vệ sĩ bám sát bên cạnh Trương Khác là người khác, nên Trương Khác chẳng cần né tránh gì cả. Bất kể nói thế nào, nếu như ở Perth mà cũng không thể nắm tay đi bên nhau như đôi tình nhân, chắc trong lòng Địch Đan Thanh cũng ít nhiều tủi thân. Lúc xuống thềm, Trương Khác đi sau Địch Đan Thanh, tay đặt lên vai cô, lòng bàn tay thi thoảng chạm men theo cổ vào gò má cô, vừa để cảm thụ làn da mịn màng đó, nhưng đa phần cảm thụ giây phút nữ tình yếu mềm hiếm có của Địch Đan Thanh. Hứa Tư ghé đầu ngoài cửa sổ xe nhìn bọn họ lại gần, mở cửa ra dịu dàng hỏi, sao không ở lại Hong Kong thêm vài ngày. Cô không ngờ Trương Khác tới Perth nhanh như vậy. Nhớ các chị mà. Hứa Tư hơi bĩu môi, ở đây chẳng ai mắc lừa cậu đâu, để mấy câu này nói với các cô bé ấy. Trong ba người chỉ có mỗi Địch Đan Thanh là có giấy phép lái xe ở Perth, tất nhiên xe do Địch Đan Thanh lái, nhìn Hứa Tư dáng vẻ lười nhác ngồi co mình ghế sau, Trương Khác mỉm cười nắm tay cô, ở Maldives hai người gần như không có cơ hội nói chuyện với nhau, đi Hong Kong, đi Singapore đều nhớ cô, đương nhiên cũng nhớ Tôn Tĩnh Mông. Chỉ là cô nàng đó trốn về nhà không chịu gặp, Trương Khác đành tới Singapore xử lý nhanh công việc rồi sang Perth. Hứa Tư muốn rụt tay lại, nhưng Trương Khác nắm chặt hơn, không để cho bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đó thoát được. Địch Đan Thanh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người họ nắm tay nhau chỉ khẽ mỉm cười, không cảm thấy có gì khác thường. Cô luôn nghĩ rằng Hứa Tư là người quan trọng nhất trong lòng Trương Khác, bởi vì Trương Khác cực kỳ xuất sắc, nhưng khi ở bên Hứa Tư thì y chỉ như một chàng trai mới thức tỉnh ý thức giới tính. Đang say mê trong men tình, bình thường và ngây ngô đáng yêu. Hứa Tư lại xinh đẹp như thế, làm người ta yêu thương như thế, còn trải qua nhiều việc, Địch Đan Thanh chẳng muốn tranh giành gì hết, cô chỉ cần biết mình yêu nam nhân ngồi sau đó là đủ rồi. Trải nghiệm kiếp trước của Trương Khác tất nhiên không một ai nghĩ tới được, Trương Khác chăm chú nhìn khuôn mặt Hứa Tư, bất giác nhớ tới chuyện cũ chưa từng xảy ra, khuôn mặt tiều tụy nhưng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt mỹ hiện lên trước mắt. Trương Khác cũng không muốn tỏ ra đặc biệt ngọt ngào bên cạnh Hứa Tư ở trước mặt Địch Đan Thanh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt tay Hứa Tư lên đầu gối, nhìn bông hoa đủ sắc màu nở rộ dọc bên đường, ai dám nói lúc này đang là mùa đông. Một tháng nữa mới chính thức là mùa xuân của Perth, khi đó mới là mùa muôn hoa khoe sắc, đây là mùa hoa đẹp nhất của Perth và Úc, đáng nhẽ hai người lúc đó mới nên tới một chuyến. Địch Đan Thanh đi dọc theo sông Thiên Ngã, miêu tả cảnh đẹp mùa hoa ở Perth cho hai bọn họ. Sông Thiên Nga trên bản đồ trông giống như một cái hồ lô lớn, cửa biển hẹp, bên trong rất rộng, làm người ta có cảm giác nó giống một cái hồ hơn, trung tâm thành phố Perth đứng sừng sững bên bờ sông Thiên Nga. Địch Đan Thanh lái xe men theo sông tới thẳng hải cảng, đỗ xe ở trên đê biển, nhìn những chiếc thuyền biển dập dờn dưới ánh chiều tà, ba bọn họ ngồi trong xe ngắm mặt trời lặn, nhìn hải cảng bận rộn, nhìn đàn chim biển từ xa bay về, cảm giác như có vô số lời muốn nói. Vệ Lan học ở trường The Accordingly, cách trung tâm thành phố một đoạn đường, hôm nay trong trường có hoạt động, đến khi nửa vầng mặt trời đỏ rực chìm xuống dưới biển cô mới lái xe lên đi, vào trong xe bọn họ ngồi ngắm tịch dương. Vệ Lan ở Perth cùng Địch Đan Thanh đã sắp được một năm rồi, cô năm nay 23 tuổi, chính vào độ tuổi đẹp nhất trong đời, trừ vẻ đẹp thanh lệ tươi mát, còn mang đường cong mỹ diệu của nữ nhân trưởng thành, má vẫn hơi phính phính, vẻ đẹp trẻ con không giảm chút nào so với trước kia. Sau khi Vệ Lan vào xe, Trương Khác liền bị đẩy lên hàng ghế trên, ba cô gái ngồi ghế dưới, đều xinh đẹp lay động lòng người, mỗi người một vẻ, ngay tịch dương ngoài kia cũng không so sánh được. Đến khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống mặt biển, sắc trời mờ tối, đám Trương Khác mới lái xe về chỗ ở. Khi xe rẽ xuống dốc, gặp một đội xe sang trọng thế trận hùng tráng từ phía đối diện đi tới, trong đội xe có chiếc cắm cửa lãnh sự quán Nhật, đội xe đi qua. Một chiếc Lexus trong đó chậm chậm hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra nửa khuôn mặt của trí tá Tú Tàng. Trương Khác cười, hành động này của trí tá Tú Tàng là để Trương Khác biết hắn ở đây, một loại kiểu như gây sự, nhưng Trương Khác chưa bao giờ để ý tới kiểu gây sự này, chỉ cảm thấy có chút khác thường, thầm nghĩ chẳng lẽ tin đồn quan hệ giữa y và Lý Hinh Dư đã công khai ở Hàn Quốc, làm trí tá Tú Tàng không xuống thang được. Tuy nói tập đoàn Nhật hệ từ thập niên 60 đã bắt đầu thẩm thấu vào sản nghiệp khoáng sản toàn cầu, nhưng mục đích của bọn họ là để đảm bảo nguồn cung khoáng sản cho Nhật Bản, cho nên bọn họ không có ý thức chủ động đi phá hoại chiến lược của Cẩm Hồ ở châu Úc. Tuy có kẻ sợ hãi với bố cục sản nghiệp của Cẩm Hồ ở châu Úc, nhưng không thể ảnh hưởng tới đại cục.
nhưng đội xe này xuất hiện ở Perth, đại biểu cho tập đoàn Nhật nhắm vào khoáng thạch ở Perth rồi, vì ở đây chẳng có tài nguyên nào khác khiến tập đoàn Nhật ra quân rầm rộ như thế. Hiện Cẩm Hồ đầu tư quặng sắt ở Perth hoàn toàn tách rời hai xí nghiệp lớn BHP Billiton và Rio Tinto, tập đoàn Nhật lúc này chỉ muốn nhân lúc thị trường đi xuống, tăng cường thẩm thấu và khống chế hai doanh nghiệp khai khoáng lớn, sao có khả năng bắt họ bất chấp chi phí đi đàn áp Cẩm Hồ đầu tư ở Perth. Trương Khắc vòng tay sau đầu dựa vào lưng ghế, buổi chiều bay trên trời qua công trường của Cẩm Hồ, một tuyết đường sắt nối liền khu mỏ và hải cảng đã có quy mô sơ bộ. Một con đường quốc lộ màu vàng đất thẳng tắp gần như chạy song song dọc đường sắt, đã thông suốt giao thông giữa suối Thánh Đản và cang Hendaland, cảng nước sâu đã nhìn thấy bóng dáng, khu mỏ đang xây dựng, nhìn trên cao công nhân đi lại như đàn kiếm chăm chỉ, tiến triển hơn một năm qua đã thấy rõ ràng. Về tới nơi ở, Địch Đan Thanh phải giữ khoảng cách với Trương Khắc, có một vài tin đồn sẽ ảnh hưởng tới uy tín của cô ở Perth, đương nhiên một vài việc trong cao tầng công ty ở Perth cũng biết gì đó rồi. Lương Quân xuống khu mỏ, vướng chuyện đột xuất tới 8 giờ tối mới quay về Perth, không chỉ Tôn Lệ tới Perth, cô đón cả cha mẹ ở huyện thành nhỏ ở phía tây sang Perth, người Hoa ở Perth không ít, lại thêm Cẩm Hồ đầu tư quy mô lớn vào đây, người Hoa càng đông hơn. Trương Khắc nghĩ cậu bị bệnh thấp khớp, mùa đông ở Hải Châu lại ấm thấp lạnh lẽo, đợi cậu nghỉ hưu rồi cũng bảo cậu tới Perth ở một thời gian. Bữa tối ăn ở nhà Lương Quân, cha mẹ Tôn Lệ và đầu bếp chuẩn bị bữa cơm từ rất lâu, Hứa Tư tới Perth được 2 ngày. Hoặc ở cùng Vệ Lan, không tiếp xúc với Lương Quân, Tôn Lệ. Trong tiềm thức của cô đó là thân thích của Trương gia, cô là kẻ thứ ba, không có tư cách xuất hiện trước mặt họ. Trương Khắc tới nhà Lương Quân ăn tối, Hứa Tư do dự kéo Vệ Lan đi cùng, còn muốn kéo cả Địch Đan Thanh đi, còn không cho Trương Khắc nắm tay, Trương Khắc chỉ nói một tiếng, đi, rồi nửa lôi nửa kéo Hứa Tư tới nhà Lương Quân. Hứa Tư hoảng hốt bất an, nhưng không cưỡng lại được Trương Khắc, cúi gằm mặt không dám gặp ai. Lương Quân về tới nhà cởi áo khác treo lên mắt, nhìn Trương Khắc nắm tay Hứa Tư, không biết phải xưng hô Hứa Tư ra sao, cười hăng hắc nói, cả hai tới đúng lúc quá, vừa kịp giờ ăn cơm. Chương 1308, ngắm biển và nghe trộm một. Hứa Tư hoảng sợ rút mạnh tay lại, vừa hờn vừa giận trừng mắt nhìn Trương Khắc, y đành chấp nhận, hỏi qua Lương Quân một vài tình hình xây dựng khu mỏ. Trong một năm qua, Cẩm Hồ đầu tư vào Tây Úc 600 triệu đô la Mỹ. Một năm sau sẽ còn đầu tư 600 triệu đô la Mỹ nữa mới có được chiếc thuyền đầu tiên vận chuyển khoáng thạch tới cảng Đông Sơn. Đầu tư 1.2 tỷ, chỉ có thể lập nên bộ khung của khu mỏ, đường sắt, đường bộ, mỗi năm sản lượng không quá 10 triệu tấn khoáng sắt chất lượng, dàn đều chi phí ra, mỗi tấn sắt lỗ gần 12 đô la Mỹ, cả năm lỗ 120 triệu đô la Mỹ, gần như đốt sạch lợi nhuận của tập đoàn sắt thép Đông Sơn. Nếu không khai thác thiết bị sẽ cũ hỏng cùng chi phí quản lý sẽ khiến Cẩm Hồ mỗi năm thua lỗ càng cao hơn. Sản lượng phải đạt tới 40 triệu tấn mới hòa vốn, nhưng muốn đạt được sản lượng đó, cần phải đầu tư thêm 2 tỷ đô la Mỹ mới đủ. Lương Quân một năm qua phụ trách quản lý công trình, tầm nhìn với bố cục sản nghiệp có chút thiếu sót, nói quan điểm của mình, rất nhiều người ở dưới đều không hiểu. Trương Khắc chỉ cười, quyết sách của Cẩm Hồ khi đưa ra chuẩn bị cho khả năng lỗ vốn thời gian dài. Dưới tình huống tập đoàn Nhật đã chiếm mất tiên cơ, hiếm khi gặp được thời chạm đáy của sản nghiệp, lúc này không mạnh mẽ tiến quân vào thì còn đợi tới khi nào. Ban đêm, nước biển ngoài cửa sổ tĩnh mịch, chỉ có công trường trên ba hòn đảo gần biển thoáng tiếng động rầm rập của máy móc. Trương Khắc nằm úp trên giường trả lời email, thi thoảng ngẩng đầu nhìn Hứa Tư mặc váy ngủ lụa đứng bên cửa sổ ngắm mặt biển bên ngoài, ánh rèn nhu hòa và chất lụa càng làm làn da của cô thêm non mịn, do trong lòng ẩn chứa tâm sự xấu hổ. Làn da hơi ửng hồng, không lần nào quay mặt nhìn Trương Khắc. Trương Khắc vốn cho rằng Hứa Tư theo Địch Đan Thanh, thế thì y chẳng đụng được vào cô nào, không ngờ mọi người tắm rửa xong lên lầu, Địch Đan Thanh đẩy Hứa Tư và y vào phòng, nhưng làm y thống khổ là Hứa Tư không bỏ thể diện xuống được, lại đẩy y ra ngoài. Trương Khắc thiếu điều giơ tay lên trời hô lớn, mọi người coi tôi là cái gì đây hả? Vệ Lan cười ngặt ngoéo, Địch Đan Thanh cũng ngại để Trương Khắc vào phòng mình. Liền kéo Vệ Lan về phòng trước, Trương Khắc không tin Hứa Tư nhẫn tâm đến thế, cầm laptop xuống phòng khách tầng dưới, ngồi trên ghế sofa trả lời thư. Mặc dù nhiệt độ mùa đông ở Perth ấm áp hơn ở Hải Châu nhiều, nhưng ban đêm nhiệt độ cũng giảm xuống còn 5, 6 độ, phòng khách lại rộng, điều hòa bật hết cũng không đủ ấm. Trương Khắc mặc áo ngủ xuống phòng khách nửa tiếng, giở vờ tội nghiệp đi gõ cửa phòng Hứa Tư, nói là chỉ nằm trên giường trả lời thư thôi. Xong rồi, Trương Khắc reo lên. Nhìn chằm chằm nửa bên mặt Hứa Tư, trong mắt y, không chỗ nào của cô không đẹp, từ chiếc mũi thẳng, cánh môi hồng,
chiếc cằm thon thon, đều hết sức mê người. Xong thì làm sao, Hứa Tư xoay người lại, chống tay bệ cửa sổ, không đi về phía Trương Khác. Hứa Tư không đi tới, không có nghĩa là Trương Khác chịu ngồi im, y cất laptop vào ngăn kéo đầu giường, đi chân đất tới bên người Hứa Tư, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay đặt lên cặp mông tròn lẳn xoa nắn. Không được bắt nạt tôi, Hứa Tư nghiêm mặt lại, nhưng một giây liền phì cười, trong lòng cô rất muốn, chỉ là cảm thấy ngại ngùng, đáng lẽ hôm nay phải nhường cho Địch Đan Thanh mới đúng. Cô đã chấp nhận Địch Đan Thanh là nữ nhân của Trương Khác từ lâu, thậm chí còn tán thưởng tính cách kiên cường của Địch Đan Thanh, đó là thiếu sót của cô, thậm chí còn nghĩ một nữ nhân như Địch Đan Thanh mới xứng đáng ở bên Trương Khác. Vậy thì chị bắt nạt em đi. Trương Khác bóp mông Hứa Tư, kéo sát bụng Hứa Tư áp lên hạ thể của mình, để cô cảm thấy mình đã khao khát thế nào, kéo cô tới giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, phủ người xuống tìm cánh môi mềm. Điện thoại Hứa Tư đặt ở đầu giường vang lên, cô cầm lấy di động. Ra hiệu Trương Khác không được lên tiếng, điện thoại của Đan Thanh, cậu không được lên tiếng. Rồi ấn nút nghe, chưa nói được câu nào không ngờ Trương Khác không lên tiếng thật, song lưỡi không chịu yên, liếm lên tai cô, đó là chỗ mẫn cảm của Hứa Tư, bị liếm một cái người tê đi quá nửa, trả lời Địch Đan Thanh giọng biến đổi. Tên nhóc khốn tiếp đó trong phòng cô hả? Địch Đan Thanh nhận ra giọng Hứa Tư có chút khác thường. Đâu có, tên nhóc đó đang ở bên ngoài trả lời email đấy. Hứa Tư dứt khoát không chịu thừa nhận, mắt trừng lên uy hiếp Trương Khác, đẩy y ra, lưỡi tách ra rồi, nhưng một tay cô lại luồn vào trong váy Hứa Tư bóp lấy bầu ngực cao vọi của cô, tay kia mò tới giữa hai chân cô nghịch ngợm, Hứa Tư chỉ muốn rên lên, vội vàng nói, có chuyện gì thế, có chuyện gì để mai hãy nói nhé. Không được cúp điện thoại. Địch Đan Thanh nói rõ tới mức làm Trương Khác nghe rõ ràng, làm y càng thêm phấn khích, gỡ di động khỏi tay Hứa Tư. Địch Đan Thanh đặt tài liệu xuống. Khuôn mặt ửng hồng, tiếng nam nữ hoan ái tựa như ngàn vạn con kiến bò trong lòng, cảm giác buồn buồn tê tê khiến người cô một khó chịu. Vừa nãy cô chỉ nói đùa trêu Hứa Tư thôi, ai ngờ đôi gian phu dâm phụ đó không tắt điện thoại thật, mấy lần định tắt máy nhưng cái tay ra tắt điện thoại mà không được, ý chí cô bị những tiếng rên rỉ sói mòn, làm cô như con thuyền nhỏ bị cuốn phăng đi trong dòng xoáy tình dục. Tóc rối tung, chiếc áo sơ mi trắng cởi tung cúc, lộ ra áo lót đen bên trong. Tay xoa bóp bầu vú không làm tình dục nguội đi chút nào, Địch Đan Thanh chuyển dần xuống chỗ riêng tư thần bí, ngón tay vừa chạm vào đó, người cô run lên, khoái cảm như chiều dâng nhấn chìm cô, chất lỏng ứa ra ướt ở quần lót. Trong một căn phòng khác, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, mồ hôi đầm đìa, tiếng thở hồng hộc, tiếng rên rĩ uyển chuyển hòa cùng tiếng va chạm vẽ ra một khung cảnh ướt át không kém. Đồ lưu manh, vô lại, dừng, dừng lại. Trương Khác đột nhiên nghe thấy có tiếng bảo y dừng lại, cúi xuống nhìn Hứa Tư, động tác vô tình dừng lại, chỉ thấy toàn thân cô đỏ hồng, hai mắt mơ màng, rõ ràng ý thức chìm đắm trong trận chiều cường dồn dập, âm thanh đó tuyệt đối không phải do cô phát ra. Đan Thanh đấy, Hứa Tư sắp tới thời khắc mấu chốt rồi, cô bất ngờ ngồi bật dậy, ôm lấy cổ Trương Khác rên xiết, cô ấy tự làm tự chịu. Kệ cô ấy đi, tôi sắp tới rồi, rồi chẳng đợi Trương Khác có phản ứng. Như con ngựa hoang nhấp mông nhịp mạnh mẽ, miệng ré lên sung sướng. Chẳng mấy chốc chiếc giường lớn quay cuồng, Hứa Tư mắt lờ đờ mê ly, thân mình ưỡn lên, phát ra tiếng thét chói tai, sau đó lại nằm duỗi thẳng người xuống. Có người nghe trộm Hứa Tư kích thích quá mức nên đạt cao trào sớm, Trương Khác vẫn chưa thỏa mãn, nghe thấy hơi thở gấp gáp của Địch Đan Thanh truyền ra ngoài điện thoại, y muốn tới phòng Địch Đan Thanh, nhưng không biết Hứa Tư suy nghĩ thế nào, cúi đầu nhìn giai nhân gó má hồng hào, ánh mắt phơi phới xuân tình. Hứa Tư sao chẳng hiểu ý y, đẩy một cái, còn cố tình quay sang nói về phía điện thoại, nếu cậu không qua đó, nói không chừng tôi bị cô ấy hận cả đời. Địch Đan Thanh nghe thấy Hứa Tư nói gì, hét lên trong điện thoại, tên khốn kiếp cậu đừng có mà qua đây. Trương Khác tin lời cô mới là lạ, ngọn lửa này không dập sao được. Nhảy ngay xuống giường định ra cửa, Hứa Tư ném áo ngủ cho y, Trương Khác mới nhớ để Vệ Lan gặp phải lần nữa không hay chút nào, lấy áo ngủ quấn quanh hông làm váy. Mông hở ra ngoài, thấy Hứa Tư ở sau cầm đồ muốn ném, vội chuồn ra khỏi phòng, tới phòng Địch Đan Thanh dập lửa. Trương Khác và Địch Đan Thanh đôi nam nữ đói khát dập lửa mất nửa tiếng đồng hồ mới mỏi mệt ôm nhau ngắm ngắm biển. Chương 1309, Chiến thuật biển người 1. Chị có thấy em quá tham lam không? Qua trận mây mưa, Trương Khác vẫn thích thú mân mê ngực Địch Đan Thanh, chuyện giữa y và Tôn Tĩnh Mông ở buổi hôn lễ chắc là do Tả Vãn Tình kể cho Hứa Tư. Rồi Hứa Tư tới bớt kể cho Địch Đan Thanh. Cậu muốn biết cái nhìn của tôi về chuyện đó chứ gì? Địch Đan Thanh đoán được tâm ý của Trương Khác.
Ừ. So với nói cậu háo sắc, so với việc nói cậu tham lam, chẳng bằng nói cậu mềm yếu không muốn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nào bị tổn thương. Trái tim cậu quá yếu đuối, còn chúng tôi lại quá ngốc nghếch, chỉ thế mà thôi. Trương Khắc không biết phải nói gì, y có trơ trẽn tới mấy cũng chẳng thể lấy đây làm cái cớ, nghe Địch Đan Thanh nói vậy chỉ biết nghe thế. Địch Đan Thanh nói xong câu đó thì im lặng, cuộn mình như con mèo con nằm trong lòng y, cảm thụ hơi ấm trong người y, vừa rồi cô quá buông thả, tận tình rên xiết, tận tình hưởng thụ, không biết cô bé Vệ Lan có nghe thấy không? Tình cảm của Vệ Lan với Trương Khắc ra sao, Địch Đan Thanh hiểu rất rõ, danh nghĩa Vệ Lan còn là chị nuôi của Trương Khắc, điều đó có lẽ làm chuyện khó khăn hơn một chút, quỹ tích cuộc đời của Vệ Lan thay đổi đều là vì Trương Khắc, tới không thể tách rời được nữa, còn cả những cô gái kia Trần Phi Dung, Hà Huyền, Giang Đại Nhi, chẳng lẽ bọn họ có thể rời khỏi cuộc đời của Trương Khắc sao? Nhưng Địch Đan Thanh cảm thấy trong tim Trương Khắc vẫn còn chỗ trống, có lẽ không lớn lắm, nhưng có thể làm người khác cảm thấy rõ ràng, thật là kỳ lạ, quá trình trưởng thành, thậm chí là lịch trình tình cảm của Trương Khắc thế nào cô đều biết, sao có thể có chỗ trống? Cùng lúc ấy trong gian phòng xa hoa, từ ghế sofa, chăn đệm, đều mang màu quất hồng bắt mắt, một cơ thể nữ nhân trắng như tuyết nằm trên giường, hết sức ướt át. Cánh môi hồng khẽ phát ra tiếng rên nóng bóng, cơ thể uốn éo, bày đủ tư thế gợi tình. Chỉ tá Tú Tàng lại chẳng hứng thú mây mưa lần nữa, hắn ngồi dậy mặc áo ngủ, cứ như chẳng hề thấy sự dụ hoặc trên giường, ngược lại còn sinh ra cảm giác căm ghét, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lý Hinh Dư, một ánh mắt, một nụ cười của cô thôi, dù hàng vạn nữ nhân cũng không sánh bằng, hạng dung tục kia, hắn tùy tiện phất tay một cái có cả đống. Nghĩ tới đó, chỉ tá Tú Tàng cau mày. Phất tay bảo nữ nhân kia biến đi cho khuất mắt, cô gái kia ánh mắt ai oán, nhưng chỉ biết ngậm miệng lại, ôm lấy y phục che đi cảnh suất mê người ở trước ngực dưới bụng, đi chân trần rời khỏi phòng ngủ của chỉ tá Tú Tàng. Chỉ tá Tú Tàng đứng trước cửa sổ, nhìn mặt biển tối đen, đoán chừng kẻ kia cũng đang nằm trong lòng nữ nhân nào đó, thật đáng hận, tên đó là hạng phong lưu háo sắc, vậy mà nữ thần trong lòng hắn lại đem trái tim hiến dâng cho y. Không biết Lý Hinh Dư có rên rỉ như con mèo cái khát tình trước mặt y như nữ nhân lúc nãy không? Hắn xua đi ý nghĩ đó, bởi nếu không hắn sẽ không kìm được phá nát căn phòng xa hoa này mất. Một văn kiện màu đỏ lặng lẽ nằm trên bàn làm việc góc phòng ngủ, trong đó có kết luận của cơ cấu tối cao tập đoàn Mitsui, kinh tế toàn cầu đối diện tình trạng sa sút, sản nghiệp sắt thép trong vòng 5 năm không có dấu hiệu phục hồi, Cẩm Hồ đầu tư vào Tây Úc hoàn toàn dựa vào lợi nhuận ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng cầm cự. Những đại cổ đông đứng đằng sau PSB Billiton và Rhino Tinto, đặc biệt là tập đoàn của anh cho dù lo Cẩm Hồ sẽ thành đối thủ cạnh tranh mạnh, nhưng lúc này lại không muốn phiền phức, PSB Billiton chưa nói, quan trọng Rhino Tinto do hai xí nghiệp khoáng sản lớn hợp thành, nội bộ cạnh tranh không ngớt, chẳng còn tinh lực đi đàn áp đối thủ cạnh tranh. Càng quan trọng hơn nữa, Cẩm Hồ xây mỏ, làm đường, làm cảng, mặc dù mỗi một mắt xích đều rất yếu ớt, nhưng nó là một hệ thống hoàn chỉnh. Bọn họ không có chỗ nào để làm khó. Mà lúc này muốn đàn áp Cẩm Hồ thì ngoài bỏ số tiền lớn ngoài mức tưởng tượng ra chỉ hy vọng sự vấn hành của Cẩm Hồ có vấn đề khiến cả hệ thống sụp đổ. Với cái giá vận chuyển đường biển bây giờ, Cẩm Hồ đem quặng sắt được về Trung Quốc sẽ lỗ lớn, rất nhiều người mong Cẩm Hồ tự sập trước, cho nên khoanh tay ngồi nhìn. Một lũ ngu xuẩn tầm nhìn hạn hẹp, chỉ tá Tú Tàng thầm chửi trong lòng. Đứng đằng sau Cẩm Hồ là Trung Quốc. Mặc dù rất nhiều người phán đoán chính phủ Trung Quốc không có thiện cảm gì với tập đoàn tư nhân không hoàn toàn nắm được, nhưng chính phủ Trung Quốc không phải hạng ngoan cố không cải tạo được. Lúc này chính phủ Trung Quốc còn chưa có năng lực lập nên một hệ thống xuất nhập tài nguyên hoàn chỉnh, không có nghĩ là bọn họ không có tính toán này. Cẩm Hồ mặc dù không bị chính phủ Trung Quốc khống chế hoàn toàn, nhưng với chính phủ Trung Quốc mà nói có còn hơn không, chưa nói tới ý nghĩa tượng trưng của nó, nếu Cẩm Hồ không cầm cự nổi, làm sao chính phủ Trung Quốc chịu khoanh tay ngồi nhìn. Đương nhiên cũng có khả năng chính phủ Trung Quốc thừa cơ chiếm lấy hệ thống khai thác vận chuyển khoáng sản này của Cẩm Hồ, nhưng với tập đoàn Nhật mà nói, kết quả này còn tồi tệ hơn. Chỉ tá Tú Tàng đứng bên cửa sổ suy nghĩ chốc lát rồi tới bàn làm việc tìm số điện thoại của Trung Thôn Dụ Chi ở Trung Quốc rồi gọi tới. Trung Thôn Dụ Chi hiện phụ trách toàn diện sự vụ của Sony tại Trung Quốc, cùng Tiểu Trạch Hùng tổng phụ trách của NEC là một trong số vài người chỉ tá Tú Tàng có thể dựa vào. Đám già khốn kiếp sẽ phải hối hận vì kết luận cuộc họp lần này. Trung Thôn Dụ Chi phát tiết bất mãn trong lòng. Đám già khốn kiếp, trong miệng Trung Thôn Dụ Chi chính là tầng tối cao nắm giữ tập đoàn, là người quản lý xí nghiệp thành viên. Xí nghiệp Nhật Bản tuy vẫn là con quái vật lớn trên thế giới, nhưng có cảm giác già đi, ý chí tiến thú sắc bén không còn,
chỉ tá Tú Tảng và Trung Thôn Dụ Chi thường đánh giá thế khi nói chuyện riêng. Tháng 9, mạng di động thông tấn Trung Quốc sẽ thăng cấp toàn diện, Sony chuẩn bị ra sao? Chỉ tá Tú Tảng càng quan tâm làm sao áp chế Cẩm Hồ hơn, tuy Cẩm Hồ đã có bóng dáng của một tập đoàn tài chính, nhưng lúc này còn rất yếu ớt, chủ yếu dựa vào sản nghiệp điện tử tiêu dùng chống đỡ, nếu đánh sập Ái Đạt, Cẩm Hồ sẽ tự tan rã. Đương nhiên Ái Đạt không yếu ớt như thế, ít nhất là ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Do Nhật Bản là thị trường di động lớn thứ ba thế giới, Sony dựa vào địa vị ở Nhật, lượng tiêu thụ di động toàn cầu vượt qua Ái Đạt, nhưng ở ngoài thị trường Nhật Bản thì Sony lại yếu thế hơn Ái Đạt. Đặc biệt ở thị trường di động thứ tư thế giới là Trung Quốc, di động Ái Đạt chiếm thị phần rất cao, còn Sony không đáng kể, ở thị trường Đông Nam Á, Ái Đạt cũng nhỉnh hơn Sony một chút. Mạng thông tấn di động Trung Quốc từ tháng 9 sẽ toàn diện nâng cấp từ GMS tới GPMS, nâng cấp về kỹ thuật có nghĩa là công ty có tích trữ kỹ thuật hùng hậu càng chiếm ưu thế hơn. Đây là thời cơ tốt để Sony vượt mặt Ái Đạt ở thị trường Trung Quốc, Ái Đạt tiến vào ngành nghiệp này có 3 năm, kỹ thuật tuyệt đối không thể so với Sony. Trung Thôn Dụ Chi lại không thể nói gì, tuy hắn phụ trách sự vụ ở Trung Quốc, nhưng quyền lực có hạn, mà so với Samsung, tổng bộ Sony coi trọng và tốc độ phản ứng với thị trường Trung Quốc thấp hơn nhiều. Samsung sau thất bại ở thị trường di động Trung Quốc đã rút bài học xương máu, cơ cấu nghiên cứu thiết kế sản phẩm ở Trung Quốc đã hơn 2.000 người. Sony còn chưa có một cơ cấu tương tự ra hồn ở Trung Quốc. Thế nên với câu hỏi của chỉ tá Tú Tảng, Trung Thôn Dụ Chi khó trả lời được, hắn biết ở thị trường di động Trung Quốc, có thể gây áp lực với Ái Đạt là Samsung chứ không phải là Sony. Còn Sony đang đối diện với áp lực của Ái Đạt trên phạm vi toàn cầu. Từ sự im lặng của Trung Thôn Dụ Chi, chỉ tá Tú Tảng thấy nhụt chí trong đó, hắn không trách người khác được, chẳng phải hắn cũng thế sao? Đám lão già kia quá tự cho mình là đúng rồi. Chương 1310, Chiến thuật biển người 2. Mặc dù thành tích của Samsung được Trung Thôn Dụ Chi khẳng định, nhưng áp lực của Lý Tại Thù không ít chút nào, thời gian qua hắn chạy khắp Bắc Kinh, Kiến Nghiệp và Seoul, hôm nay mới về tới Kiến Nghiệp nghỉ một hơi, hắn trốn trong nhà riêng xử lý công việc. Lần này trở về anh có gặp tiểu thư Hinh Dư không, cô ấy sẽ kết thúc chuyện học tập ở đây trước thời hạn à? Kim Nam Dũng lần này không theo Lý Tại Thù về Hàn Quốc. Lý Tại Thù không thích Kim Nam Dũng hỏi tới chuyện gia tốc, liếc mắt nhìn hắn, nghĩ, chẳng lẽ hắn có vọng tưởng gì, đặt bút xuống, bình thản nói, chuyện đã không thể vãn hồi được nữa, chẳng lẽ muốn thành vụ ầm ĩ lớn à? Kim Nam Dũng im lặng, con gái Lý Kiện Hy không ngờ cam tâm làm tình nhân bí mật của người ta, nếu tin này truyền đi, đúng là làm Samsung thậm chí là Hàn Quốc rơi vào một xì căng đan đáng xấu hổ. Sau sự kiện du học sinh Hàn Quốc đập phá ký túc xá Đợi Ết Đông Hải, tin tức Lý Hinh Dư và Trương Khác qua lại mật thiết được nhân viên Samsung có mặt trong sự kiện truyền về Seoul, tất nhiên phải khống chế sự thể xấu hơn, Lý Tại Thù nghĩ có kết cục này là tốt lắm rồi, nếu không hắn cũng khó ăn nói. Lý Tại Thù cho rằng chỉ có hắn và Kim Nam Dũng biết chân tướng sự việc, quan trọng là đối tượng Lý Hinh Dư qua lại là người đứng sau đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Samsung, nữ nhân qua lại với người đó lại không phải chỉ có một mình Lý Hinh Dư. Bí mật này mà công khai sẽ thành trò cười, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sĩ khí của nhân viên Samsung. Nếu Cẩm Hồ không có thực lực gì đã đành, Cẩm Hồ càng trở thành uy hiếp của Samsung, xì căng đan này càng được báo chí làm dùm beng lên. Như có cái gì vướng trong lòng, Kim Nam Dũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng Lý Hinh Dư về Hàn Quốc có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Gạt chuyện này qua một bên, Kim Nam Dũng thảo luận tin tức mới nhất với Lý Tại Thù. China Telecom sẽ nâng cấp mạng di động thông tấn vào tháng 9, sớm hơn dự kiến 3 tháng, đây là điều hiếm thấy, Samsung thậm chí dự đoán chuyện này trì hoãn từ 3, 6 tháng mới là bình thường. Trước đó Samsung không có được tin tức gì, nên hơi bị động, có lẽ có tác nhân là các cự đầu điện tử Âu Mỹ như Motorola, Nokia, Ericsson đằng sau. Ở thời đại GMS, di động Trung Quốc được Ái Đạt, Cao Khoa KV, Liên Tín dẫn đầu thu được thành tựu huy hoàng. Đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp di động khác phát triển, 2 năm qua Cao Khoa KV, Liên Tín cũng đầu tư lớn vào kỹ thuật, tin rằng bọn họ đã có tích lũy kỹ thuật nhất định ở kỹ thuật GMS. Cẩm Hồ thông qua Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Di động cung cấp rất nhiều kỹ thuật cho doanh nghiệp di động và linh kiện trong nước, nếu dừng lại ở thời đại GMS, dù là Nokia, Motorola cũng không thể thay đổi cục diện thị trường di động Trung Quốc sẽ bị doanh nghiệp di động Trung Quốc dần xâm chiếm. Cho nên thời đại GPMS thình lình tới. Ngoại trừ Ái Đạt ra, các doanh nghiệp di động khác của Trung Quốc bị đuổi khỏi phân khúc tầm cao, dù ở phân khúc tầm trung, cũng chỉ có Cao Khoa KV và Liên Tín có thể tồn tại được.
Lý Tại Thù chỉ nhìn ra cửa không tỏ thái độ gì, nhưng Kim Nam Dũng biết lo lắng của hắn. Tại thị trường Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh của Samsung không phải ai khác mà là Ái Đạt. Samsung ở mặt tích lũy kỹ thuật cũng có chỗ không đủ, nhờ vào yêu cầu hà khắc về thiết kế và công nghệ, di động Samsung mới có được địa vị nhất định ở thị trường di động toàn cầu. Cẩm Hồ cũng giống hệt Samsung, kỹ thuật không đủ, nhưng ở công nghệ và thiết kế còn tốt hơn Samsung. Còn chưa tới một tháng nữa, Lý Tại Thù khẽ thở dài, đẩy bản kế hoạch cho Kim Nam Dũng, anh nói xem, lần này bọn họ liệu có bị giật mình không? Vấn đề này thật khó trả lời, từ năm ngoái Ái Đạt đã đưa ra di động kỹ thuật GPMS ở Singapore, Hong Kong cho thấy Ái Đạt đã chuẩn bị kỹ thuật, cả một năm trời, Cẩm Hồ có khi còn chuẩn bị đầy đủ hơn cả Samsung. Ở Tây Úc 10 ngày, Trương Khắc và Hứa Tư trở về nước, khi chuyển máy bay tại Bắc Kinh, bị Tiêu Thụy Dân chặn lại. Từ năm ngoái, khi sản nghiệp di động trong nước còn chưa phát triển, khái niệm về GPMS đã lan khắp nơi, nửa đầu năm nay tin tức càng nóng, không ngờ China Telecom có thể sẵn sàng nâng cấp trước 3 tháng. Trung tuần tháng 8, trước thời điểm China Telecom toàn diện nâng cấp mạng lưới thông tấn di động trong nước, thị trường di động đã cuộn sóng, Motorola, Nokia, Ericsson, Philips đều lần lượt đưa ra di động cao cấp dùng mạng GPMS thời đại mới, khiến lượng tiêu thụ di động sản xuất trong nước hạ xuống, mặc dù không quá nhiều, nhưng là một tín hiệu nguy hiểm. Có lẽ Ái Đạt chưa cảm nhận được, nhưng Liên Tín đã thấy áp lực rồi, còn tưởng 3 tháng nữa China Telecom mới nâng cấp mạng, ai ngờ. Nếu có thêm nửa năm thì tốt biết bao, Tiêu Thụy Dân tiếc nuối nói. Trương Khắc mỉm cười, Tiêu Thụy Dân là người trong thể chế, đã khắc chế bình luận sự kiện này lắm rồi. Nói chung sự kiện này chẳng có gì mới mẻ, lại là lũ nô tài của người nước ngoài sốt sắng hại người trong nước, đúng là chẳng có gì mới mẻ. Trương Khắc gặp Tiêu Thụy Dân ở biệt thự ngoại ô Bắc Kinh, trước kia Tả Vãn Tình mua hai biệt thự sát nhau, dùng làm chỗ trú chân tạm thời, Trương Khắc tiếp khách ở biệt thự này, còn biệt thự kia, Hứa Tư đang xem sách giải trí. Trương Khắc đã có tài liệu trực tiếp về tình hình Tiêu Thụy Dân nói, xí nghiệp hải ngoại dựa vào ưu thế kỹ thuật. Sử dụng chiến thuật biển người nhắm vào sản nghiệp di động trong nước đang quật khởi, cuộc chiến đã chính thức kéo màn. China Telecom hoàn thành nâng cấp kỹ thuật trước 3 tháng, trong mắt người ngoài đó là biểu hiện xuất sắc của China Telecom, tránh cạnh tranh với mạng lưới di động thông tấn mới của Liên Thông dự kiến hoàn thành vào giữa năm sau, chiếm vị trí có lợi trong cạnh tranh, nhưng bản chất thì hoàn toàn khác hẳn. Từ chỗ Dịch Vân Phi, Trương Khắc biết cảnh Trọng Dương rất không hài lòng về chuyện này. Hoàn toàn không có ý khen thưởng China Telecom, hành vi của China Telecom chỉ dồn sản nghiệp di động trong nước vào thế bị động, nhưng China Telecom với doanh lợi hơn 30 tỷ đã không còn nghe lời Bộ Thông tin như trước nữa. Nếu dữ liệu không sai thì sau tháng 8, cuộc sống của doanh nghiệp di động trong nước sẽ rất gian nan, nửa đầu năm tình hình thị trường di động trong nước rất tốt, rất nhiều doanh nghiệp trong nước tránh cuối năm không đủ cung ứng hàng đều tăng lượng lưu kho. Khoa trương hơn có doanh nghiệp còn chuẩn bị lượng linh kiện di động đủ tiêu thụ cho một năm sau. Hiện giờ đột nhiên thời đại thay đổi, những chiếc máy nửa năm đầu còn bán chạy trở thành khó tiêu thụ, cho dù tháng này có doanh nghiệp di động trong nước xuất hiện thua lỗ cũng không làm Trương Khắc bất ngờ. Đây vừa vặn là cục diện Tiêu Thụy Dân dự liệu được từ năm ngoái, mặc dù trong thời gian ngắn như thế, Liên Tín không thể có tiến bộ lớn về kỹ thuật, nhưng nghiêm ngặt khống chế lượng tồn kho. Lại nhận nghiệp vụ di động đặt làm của Liên Thông bị các doanh nghiệp khác coi là cái gân gà, lúc này cung cấp cho Liên Tín nguồn lợi nhuận ổn định, trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất để Liên Tín chống đỡ lại nguy cơ này. Tiêu Thụy Dân đi chưa lâu thì chẳng biết Tôn Chí Cương của Liên Tấn từ đâu biết được tin tức y tới Bắc Kinh, chẳng hề liên lạc trước, lái thẳng xe tới chặn y ở biệt thự Thành Nam, yêu cầu được gặp mặt. Trương Khắc biết mục đích chuyến đi này của Tôn Chí Cương, y sợ bị chuyện này quấn lấy, nhưng người ta đã tới tận cửa rồi. Y không thể từ chối không gặp, trước đó coi như cũng có hợp tác, và lại Liên Tấn còn là thành viên hạch tâm của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Di động. Cát Kiến Đức cực kỳ ngứa mắt về tôi, giám đốc Tôn tới đây không sợ bị họ cắt miết à. Trương Khắc ăn mặc tùy ý, quần rộng, áo tê, sớt, đứng ở cửa mời Tôn Chí Cương vào, nửa đùa nửa thật nói. Chương 1311, Nguy cơ và cơ hội 1. Công ty mẹ có suy tính của công ty mẹ. Tôi không thể vì lo công ty mẹ sinh ý nghĩ gì mà trói buộc Liên Tấn không phấn đấu. Tôn Chí Cương lau mồ hôi theo Trương Khắc vào nhà, vì biểu thị thành ý, trong lúc đợi nhân viên công tác vào thông báo cho Trương Khắc, ông ta không trốn trong xe có điều hòa, mà cùng thư ký đứng đợi giữa trời nóng như đổ lửa. Bắc Kinh vào hạ tuần tháng 8, nhiệt độ buổi trưa lên tới 38 độ C, Tôn Chí Cương lại béo, càng không chịu nổi,
đi vào nhà, được không khí lạnh thổi tới mới cảm giác sống lại. Vào nhà rồi Trương Khắc Mói nói, giám đốc Tôn đợi một chút, tôi đang nói dở điện thoại. Tôn Chí Cương rất cảm kích Trương Khắc không bắt bọn họ đợi bên ngoài đến khi nói chuyện điện thoại xong mới ra đón, vui vẻ nói, cậu cứ làm việc đi. Tôn Chí Cương và thư ký ngồi trong phòng khách đợi, một lúc sau có cô gái xinh đẹp mặc váy bê nước giải khát tới, Tôn Chí Cương liếc nhìn, thấy cô gái này cổ tay đeo vòng tay kim cương lấp lánh, khí chất bất phàm, thầm nghĩ không thể là giúp việc bình thường được, không dám nhìn nhiều. Một số kẻ thích khoe khoang nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, một số người lại cực kỳ kiêng kỵ, ông ta hơi khom người cảm ơn rồi nhận cốc nước, nhìn ánh mắt thư ký có chút khác thường mới quan sát cô gái xinh đẹp này kỹ hơn, thì ra là đại minh tinh Tống Uyển Bội, ông ta không tiện nói gì, nhưng thư ký của ông ta còn mang tâm tính trẻ con, nhìn dáng vẻ mừng rỡ kia thì biết phải kiềm chế lắm mới không lấy sổ công tác ra xin chữ ký của thần tượng. Tôn Chí Cương nghĩ, té ra tin đồn tên khốn kiếp Trương Khắc này cướp đoạt Tống Uyển Bội trong tay con trai Thành Tấn Kiệt là sự thực, ông ta cũng chẳng để ý biểu hiện không chín chắn của cô thư ký trẻ, nhìn thần sắc của Tống Uyển Bội có vẻ rất thích cảm giác được người ta sùng bái. Tống tiểu thư vẫn còn ở đây à? Trương Khắc từ trên lầu xuống, thấy Tống Uyển Bội đang trò chuyện rất thân mật với thư ký của Tôn Chí Cương. Vừa rồi nói chuyện xong với Hứa tiểu thư, thế nào cũng phải nói một câu tạm biệt với Khắc thiếu gia mới đi được chứ. Nếu không bị Khác thiếu gia trách tôi không biết phép lịch sự. Tống Uyển Bội cười tươi tắn, cầm lấy túi sách hơi khom người cáo từ, tôi tạm biệt Khác thiếu gia ở đây luôn vậy, không dám làm phiền Khác thiếu gia đuổi nữa. Tôi làm sao dám đuổi cô? Trương Khắc cười, Tống tiểu thư tự lái xe tới à, hay tôi bảo nhân viên đưa cô về? Lời rõ ràng không có ý giữ người lại. Tôi tự lái xe tới, nếu ở kiến nghiệp thế nào cũng làm phiền Khác thiếu gia chiếu cố. Lúc này Tôn Chí Cương mới biết trong biệt thự còn có nữ chủ nhân khác tồn tại, người ta không muốn lộ diện, ông ta có tò mò tới đâu cũng vô dụng, Tống Uyển Bội cũng giống như ông ta, chỉ là khách tới đây, nhưng vừa rồi lại làm nha hoàn một chuyến, nhìn dáng vẻ như cô ta có vẻ không cho như thế là tự hạ thấp thân phận của mình. Tống Uyển Bội tới đây là vì chuyện đầu tư thành phố điện ảnh, chuyện này Trương Khắc chẳng quản, nhưng Tống Uyển Bội là cô gái rất có dụng tâm, vừa rồi đáng lẽ là việc của nhân viên công tác. Nhưng cô ta lại chủ động bê nước ra, có ý cố tình dụ Tôn Chí Cương suy nghĩ sang chiều hướng khác. Có lẽ có người rất ghét hành động này của Tống Uyển Bội, nhưng Trương Khắc hiểu khổ cực của cô, với bản tính con người, ai muốn hạ mình lấy lòng người khác. Nhìn theo bóng lưng Tống Uyển Bội khuất sau cổng chính, thầm nghĩ đúng là một con dê con to gan, không sợ bị người ta nuốt cả thịt lẫn xương sao. Trương Khắc quay về phòng khách, ngồi trên chiếc ghế vừa rồi Tống Uyển Bội ngồi, nơi đó vẫn còn dư hương giai nhân. Dung mạo của Tống Uyển Bội đúng là làm người ta ngồi chỗ cô đã ngồi cũng thấy dễ chịu, cười với Tôn Chí Cương, làm giám đốc Tôn đợi lâu rồi, thật ngại quá. Không hề giải thích lý do Tống Uyển Bội ở đây, mặc ông ta phát huy trí tưởng tượng. Tôn Chí Cương rất muốn biết nữ chủ nhân nơi này là ai mà khiến Trương Khắc không hề có ý giữ lại giai nhân như Tống Uyển Bội, có điều ông ta tới đây là vì mục đích khác, tới hôm nay tôi không thể không bội phúc con mắt của Tiêu Thụy Dân, cục diện hiện giờ cũng sớm nằm trong dự liệu của ông ta rồi. Lần này tôi chạy tới cửa là muốn xin kế sách của Khác thiếu gia. Giám đốc Tôn hình như quên Liên Tấn và Ái Đạt là đối thủ cạnh tranh rồi. Trương Khác thấy trên bàn có một cốc nước ô mai đá chưa uống, chắc Tống Uyển Bội chuẩn bị cho mình, cầm lên uống một ngụm, chẳng hiểu sao Tôn Chí Cương tới tìm mình lại mang theo cô bé thư ký còn thắt tóc bím, trông là biết không đủ lão luyện. Tôn Chí Cương chẳng tin lời Trương Khác nói. Nếu nhắc tới đối thủ cạnh tranh của Ái Đạt thì Liên Tín còn gây áp lực thị trường cho Ái Đạt còn lớn hơn Liên Tấn, nhưng Cẩm Hồ lại hợp tác với Liên Tín, ông ta đoán Cẩm Hồ, Liên Tín, Cao Khoa KV thế nào cũng có giao dịch ngầm không cho ai biết. Nửa đầu năm, mỗi chiếc di động trong nước gần như mang lại từ 400, 500 đồng, thị trường hết sức sôi động, di động trong nước cung không đủ cầu, Liên Tín lại đi làm nghiệp vụ di động đặt làm cho Liên Thông, mỗi cái được lãi có 100 đồng. Tiếp đó là Cao Khoa KV cũng cung cấp di động đặt làm cho Liên Thông, lượng di động cùng loại bọn họ đưa ra thị trường không bằng 1/5 lượng di động đặt làm bọn họ cung cấp cho Liên Thông. Liên Tín và Cao Khoa KV có tiền không kiếm, làm người trong nghề không hiểu, Tôn Chí Cương ban đầu cũng không hiểu, thậm chí cho rằng chip cơ sở do ISS cung cấp không đủ ổn định, tồn tại vấn đề về tính năng, cho nên Cao Khoa KV và Liên Tín mới lấy nghiệp vụ di động đặt làm đường xuất hàng lớn nhất. Sự thực chứng minh, di động đặt làm dù công năng đơn điệu, nhưng tính năng rất ổn định, các chi tiêu kỹ thuật đều vượt xa trình mức độ trung bình trong nước. Khi Tôn Chí Cương nhận ra điều này thì biến đổi thị trường đã âm thầm kéo tới, nhưng phải thừa nhận Tiêu Thụy Dân rất có nhãn quang,
cầm được đơn đặt hàng 1.5 triệu di động của Liên Thông trong tay, Phong Ba nổi lên, vẫn đứng ở thế bất bại. Mùa đông năm ngoái, chỉ có Cao Khoa KV và Liên Tín tiếp xúc với Liên Thông về nghiệp vụ di động đặt làm, Tôn Chí Cương không khỏi hối hận vì phản ứng chậm chạp của Liên Tấn. Trương Khác thì thấy phản ứng của Tôn Chí Cương không phải là quá chậm, cho tới lúc này, thị trường tuy có biến hóa, nhưng không kịch liệt, y còn tưởng phải tới khi máu tươi tung tóe khắp nơi thì Liên Tấn mới có phản ứng. Mặc dù các cự đầu di động hải ngoại liên tục đưa ra di động tầm trung và cao đầu tháng 8, đẩy di động trong nước ra khỏi phân khúc này, nhưng di động trung và thấp dùng kỹ thuật GMS vẫn có thị trường rộng lớn nhất, quan trọng là ở khống chế chi phí. Khi áp lực chi phí còn chưa truyền tới nhà cung cấp linh kiện đầu nguồn, muốn bọn họ giảm giá linh kiện đúng là nằm mơ nói mộng, lúc này Cẩm Hồ dần nâng cao sản lượng của chip cơ sở hàng tốt giá rẻ, chắc chắn thành con đường tắt giảm bớt chi phí chế tạo, đó là ý đồ của Tôn Chí Cương. Mặc dù được Cảnh Trọng Dương ủng hộ khiến nghiệp vụ di động đặt làm của Liên Thông hoàn toàn dựa vào kỹ thuật của Cẩm Hồ, trước khi chip cơ sở đời 2 đưa ra, Cẩm Hồ cũng đem Liên Tấn, Đông Hưng liệt vào danh sách cung hàng, nhưng hạn chế hỗ trợ kỹ thuật, khiến cho Liên Tấn, Đông Hưng cho tới nay vẫn chưa thể đưa ra di động mang kỹ thuật ISS của mình, tới khi chip cơ sở đời 2 đưa ra thị trường, Cẩm Hồ có thể danh chính ngôn thuật gạt bỏ hai công ty này khỏi danh sách hợp tác. Tôn Chí Cương lần này tới đây là muốn vãn hồi được phần nào đó, nhưng Trương Khác không vì thế mà thay đổi chiến lược sớm đã ước định xong với Liên Thông, Liên Tín và Cao Khoa KV. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.